Y đạo quan đồ. chương 21, nữ MC xinh đẹp. Lâm Thành Bân cùng Vu Thu Linh cho tới giờ vẫn chưa lên tiếng nói gì, phần là vì bọn họ mới vừa từ bên ngoài trở về cho nên đối với chuyện tình xã nhà cũng không nắm rõ lắm. Thứ hai là tình thế trước mắt cũng đã định hình tương đối rõ ràng là bốn người ở đây đang vây công hồ ái dân, nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng động cơ phát động của Vương Bác Hùng là gì nên vẫn giữ thái độ im lặng. Quách Đạt Lương lúc này tung ra một quả bom lớn, trong lúc Phó Chủ tịch Lâm và chủ nhiệm kỷ ủy vu ra ngoài công tác, ta có nhận được thông tin ban tài vụ xã có nhiều điểm sai phạm, hơn nữa cũng được cung cấp một số chứng cứ liên quan đến vấn đề vấn đề tài chính lúc xây dựng tiểu học Hồng Kỳ. Hồ Ái Dân cũng không nhịn nổi nữa, Quách Đạt Lượng này đúng là thái quá rồi a. À. Lúc xây dựng tiểu học Hồng Kỳ chính là mình phụ trách. Đúng là một sự kiện liên quan tới 300 triệu đô la Hồng Kông không có khả năng không tồn tại sự tranh chấp, nhưng lúc đó bản thân mình đang là quản lý tài chính xã nên nhiễm nhiên trở thành người phụ trách xây dựng trường tiểu học Hồng Kỳ, Quách Đạt Lượng nói vậy thì có khác gì hắn nói mình tham ô. Hồ Ái Dân lạnh lùng nói, Phó Chủ tịch Quách. Audio điện tử Võ Tấn Bền Nói không có căn cứ như vậy có thể ảnh hưởng tới danh dự của những cán bộ nhà nước đó. Như thế nào mà muốn trốn tránh trách nhiệm của bản thân lại có thể nói năng lung tung như thế được. Giọng nói hồ ái dân đã trở nên vô cùng cứng rắn, hắn là chủ tịch xã a nếu không thể hiện uy nghiêm của mình lại khiến cho kẻ khác nghĩ hắn là mèo bệnh muốn làm gì thì làm vương bác hùng nở nụ cười đồng chí ái dân không nên tức giận a phó chủ tịch quách chỉ là phản ánh tình huống thôi chứ đâu nhắm vào cá nhân ngươi chứ hồ ái dân sắc mặt khó chịu không phải nhắm vào ta mẹ kiếp chỉ là chưa nói tên ra thôi thì có chuyện này hắn quyết không thể bỏ qua đương chuẩn bị nói tiếp để thể hiện quan uy của mình thì cán bộ tuyên truyền xã Chu chuyên lập cập chạy đến. Bảy ủy viên thường ủy xã mặt đều lộ vẻ giận, Chu Xuyên người có cái thân phận gì mà cũng dám chạy tới cắt ngang cuộc họp thường ủy chứ? Chu Xuyên hồn hển nói, tại công trường trùng kiến tiểu học Hồng Kỳ, một bờ tường bị sập khiến hai công nhân bị thương. Lời này khiến cho cả thường ủy xã sợ đến ngay cả người. Hồ ái dân sừng sốt, công tác trùng kiến tiểu học Hồng Kỳ là do hắn phụ trách, đã đang phiền phức rồi thì phiền phức lại còn tới thêm, thế nào lại đúng dịp thế nhỉ? Đúng là họa vô đơn chí sợ rằng lần này muốn trốn tránh trách nhiệm cũng khó rồi. Càng làm cho hồ ái dân phiền não chính là câu Chu Xuyên nói tiếp, đài truyền hình huyện Xuân Dương vừa gọi điện báo bọn họ sẽ tới xã. Hiện đã đang trên đường tới rồi. Vương Bác Hùng hét, hồ đồ, đài truyền hình huyện tới làm cái gì? Nói là phỏng vấn làm phóng sự về sự tình tiểu học Hồng Kỳ. Chu Xuyên lo lắng trả lời. Vương Bác Hùng hầm hắm hướng Hồ Ái Dân nói, Hồ Ái Dân, người tới thu thập cái đống hỗn độn của người đi, tới nước này cuối cùng Vương Bác Hùng cũng không thể giữ thái độ thể diện gì nữa mà sẽ phát đi cái tờ giấy mỏng manh trước giờ vẫn ngăn chặn cuộc chiến tranh giữa hắn và Hồ Ái Dân. Hồ Ái Dân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cái trách nhiệm của ta đương nhiên ta sẽ chịu. Thân là lãnh đạo cao nhất trong xã, Vương Bí thư người cũng nên xem lại chính bản thân người đi. Vương Bác Hùng cũng nổi giận trừng trừng mắt nhìn hồ ái dân, đương nhiên hồ ái dân cũng không kiêng nể nhìn mà nhìn lại. Lâm chủ nhiệm nãy giờ vẫn không nói dừ rốt cuộc cũng phải thời dài, bây giờ tốt nhất là giả tán cuộc họp, mau chóng tới công trường xem xét, chỉ cần không có tổn vong gì, cẩn thận xử lý tốt một chút là được rồi. Một câu này khiến cho tâm tình mọi người cũng bình tĩnh lại. Vương Bác Hùng chẳng thèm hút nốt điều thuốc mà vứt thẳng xuống đất rồi lấy chân di di mạnh, sau đó là người đầu tiên đi ra khỏi phòng họp đi ra ngoài thì thấy Trương Dương đang đứng trên sân thượng nhìn xa xa như đang ngắm nghía phong cảnh gì gì đói, hắn chợt nhớ ra điều gì, bèn vẫy vẫy tay gọi Trương Dương. Trương Dương thấy bảy ủy viên thường ủy xã nhà cuối cùng cũng tan họp, hơn nữa sắc mặt quá nửa đều trông rất không ổn, biết nhất định có chuyện rồi. Liên ngụy trang ra vẻ khiêm tốn lịch sự tiến tới, Vương Bí Thư. Vương Bác Hùng nói, đài truyền hình huyện đột nhiên tới đòi phỏng vấn, cậu cùng Chu Xuyên sắp xếp nghênh tiếp bọn họ, cố gắng chặn bọn họ từ giữa đường, kéo dài thời gian ra, buổi trưa có thể mời họ ăn ở bên ngoài. Vương Bác Hùng đối với cánh ký giả trước giờ vẫn không có hảo cảm. Như vụ trái tiểu học Hồng Kỳ hồi đầu năm mà không đem chút ít nhét cho mấy tên ký giả đó thì phiền to rồi. Cái đám ấy thật sự là rất phiền phức, nếu ngươi không làm vừa ý họ, lập tức họ cho mặt ngươi ra ngoài ánh sáng ngay. Chính vì vậy mới bảo Trương Dương cần phải ra đón tiếp kéo dài thời gian và để xem tâm tư bọn họ thế nào. Trương Dương hơi ngẩn người ra một chút, Vương Bác Hùng thấy thế bổ sung tiếp, người có tử lượng cao nhất, tốt nhất là cho họ say bét nhẹ ra càng tốt. Trương Đại Quan Nhân cuối cùng cũng hiểu được tử lượng tốt liên quan tới chuyện phỏng vấn thế nào. Ý Vương Bí Thư chính là cho họ càng say càng tốt, tốt nhất là gục luôn, để cho có thời gian sắp xếp cái vụ kia. Bảy viên Thường Ủy rời đi rồi, Chu Xuyên tới cười nói với Trương Dương, Trương Chủ nhiệm, lần này vô luận thế nào cũng phải cố giúp ta a. À. Trương Dương kỳ quái hỏi, người bên ban tuyên truyền xã thì có liên quan gì tới kế hoạch hóa gia đình của ta mà ta giúp được chứ? Ra mặt Chu Xuyên cũng thật dày, vất vả cho Trương chủ nhiệm rồi. Hai người đợi tài xế Lão Trịnh chuẩn bị xe xong xuôi rồi cũng lên xe rời đi. Trương Dương căn bản không muốn xen vào việc cầu người khác, nhưng nếu là Vương Bí Thư Hạ lệnh xuống thì sẽ trở thành nhiệm vụ chính trị rồi, không phải là hắn còn phải trông cậy vào sự dẫn dắt cầu Vương Bí Thư để được gia nhập Đảng Cộng sản sao? Trên đường vừa đi, Chu Xuyên vừa kể lại đầu cuối sự tình, Trương Dương lúc này mới nghe được sự tình tai nạn phát sinh. Trong lòng thầm nghĩ cái vụ tiểu học hồng kỳ này đúng là xảy ra thật nhiều chuyện, việc vừa mới xảy ra này mà lại truyền tới huyện nữa thì sợ rằng cả Vương Bác Hùng cũng phải chịu không ít trách nhiệm liên đới. Nhưng hắn cũng mơ hờ cảm thấy rằng nhiều khả năng là có kẻ lợi dụng chuyện này. Chu Xuyên lại nói tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Dương, Trương chủ nhiệm, lần này chúng ta nhất định phải giữ chặt cái đám truyền hình kia lại, vô luận thế nào cũng không thể để bọn họ biết lão trịnh bỗng giảm tốc độ xe phía trước quả nhiên có một chiếc toyota màu xám đang tiến lại trên thân xe còn có biểu tượng của đài truyền hình lão trịnh dừng xe lại ở chính giữa đường nguyên bản là sơn đạo này chỉ vừa đủ rộng để hai xe đi qua hắn dừng xe lại như thế khẳng định là xe của đài truyền hình không thể qua được đối phương cũng không biết là con santana này là chuẩn bị sẵn để đón tiếp họ tài xế kia tức giận bấm còi in lên Trương Dương cùng Chu Xuyên xuống xe tươi cười tiến lại phía xe của đài truyền hình huyện. Tài xế chiếc Toyota này là một tráng hán dâu quay nón, hắn hạ kính xe xuống gào lên, ta nói các người đỗ xe cái kiểu gì thế? Không để cho ai đi nữa sao? Chu Xuyên tươi cười nói, ta là cán bộ tuyên truyền xã Hắc Sơn Từ, vị này là lãnh đạo ở xã Trương Chủ nhiệm. Vì Trương Dương chức vụ ở xã là chủ nhiệm một ban so với Chu Xuyên là hơn hẳn, cho nên hai người gặp người khác, Hắn đương nhiên phải giới thiệu Trương Dương là lãnh đạo xã a. Được Chu Xuyên kia khéo léo vỗ mông ngựa một cái, Trương Dương cũng đắc ý tự nhiên phối hợp cùng, ra chút vẻ quan uy. Chỉ tiếc là mấy người làm truyền hình này bọn họ vốn là ông vua không ngai rồi, đương nhiên chẳng đem một cán bộ xã để vào mắt, cho dù là Vương Bác Hùng đến thì cũng thế cả chứ đừng nói là một chủ nhiệm còn con. Trương Dương cũng trong ý thức được điều đó, ho khan một tiếng hướng lão Trịnh mà nói, "Trịnh sư phụ, người về trước đi." ta cùng Chu Xuyên sẽ đi cùng với các đồng chí đài truyền hình. Hắn đã quyết đánh vào nội bộ địch nhân rồi, lão Trịnh cũng gật đầu, sau đó quay đầu xe lại rời đi. Lái xe đài truyền hình kia thấy thế mặc dù trong lòng không tình nguyện lắm nhưng cũng đành mở cửa xe cho Trương Dương cùng Chu Xuyên lên xe. Đài truyền hình lần này phái xuống đây có tất cả 6 người, trong đó có một là nữ, cho nên tự nhiên là sự chú ý của Trương chủ nhiệm tập trung lên nữ nhân này. Đây là một nữ tử khoảng tầm hơn 20 tuổi nhìn qua thì bộ dáng cũng tầm tầm. Thế nhưng tỉ mỉ quan sát lại thì càng nhìn càng thấy ngon, thân hình có thể nói là tuyệt hảo, mặc một cái áo bó màu vàng, duyết ngắn, quần tất dài bó sát lấy đôi chân dài, guốc cao màu đen. Phối hợp lại rất gợi cảm mà không hề mất đi phần trang trọng. Khuôn mặt trái xoan, mi loan như nguyệt, đôi mắt tuy rằng hơi bỏ, nhưng lại trong như nước mùa thu, da trắng như bạch ngọc. Trương Dương sở dĩ chăm chú quan sát nàng ta, không chỉ bởi nàng rất đẹp mà còn vì một nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn đã biết nàng ta. Trương đại quan nhân đối với thưởng thức mỹ sắc trước giờ vẫn quen thói không hề có chút lịch sự nào, cứ như sói đói rình mồi vậy, cảm giác thiếu chút nữa chắc nước dãi sẽ chảy cả ra. Mặc dù tiểu tử này bề ngoài trông cũng là cao giáo, sáng sủa đẹp trai, nhưng cái bản mặt hắn bây giờ thực sự là vô cùng dâm đáng, trông chẳng hề có điểm nào giống một cán bộ nhà nước cả. Nữ nhân kia tuy rằng trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn duy trì phong thái như bình thường, thản nhiên cười nói: "Trương chủ nhiệm, dường như chúng ta đã gặp nhau rồi." Giọng của nàng nghe thực sự là êm tai, Trương Dương bừng tỉnh cười nói: "Nàng là Hải Lan, ta đã thấy nhiều lần trên tivi." Trương Dương đương nhiên nhận ra nữ tử này chính là Hải Lan nữ MC của kênh Thời sự Đài truyền hình Giang Thành. Mặc dù đã nhiều lần thấy nàng trên tivi, nhưng so với cái cảm giác được chân chính diện kiến ngoài đời thực này thì đương nhiên khác xa. Trương Dương chủ động chia tay ra muốn bắt tay nàng, ta là Trương Dương, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, đại biểu cho nhân dân xã Hân Hạnh đón tiếp các vị. Hành động như vậy tuy rằng có hơi chút mạo muội, nhưng đối với Hải Lan thân đã quen với sóng gió thì đã có là gì? Nàng cho rằng đối với Trương chủ nhiệm chưa rõ lai lịch này tốt nhất vẫn cứ giữ thái độ lịch sự nàng vươn bàn tay trắng nõn nà ra hời hợt bắt tay lướt qua với trương dương sau đó nhanh chóng rút về rồi cười nói trương chủ nhiệm thực sự là cán bộ chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình trương dương cười cười giả vờ khiêm tốn gật đầu nói chỉ là người phục vụ nhân dân nhỏ nhoi xin các vị đừng chê cười người này đúng là tên cùng tính cách không khác gì nhau mà khuôn mặt hải lan cười lên có phần ngượng ngùng pha chút nũng điệu nói trương chủ nhiệm đúng là có thể xuất khẩu đả thương người a à. Trương Dương nhìn vẻ mặt của Hải Lan mà trong lòng không khỏi nóng lên, hắn thầm nghĩ, nữ nhân này mà tại tùy chiều thì nhất định có thể trở thành, hiếm thấy được đó. Hắn cười nói, ta là người hâm mộ của nàng, mỗi ngày ta đều chăm chú đợi xem chương trình tin tức đó, tuyệt không có ý dám mạo phạm đâu. Hắn lúc này mới sực nhớ ra, Hải Lan rõ ràng là người của đài truyền hình tỉnh Giang Thành, thế nào đột nhiên lại tới đài truyền hình huyện Xuân Dương này. Xe vừa chạy trên đường, mọi người vừa nói chuyện, Hải Lan giải thích nguyên nhân là nàng đang trong thời kỳ thực hiện nhiều chương trình về nông thôn và người nghèo, cho nên mới xuống làm ở đại huyện một năm. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, từ Giang Thành xuống đến Xuân Dương huyện cũng chẳng khác biệt là mấy, nếu muốn làm thì phải xuống trạm phát thanh xã mà làm mới phải chứ. Trộm nghĩ nếu trạm phát thanh xã nào mà có cô phát thanh viên cỡ Hải Lan này sợ rằng cái cửa trạm phát thanh sẽ bị đám háo sắc đập vỡ mất. Trương Dương nháy mắt ra hiệu cho Chu Xuyên đang im lặng nãy giờ, Chu Xuyên ngầm hiểu ý, bèn tới ngồi cạnh ghế tài xế chỉ đường nọ kia. Đại hồ tử tài xế này tuy rằng cũng đã tới xã Hắc Sơn Tử rồi, thế nhưng Sơn đạo quanh co, đường đi lối lại khúc khuỷu cũng khiến hắn mơ hồ không thể nhớ rõ ràng. Bên cạnh có Chu Xuyên là người bản xứ chỉ đường cho đương nhiên trong lòng sản sinh ra chút hỉ lại. Thế nên mãi một hồi sau, hắn mới phát hiện ra là đường Chu Xuyên chỉ hình như không phải hướng tới ủy ban xã mà là đang đi vào một con đường nhỏ nào đó trên núi Thanh Thai đại hồ tử lái xe này hỏi tiểu chu a người dân chúng ta đi đâu thế ánh mắt tiểu chu nhìn lại phía trương dương tiểu tử này đúng là cái loại gặp chuyện thì chỉ biết núp sau lưng người khác đấu tranh hẳn là phải do lãnh đạo đứng đầu hắn và trương dương đương nhiên trương dương phải lên mà chịu trận rồi trương dương vốn cũng chẳng trông cậy gì vào hắn cười nói mấy lãnh đạo xã ta đều đã hạ cơ sở kiểm tra công tác rồi phỏng chừng cuối giờ chiều mới trở về mà từ giờ tới trưa cũng chẳng mấy nữa chỉ bằng mọi người dùng bữa trưa trước, ăn xong nghỉ ngơi chốc lát, đợi đến chiều sẽ sắp xếp phỏng vấn. Hai mắt Hải Lan nhìn Trương Dương, vẫn là nàng lịch sự cười nói, Trương chủ nhiệm, hay là dùng bữa trưa tạm thời gác lại đã, công tác chính vẫn là trọng yếu hơn. Ta nghĩ trước tiên chúng ta nên tới ta ngơ tiểu học Hồng Kỳ, chúng ta xem xét qua trước. Trương Dương cười nói, trường tiểu học Hồng Kỳ ở ngay cạnh nhà hàng thôi mà. Yên tâm gì, ta sẽ không làm lỡ chuyện của quý vị đâu. Thấy Trương Dương nhiệt tình như vậy, mấy nhân viên đài truyền hình cũng không cố từ chối nữa. Đại hồ tử lãi xe kia vốn đối với công việc làm tin tức chẳng có mấy hứng thú vì dù sao cũng không phải là bản chức của hắn, nhưng đối với việc này thì lại rất khác, hắn hồ hởi cười nói có thực mới vực được đạo A. Không ăn lấy sức đâu ra mà làm, Trương chủ nhiệm đã nhiệt tình như vậy chúng ta cũng không nên phụ tấm lòng của người ta. Hải Lan cũng không nói thêm gì, nhưng trên khóe miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt tuy vậy nhưng trong lòng đang thầm nghĩ phải đề phòng cái tên chủ nhiệm trẻ tuổi này, hắn có vẻ cũng là một tên gian xảo đây. Trương Dương thầm nghĩ xem ra Hải Lan cùng mấy đồng sự dưới huyện phối hợp còn chưa thực sự tốt ra. Bất quá đó lại là then chốt để hắn có thể kéo dài thời gian thành công hay không. Chiều đãi đoàn người từ đài truyền hình huyện xuống tại một quán tên là Thanh Thai Sơn Trang, đây là một hàng chuyên về thịt lừa nổi tiếng từ lâu đời rồi, nghe đâu là quán mở từ thời Thanh Triều. Hiện tại kiến trúc của quán là một tòa tiểu lâu có hai tầng, kiến trúc kiểu cổ này ở vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh này cũng không có gì là quá nổi bật, trên cái cối say trước cửa treo một bộ da lừa. Nơi này cuối tuần đều rất đông vui nhộn nhịp, nhưng ngày thường thì cũng chẳng có bao nhiêu sinh ý, lão bản tôn mãn độn sau khi nhận được điện thoại đặt tiệc từ xã nhà, công việc trong quán cũng rộn dịp hẳn lên. Hải Lan thì rất có hứng thú với chuyện lịch sử của cái quán này, Lão bản tôn mãn độn giới thiệu rằng thanh thai Sơn Trang này là do tổ tiên hắn truyền lại, tương truyền là thành lập năm Càn Long thứ 13, ngay từ lúc đó đã rất nổi tiếng về món thịt lừa. Thời đó đi lại trên núi còn rất nhiều khó khăn, giao thông đa phần dựa vào lừa và ngựa, cho nên lừa cũng được nuôi rất nhiều và thịt lừa cũng là một món văn hóa ẩm thực có tiếng. Hắn còn nói nếu Hải Lan có hứng thú với lịch sử thì có thể ra phía đằng sau nhà hàng, trên phía vách núi ấy còn khác rất nhiều điêu tự. Hải Lan vừa nghe quả nhiên đã có hứng thú, với lại dù sao đồ ăn hiện tại vẫn còn chưa mang lên, liền hỏi đường rồi mang theo máy ảnh camera đi theo con đường mòn ra vách núi phía sau nhà hàng. Trương Dương lo lắng cho mỹ nữ lại một mình đi trên nơi rừng núi như thế, liền bảo Chu Xuyên tiếp đón mấy vị còn lại, rồi đuổi theo Hải Lan. Mặc dù là có đường, nhưng sơn đạo này lại vô cùng dốc và khó đi, Hải Lan lại mang giày cao gót hiển nhiên là rất khó đi. Không may trượt chân một cái, người mất thăng bằng ngã về đằng sau, rất may là Trương Dương chạy tới vừa kịp lúc đỡ được nàng. Không may mà tay hắn lại đụng phải chỗ không nên đụng chính là bộ ngực hết sắc căng tròn và mềm mại của Hải Lan. Tuy trong lòng Hải Lan có chút nghi ngờ tiểu tử này cố ý đỡ như thế, nhưng cũng không có chút tức giận nào, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nhu tình, nhẹ giọng nói cảm ơn. Trương đại quan nhân tùm tỉm cười, không có gì, không có gì. Tay trái vẫn có chút lưu luyến tiếc núi không muốn rời ra khỏi bộ ngực kia thấy đường phía trước khó đi, Trương Dương đi lên phía trước đưa tay ra phía sau cho nàng, Hải Lan vươn bàn tay nhỏ bé ra cầm lấy tay hắn. Dưới sự giúp đỡ của Trương Dương, cuối cùng Hải Lan cũng tới được chỗ sườn núi. Trên vách núi này quả nhiên có không ít những bức điêu tự được chạm khắc khắp nơi. Bởi vì đã qua bao nhiêu năm tháng, trải qua không ít báo táp mưa xa, nhưng bức tự này đa phần chữ viết không còn nhìn rõ, bất quá vẫn còn một số chỗ có thể nhìn ra được một chút. Trương Dương đối với đống đồ cổ này đương nhiên chẳng có chút hứng thú, nghĩ cũng phải, chính là ẩn trong con người hắn cũng là một cái đồ rất cổ rồi. Trương Đại Quan Nhân tìm một tảng đá tương đối sạch sẽ gần đó ngồi xuống, xa xa nhìn ngắm thưởng thức phong tư của Hải Lan. Hải Lan để mái tóc ngắn nhưng trông vẫn thập phần nhu thuận. Có cơn gió thổi qua khẽ làm mái tóc hơi rối trên không mặt xinh đẹp. Nàng đưa ngón tay khẽ vuốt lại mái tóc khiến cho Trương Dương ngồi xa xa ngắm lại mà động tâm. Hải Lan xem chừng cũng không phải là cái dạng hồng nhan họa thủy, thế nhưng phong tư của nàng lại khiến cho người ta sinh ra một cái ấn tượng rất khó phai. Nàng tiến sát tới, tay giờ giờ lên những chữ khắc trên mặt đá, trong đôi mắt toát lên vẻ hưng phấn vui mừng. Nàng hơi khom người xuống, lưu cho Trương Dương một cái đường cong vô cùng hoàn hảo, ánh mắt Trương Dương nhìn từ eo thon xuống đến cái mông này nở đầy đặn mà trong lòng không khỏi xốn sang. Hải Lan bỗng nhiên quay lại hô, biên này là do tự tay Lưu Đằng Tĩnh viết. Trương Dương cũng không có sinh ra chút cảm giác nào, tiểu tử này căn bản chẳng biết Lưu Đằng Tĩnh là ai hết. Được Hải Lan giải thích cho, hắn mới biết rằng Lưu Đằng Tĩnh là một vị quan địa phương thời Minh Triều, nổi tiếng về thi họa. Kể cũng không thể trách Trương Thần Y được, hắn vốn sống thời Tùy Triều, làm sao biết được mấy trăm năm sau lại có cái Triều Minh, nói gì đến một tên tiểu quan. Nhưng Hải Lan thì còn đang rất vui mừng về phát hiện của mình. Tay chỉ về phía trên sườn núi nói, phía trên khả năng vẫn còn, chúng ta mau lên xem trương dương tuy rằng không có hứng thú thế nhưng thân là chủ nhân sao có thể cự tuyệt khách nhân hơn nữa lại còn là một mỹ nữ khách nhân huống chi đây cũng là nhiệm vụ công tác chính trị được bí thư đảng ủy xã giao cho cơ mà bồi nàng đi dạo cũng tốt nàng càng hứng thú với mấy cái của nợ này càng dễ quên thời gian đi làm phóng sự về cái vụ tiểu học hồng kỳ kia hai người liền đi tới chỗ phía trên nhưng không có phát hiện thêm cái gì nhưng được cái không khí trong lành của rừng núi cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái đột nhiên gần đó lại vang lên tiếng lửa hí trương dương cảm thấy thanh âm này thật là đáng ghét bất quá hải lan lại là một cô nương từ bé tới lớn đều sống trong thành phố thành ra lại có hứng thú đối với mấy thứ rừng rú hoang dã này lần theo nơi phát ra thanh âm trương dương đành đi theo nàng bất quá khi tới nơi thì một màn chấn động xuất hiện trước mặt hai người một con lửa chân trước đang khoát lên người một con khác Khố hạ căn cái, mặt cười, như cái thanh chốt cửa theo nhịp thân lắc lư mà lúc hiện lúc khuất trong thân con lửa còn lại. Cả hai đều đang chìm đắm trong phấn khởi cùng kích động, trả trách mà lại rú lên như thế. Hải Lan nguyên bản là tính chụp mấy cái ảnh thú rừng, ngàn vạn lần không nghĩ tới lại được thấy một màn động vật giao phối thế này. Càng làm cho nàng thấy ngại chính là Trương Dương lại còn đứng bên cạnh mình. Khuôn mặt như bạch ngọc không tì vết của Hải Lan nhất thời đỏ bừng lên. Trương Dương mắt vừa thấy một màn trình diễn tình cảm mãnh liệt, quay lại nhìn Hải Lan thì lại thấy vẻ xấu hổ mà vô cùng quyến rũ của Hải Lan, Trương Đại Quan Nhân không tự chủ được mà cứng hết cả lên. Lại càng vui chính là Hải Lan xấu hổ mà hơi cúi mặt xuống vừa vặn nhìn thấy toàn bộ quá trình cái vật trong hạ khố Trương Dương từ từ thức giấc, tuy rằng là còn có y phục. Nhưng cái sự biến hóa ấy, không cần tưởng tượng cũng có thể minh bạch. Trương đại quan nhân xấu hổ ho khan một tiếng, hai mắt Hải Lan cũng nhìn ra chỗ khác, sau đó nhanh chóng rời khỏi địa phương này, có lẽ dùng từ chạy trốn mới là thích hợp hơn. Trương Dương nhịn không được quay lại nhìn hai con lừa đang động dục, trong đáy lòng cảm thán, to thật a. À. Cũng từ lúc đó Hải Lan cứ luôn tránh ánh mắt của Trương Dương, ngược lại Trương Dương sau khi xử lý sao 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 sao, bắt nó phục tùng thành công xong thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Cố gắng trò chuyện với đám người của đài truyền hình, thì thoảng cả đám lại cười ồ lên hết sức vui vẻ. Tiệc chiêu đãi bắt đầu, nồi lẩu lừa bắt đầu được bưng lên, Hải Lan vì để bảo trì khoảng cách với Trương Dương nên nàng tận lực tìm cách chọn chỗ ngồi cách xa hắn. Ai dè sau một hồi mấy người khách khí nhường chỗ nhau thì cuối cùng nàng lại ngồi đối diện với hắn, điều này đương nhiên khiến cho ánh mắt họ không thể tránh khỏi cùng giao hội một chỗ, khiến cho trên mặt nữ MC xinh đẹp cứ ủng hồng xấu hổ liên tục. Cũng may những người khác không có lưu ý tới biến hóa trên mặt Hải Lan, đa số mấy người đều để sự chú ý lên trên mấy món mỹ vị này cả về phần thịt lừa có nhiều món đặc sắc như là thiên thượng long nhục địa hạ lư nhục trên trời thịt rồng dưới đất thịt lừa chữ xá cha cùng nương bất xá lư đại tràng mấy món ăn không biết gì thế nào cho nó văn vẻ nên đành để nguyên vậy và còn nhiều món nữa. bất quá qua một lúc có thể khẳng định đoàn công tác của đài truyền hình huyện rất chi là có hứng thú với món thịt lừa này. nhìn bộ dáng ăn như lang như hổ của bọn họ mà trong lòng chu xuyên không khỏi đắc ý cười thầm người phú huyện đúng là tham ăn a. À. Bất quá cũng cần phải nhắc nhở bọn họ, thịt lừa là thức ăn có tính kích thích a. Tài xế đại hồ tử kia là tên ăn uống sảng khoái nhất, hơn nữa Trương Dương phát hiện tên này cũng có hảo tử lượng, thân là tài xế đương nhiên uống nhiều rượu cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hai lượt rượu xong, hắn bắt đầu ba hoa nọ kia, hắn hiển nhiên là người thô lỗ đối với việc đàm luận nhân tình thế thái, sự tình này nọ rất là không có hứng thú. Mọi người không ai phản ứng gì chỉ có Chu Xuyên cười cười mấy tiếng hưởng ứng. Trương Dương lắc đầu cười khổ, lại đem rót cho mấy vị đài truyền hình đang ngà ngà kia, tiểu tử này nghĩ đám này hẳn là cũng quên nhiệm vụ rồi. Hải Lan Thủy Trung vẫn cứ biểu hiện thái độ rụt rè ngượng ngùng, nguyên bản nàng cũng vốn là một nữ tử phóng khoáng, thế nhưng vừa cùng Trương Dương chứng kiến hai màn kinh nhân kia, cho nên bây giờ chỉ cần có mặt Trương Dương thì nàng còn tiếp tục xấu hổ. Đối với mấy món thịt nàng không có hứng, cho nên đa phần thời gian đều là ngồi ăn rau dưa các loại. Bầu không khí ăn uống đang vui vẻ, Lão bản lại bưng lên món kim tiến nhục lên, món kim tiến nhục này chính là lư tiên chim lừa, hay như lão bản tôn mãn độn gọi một cách tao nhã là gia tài bạc triệu. Vì ở đây còn có một nữ nhân, cho nên mọi người nói tới món này vẫn có chút lịch sự kiêng dè. Lúc này Trương chủ nhiệm của chúng ta mới bắt đầu xuất thủ, hắn lấy một đôi đũa sạch gặp một miếng cho Hải Lan, trên mặt vẫn duy trì nét phong độ tươi cười, "Hải phóng viên, nếm thử đi." Mấy nam nhân ở đây đều kinh ngạc trương chủ nhiệm này thực sự là cường hãn a công nhiên dám ta phục ngoại trù trương dương vẫn đang tươi cười ra mấy nam nhân còn lại đều như nín thở mà nhìn hải lan mỹ nữ duy nhất của chúng ta hiện vẫn còn đang ngượng ngùng vì chuyện vừa nãy lại lại còn tưởng rằng hắn chủ động gắp cho mình là để hóa giải chút xấu hổ giữa hai người nàng căn bản không có để ánh mắt mọi người chung quanh gắp lấy miếng thịt nho nhỏ tròn tròn lên nhẹ nhàng đưa lên miệng cắn một miếng cảm giác giòn giòn sần sật hương vị khá là ngon mấy tên nam nhân tự theo bản năng mà giữa hai chân không khỏi căng lên, hình ảnh mỹ nữ ăn lư tiên quả thật là kích thích mê người A. À. Hơn nữa lại còn dễ dàng gây cho bọn họ một chút liên tưởng, cơ hồ tất cả đều cảm thấy nhiệt huyết sôi sục A. À. Hải Lan lộ ra một nụ cười mê người, ngon thật. Đây là món gì thế? Nếu ta đoán không sai có thể là gân chân. Lúc này nàng mới chợt nhớ đến cái hình ảnh lúc nãy thì không khỏi có chút giật mình, nhưng là nàng vẫn không nghĩ cái món gia tài bạc triệu này có liên quan gì đến lưu tiên, cái kia lúc nãy nàng nhìn thấy nó trông như cái thanh chốt cửa, trong khi món thịt này lại giống đồng xu. Trương Dương cũng vừa cười vừa gắp một miếng bỏ vào vào mồm, kim tiến nhục hay là lưu tiên. Hải Lan dường như thoáng giật mình một cái, mặt cười mà đỏ ửng cả lên, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ nhìn Trương Dương, rốt cuộc ý thức được thằng nhãi này đúng là không có cái ý gì tốt, cố ý lôi mình ra làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng dù sao nàng cũng là người có nhiều kinh nghiệm giao tiếp, rất nhanh tự điều chỉnh lại nội tâm bản thân, đỏ mặt nói nhỏ với giọng có phần trách cứ, "Trương chủ nhiệm, cẩn thận ta hướng lãnh đạo trách cứ ngươi." Mặc dù bị người ta đùa cợt khiến cho trong lòng có chút buồn bực, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dạng tươi cười đầy quyến rũ. Trong lòng tự an ủi mình rằng, thân là một MC nổi tiếng giang thành, không nên chấp nhặt với một tên cán bộ quê mùa. Tổng kết lại đánh giá Hải Lan cho rằng đối phó với loại háo sắc như Trương Dương thì cách tốt nhất là hết sức nghiêm túc với hắn. Bọn họ chỉ đến đây là để phỏng vấn, có lẽ rằng cả đời cũng chẳng quay lại cái trốn khỉ ho có gái này làm gì cho nên chẳng cần để tâm tới hắn. Hải Lan nhẫn nại không nói gì trong mắt đám nam nhân này coi như là đã ngầm mặc kệ, bọn họ bắt đầu không cần kiêng kỵ gì nữa, cứ thoải mái trò chuyện, đối với đài truyền hình huyện mà nói, Hải Lan vừa mới tới có thể coi là ngoại nhân. Trương Dương bắt đầu mờ mồm ba hoa, lại nói trước đây a, à, trên một hòn hoang đảo, trên đảo lại có một ngọn núi lửa, sau lúc núi lửa bạo phát, trên đảo còn lại một lão hổ và một con lừa, may là trên đảo vẫn có động vật cùng thực vật cho chúng ăn, nhưng không may cả hai chúng nó đều là được. Mọi người đều cười ồ lên, đại hồ tử tài xế kia nhãn thần có chút dâm loạn liếc nhìn Hải Lan, bình thường hắn cũng không dám, nhưng là bây giờ vài chén rượu vào lá gan cư nhiên to lên. Hải Lan đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy nhãn thần đắc ý của Trương Dương, trong lòng sinh ra bực mình, tưởng ta là nữ nhân, cố ý đem mấy câu chuyện dở bẩn này ra nói để đuổi ta đi sao? Ta không đi, nãi nãi người mấy cái trò này có gì còn chưa thấy qua? sợ cái tên chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình như ngươi chắc? Nữ nhân khi nổi giận lên thường thường rất quật cường a, à, mà một khi đã quật cường đứng lên thì không quản đến hậu quả. Tiếc là Hải Lan rất không may mắn đạp phải bẫy của Trương Đại Quan Nhân. Mọi người lại cổ vũ Trương Dương tiếp tục kể chuyện hắn vui vẻ kể tiếp, lúc đầu thì vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng rồi cho tới một ngày mà cảm xúc ùn ùn dâng lên rốt cuộc chúng nó không còn nhịn được nữa. Con cọp nói với con lừa, ta nói lừa này, cứ như thế này thì sớm muộn cũng nghẹn mà chết, chỉ bằng hai ta, gì đi, con lừa cũng đã sớm có ý này cho nên chúng nó phối hợp với nhau. Lão hổ đề nghị, để tăng thêm không khí, đề nghị đối phương không ngừng kêu to. Con lừa sảng khoái đáp ứng, sau khi ẩn tù tì, thì con hổ là kẻ tới trước, nó trồm lên người con lừa, con lừa cũng phối hợp cùng mà không ngừng kêu to, tiếng vang có thể nói là chấn động khắp sơn cốc, lão hổ hết sức vừa lòng mà ra sức làm đi làm lại. Cả đám người cười oang oang lên, Hải Lan thì vẫn không nhúc nhích gì nhìn Trương Dương. Ngày hôm nay là muốn làm ra vẻ lạnh lùng cho tiểu tử này biết. Trương Dương nhấp một chén rượu sau đó nói tiếp, sau đó tới phiên con lừa thì vô luận thế nào con cọp cũng không kêu ra một tiếng, con lừa rất là phiền muộn, thật hết sức vất vả mới xong việc. Lúc này bắt đầu oán hận nói, ta nói con cọp nhà ngươi, ngươi có biết suy nghĩ không thế? Từ đầu đã thống nhất rồi, ta giúp ngươi sảng khoái là thế, thế nào mà tới thời gian của ta ngươi lại cứ im như thóc? Lão hổ đầy một bụng ủy khuất, con mẹ nhà ngươi vào từ phía sau không vào lại vào cổ họng ta thì ngươi bảo ta gào làm sao? Trương Dương nói xong, cả đám nam nhân ở đây dậm chân ôm bụng mà cười, đại hồ tử tài xế kiêm miệng đầy thịt lừa còn phun đầy cả ra đất. Hải Lan cố nén cười tới đỏ cả mặt, rốt cuộc cũng không nhịn nổi, đứng dậy cười nói, Trương Dương, người đúng là một tên hỗn đản. Nói xong không dám đứng lại trong phòng, vội vàng đỏ mặt đi ra ngoài cửa. Đi ra tới trước cửa thấy con lửa buộc gần cái cối say kia, lại phát hiện thấy khố hạ căn, vẫn là cái ấy của nó đang tung tăng túc tắc, mặt nhỏ nóng nên, thấy con lừa ngẩng đầu lên nhìn mình, nàng giận cá chém thớt, nghiến răng nghiến lợi quát, cút. Phía sau vang lên giọng trương dương mang theo ý trêu chọc, hải phóng viên làm sao mà lại phát hỏa lên vậy? Hải Lan lườm lườm, tiểu tử vô liêm sỉ này đúng là không biết xấu hổ là gì a. À. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Dương, không hề nể mặt mà vạch trần, Trương chủ nhiệm thực sự là rất lợi hại a. À. Cư nhiên trên đường lại đón chúng ta rồi đưa đến đây, lại chúc rượu cho các đồng nghiệp ta. Có phải là muốn kéo dài thời gian nhằm phá hư cuộc phỏng vấn của chúng ta không? Ta nào có can đảm ấy chứ, chỉ là cố gắng tận tình thân chủ nhà thôi hải phóng viên chớ lên hiểu nhầm. Hải Lan lại nói, hiện tại đã là 1 giờ 45 rồi, hai tiếng nữa sẽ tiến hành phỏng vấn. Trương Dương chỉ chỉ bên trong, mọi người còn đang hứng khởi. Hải phóng viên làm vậy thật mất hứng quá. Hải Lan trừng mắt liếc hắn, đầu óc toàn những âm mưu. Ta nói cho người biết, trước mắt nhất định sẽ rời đi, sự tình tiểu học hồng kỳ chắc chắn sẽ làm. Đương nhiên là được, hướng tây cách đây hai dặm đó. Người đừng hòng lừa ta, Trước khi tới đây, ta đã điều tra qua trường tiểu học Hồng Kỳ là có tới cả chục cơ sở. Cái ta muốn phỏng vấn chính là cái ở gần cạnh ủy ban xã cơ. Xem ra lời đồn đại quả không sai a. À. Sự tình tiểu học Hồng Kỳ cháy quả nhiên có nhiều ẩn tình. Trong lúc trường đại quan nhân đấu trí cùng hải phóng viên, thì phân tranh nội bộ của bảy ủy viên thường ủy xã Hắc Sơn Tử cũng diễn ra căng thẳng. Sự cố tại công trình trùng kiến tiểu học Hồng Kỳ xảy ra hoàn toàn là vì mấy nông dân làm không cẩn thận tạo thành bất quá hai nông dân kia bị thương cũng không nặng, chỉ xây sát ngoài ra cộng thâm tím một chút, đều vừa được đưa tới trạm xá xã. Vương Bác Hùng cùng Hồ Ái Dân đứng ở trung tâm công trường, khoảng cách bọn họ đúng khá xa so với những thành viên khác trong ban lãnh đạo xã để đảm bảo bọn họ nói chuyện người khác không nghe được. Hồ Ái Dân nói, Vương Bí Thư, lần họp trước chẳng phải ngươi đã nói sự tình tiểu học Hồng Kỳ sẽ đem giải quyết nội bộ, tận lực giảm nhỏ ảnh hưởng tiêu cực sao. Hồ Ái Dân cảm thấy được Vương Bác Hùng đích thực đang muốn đối phó hắn, bất quá vẫn tiến hành khai thông một lần cuối cùng thử tìm một điểm cân đối giữa hai người. Cũng để xem Vương Bác Hùng lần này phát động vây công mình nguyên nhân đích thực là vì cái gì. Trên mặt Vương Bác Hùng không có mảy may một chút tiếu ý nào, Ái Dân đồng chí. Trung Quy chỉ là giấy không gói được lửa, có kẻ bắn tin sang tận Hồng Kông cho An Lão Tiên Sinh, khiến cho ngài rất bực bội gây áp lực về tỉnh. Tỉnh thì lại ép huyện khiến cho Lý Bí Thư rất tức giận chuyện này hậu quả thực sự là nghiêm trọng rồi hồ ái dân không khỏi nuốt một ngụm lãnh khí thầm mắng tên tiểu tử vương bác hùng này đúng là nhỏ nhen chuyện trọng yếu như thế cư nhiên lại không thèm báo cho hắn một chủ tịch xã kiêm phó bí thư đảng ủy nhưng mà nghĩ lại hắn là muốn chơi mình đương nhiên không thể nói cho mình biết được để cho mình không có chuẩn bị gì rồi kích động các thành viên trong thường ủy xã vây công mình vương bác hùng a vương bác hùng người được lắm muốn đem hết trách nhiệm đổ lên đầu ta sao không có cửa đâu. Vương Bác Hùng thở dài đầy thâm ý, chuyện này dù sao cũng phải có người gánh trách nhiệm, ái dân đồng chí vẫn là sớm có ý kiến. Hồ ái dân lạnh lùng nhìn Vương Bác Hùng, trong lòng thầm nghĩ có kẻ chịu trách nhiệm cũng là người A. Người thân là nhân vật số một trong xã mà, ta đã có là cái gì chứ? Hồ ái dân nhếch môi cười nói một câu, xã Hắc Sơn Tử là toàn quyền Vương Bí Thư định đoạt. Nói xong nghênh ngang rời đi. Vương Bác Hùng cười lạnh nhìn bóng hồ ái dân rời đi, lòng biết là hồ ái dân hắn không phục, cho đến nay hồ ái dân vẫn không cam chịu nhận trách nhiệm sự tình tiểu học hồng kỳ, nhưng chuyện này cũng không phải hắn muốn chối là được. Bảy ủy viên xã nhà hầu như đã đạt được thống nhất chủ yếu dồn trách nhiệm lên đầu Hồ Ái Dân. Hồ Ái Dân sở dĩ dám ngạnh kháng đấu với Vương Bác Hùng không đơn giản chỉ bởi hắn là chủ tịch xã mà quan trọng hơn nữa là hắn tại huyện Xuân Dương cũng có chút căn cơ. Hồ Ái Dân sau khi trở về phòng làm việc, việc đầu tiên chính là gọi điện cho chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa hồ ái dân chính là do Dương Thủ Nghĩa khéo léo để bạt lên, có thể nói hồ ái dân chính là nhân mã của chủ tịch huyệt, cho nên hồ ái dân cho rằng hắn gặp rắc rối thì theo lý thuyết hẳn Dương Thủ Nghĩa sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Dương Thủ Nghĩa nghe điện của hồ ái dân gọi điện đến, thanh âm vẫn hết sức thản nhiên bình thường, ái dân à. Ta mới đi công tác Đông Giang về từ hôm qua. Hồ ái dân vừa nghe lời này trong lòng đã thoáng thấy có chút không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là có gì không đúng việc Dương Thủ Nghĩa đi công tác tỉnh thì hắn có biết, bất quá nghe lời Dương Thủ Nghĩa nói như vậy dường như có ý tứ gì đó, Hồ Ái Dân cũng không thể nghĩ nhiều liên đem sự tình gần nhất từ đầu đến cuối mà thuật lại cho Dương Thủ Nghĩa nghe, cuối cùng giọng đầy uất ức, lão lãnh đạo. Lần này ngài phải giúp tôi đòi lại cái công đạo này. Dương Thủ Nghĩa thở dài, Ái Dân à, không phải đã với ngươi làm cán bộ nhà nước bao nhiêu năm như vậy rồi mà giác ngộ chẳng có đề cao chút nào là sao? Hồ Ái Dân sừng sốt, ta vừa mới trở về đã nghe chuyện này, sự tình trái tiểu học hồng kỳ đích thực là đã truyền tới tai an lão tiên sinh, lão trực tiếp gọi điện cho bí thư tỉnh ủy, trên gây sức ép xuống khiến chúng ta thực sự là khó khăn, một chuyện nhỏ như vậy bất tất phải xé to ra như vậy. Hồ ái dân nghe trong lời dương thủ nghĩa đầy vẻ trách cứ đành ủy khuất mà nói, lão lãnh đạo, ta xin thề với trời rằng an lão tiên sinh kia biết chuyện không hề có liên quan tới ta. Chắc có kẻ muốn mượn chuyện này đổ cho ta, Dương Thủ Nghĩa cười đầy thâm ý, Ái Dân A, à, người cũng không phải là còn trẻ, sao lại có thể ấu trĩ như vậy? Chuyện này khẳng định là phải có người đem nói ra, nếu không Lý Bí Thư kia một cửa cũng không qua được. Nhưng xã nhà thực sự là một tay vương bác hùng, Hồ Ái Dân vẫn tìm cách đùn đẩy trốn trách nhiệm như cũ. Ái Dân A, à, người trước giờ theo ta cho nên ta không có nói lòng vòng với ngươi làm gì. Gần đây trên huyện xuất hiện những tin tức bất lợi cho người rất nhiều còn có người đưa thu nạc danh tới kỳ ủy ta phải tạm thời ém nhẹ đi cho người đó ta xem chừng hẳn là có kẻ bằng mọi cách muốn hạ ngươi nên lên kế hoạch từ lâu rồi sự kiện tiểu học hồng kỳ này thì đã có là gì chỉ cần an lão tiên sinh bên kia không truy cứu tự nhiên là sẽ qua thôi hồ ái dân không nói gì lặng người suy nghĩ ngữ khí dương thủ nghĩa ôn hòa ái dân a cần phải biết nhẫn nhất thì sóng yên bể lặng lui nhất bộ trời cao bể rộng a sự tình ở xã Hắc Sơn tử nếu đã rối loạn như vậy, thì ngươi cứ dứt khoát đừng nên tranh chấp nữa, chờ khi thời điểm đến tự nhiên là mở mày mở mặt. Hồ Ái Dân rốt cuộc cũng minh bạch, lần này hẳn là Dương thủ nghĩa sẽ không ra tay can dự. Người ta lại còn khuyên hắn cam chịu cho qua, tuy là như thế nhưng Hồ Ái Dân cũng không dám có chút bực tức nào trong lời nói. Dù sao chỉ cần Dương thủ nghĩa còn ở Xuân Dương huyện một ngày thì hắn cũng chẳng lo không ngóc đầu lên được cúp điện thoại xuống mà trong lòng cũng đã có quyết định, đành cứ như vậy mà nghe theo ý tứ của Dương Thủ Nghĩa, dù sao chuyện này tuy cũng có ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Điều thực sự làm cho Hồ Ái Dân cảm thấy phiền toái là Lý Bí Thư tự mình can thiệp vào, hắn thậm chí nghi ngờ một loạt những hành động của Vương Bác Hùng gần đây đều là do chỉ thị từ Lý Trường Vũ. Nếu thực sự là như vậy thì Hắc Sơn Tử thực sự không phải là chỗ tốt để yên vị rồi con người ta một khi đã khẳng định lập trường của mình thì đương nhiên sẽ khác. Quách Đạt Lượng trước đó vốn bảo trì lập trường trung lập bây giờ đã đứng về phía Vương Bác Hùng, hiện tại đang hội báo một số tình hình tài vụ xã cho Vương Bác Hùng. Nhưng Vương Bác Hùng cũng không có vẻ quan tâm lắm, nhàn nhạt cười nói, "Quách Phó Chủ tịch, chuyện này tạm thời không cần phải để ý kỹ càng, quan trọng nhất hiện tại là chúng ta phải làm cho ổn vụ tiểu học Hồng Kỳ." Vương Bác Hùng đích xác là sẽ hết sức đối phó với Hồ Ái Dân thế nhưng hắn cũng không có một gậy mà phang hồ ái dân toi ngay được. Bước chó vào đường cùng là tốt, nhưng cũng phải đề phòng chó cùng rứt dậu. Thân là bí thư đảng ủy xã, tình trạng ban tài vụ xã không có khả năng là Vương Bác Hùng không biết chút gì, nhưng là hắn hắn biết rõ cái đạo lý nhổ củ cải khỏi đất, nếu muốn mang ra cha rõ chỉ sợ không có mấy cá nhân là sạch sẽ. Xảy ra chuyện không đáng sợ, sợ là sợ chuyện vượt ra khỏi tầm khống chế. Năng lực của một lãnh đạo thể hiện ở điểm nào? chính là khả năng nắm đại cục trong tay vương bác hùng lần này đối phó hồ ái dân là muôn bước hắn phải đứng ra nhận trách nhiệm về sự kiện tiểu học hồng kỳ chứ không phải là đem lãnh đạo hắc sơn tử ra mà sờ một lượt quách đạt lượng này tuy là phó chủ tịch xã nhưng tố chất chính trị thật sự là quá kém so với hắn hiện tại chính là quách đạt lượng muốn trốn tránh trách nhiệm của mình mà đem bỏ đá xuống giếng nhà hồ ái dân mà hắn đâu biết rằng nếu càng làm như vậy thì thật sự là càng dối thêm Vương Bí thư nhanh chóng ý thức được rằng chuyện này không nên để cho Quách Đạt Lượng tiếp tục nữa, bằng không sự tình cháy tiểu học Hồng Kỳ sẽ càng cháy mạnh, lan rộng tới mức khó có thể khống chế được. Thân là lãnh đạo số 1 ở xã, Vương Bác Hùng đương nhiên một muốn nhìn thấy cảnh này cho nên mới nhắc nhở Quách Đạt Lượng cần phải bình tĩnh. Chương 22: Nữ MC xinh đẹp phản kích. Ngoại trừ Hải Lan vì không chịu được những lời tục tiếu của Trương Dương nên bỏ ra ngoài từ sớm, còn năm gã cộng sự nhân viên đài truyền hình đi cùng đều đã say khướt cả một lũ. Mà ngay đến cả tên Chu Xuyên cán sự tuyên truyền xã, cũng như gã tài xế đại hồ tử đều bị Trương Dương bất kể địch ta cho đo sàn hết, bởi vậy người bây giờ lái xe dĩ nhiên là Hải Lan. Trương Dương cũng vừa mới phát hiện, vị nữ phát thanh viên xinh đẹp này tay lái cũng khá tốt, tuy rằng tốc độ hơi chậm thế nhưng xe chạy rất ổn định. Ô tô dừng lại ngoài cổng ủy ban nhân dân xã, Hải Lan là người đầu tiên vội vàng mở cửa nhảy nhanh xuống tuy rằng xe vẫn mở hết của thông gió thế nhưng bên trong có mấy con sâu rượu đang say nằm ngủ bí tỉ với nhau làm cho mùi rượu vẫn bốc lên nồng nặc hải lan mấy lần cũng suýt phải dừng xe mà nôn dọc đường trương dương cũng cười hì hì theo người đẹp xuống vẻ mặt vẫn cứ nhăn nhở như lúc đầu dù rằng hắn uống không ít hơn đám người kia vậy mà cũng không có một chút cảm giác say nào hải lan hung hăng chừng mắt nhìn trương dương thằng nhãi này thực sự cực kỳ ghê tởm chỉ mình hắn mà cũng thành công đem cả đám nhân viên công tác bên mình uống đến say bí tỉ, hiện tại người của đài truyền hình chỉ còn lại độc mỗi nữ tử là mình. Nào là người chụp ảnh tư liệu, nào là người hóa trang, còn cả đạo diễn hiện trường nữa chứ, toàn bộ đều lấy lừng hy sinh hết trên bàn rượu, còn cái gã tài xế đại hồ tử kia sợ rằng bây giờ cũng chẳng còn biết mình là ai nữa, cứ ngồi trên ghế cười nghình nghịch. Hải Lan tuy là nữ tử, thế nhưng lại chưa bao giờ biết chịu thua người là gì tiểu tử ngươi không phải là muốn phá quấy ta phỏng vấn sao vậy thì nhất định hôm nay ta phải điều tra cho rõ ràng trương dương vẫn đang cười ngây ngô như chẳng hề biết chuyện gì cả hắn sở dĩ đáp ứng hải lan về ủy ban xã là bởi vì hắn cũng đã cầm chân được đám phóng viên kha khá thời gian phỏng chừng mấy vị lãnh đạo kia cũng đã giải quyết ổn thỏa chuyện tình ở trường tiểu học hồng kỳ rồi cũng nên mà hiện tại đám nhân viên công tác kia cũng bị hắn cho đo sàn cả rồi một mình Hải Lan kia có tức giận thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Không ánh sáng, không camera thì sao mà làm phóng sự cho được. Hải Lan thấy bộ dạng cười cười ngây ngô của Trương Dương càng thêm thống hận, tất cả sự việc ngày hôm nay đều do một tay tiểu tử Trương Dương kia giàn dựng. Trương Dương cố ý thở dài một hơi, phóng viên Hải à. Thực sự là xui xẻo quá đi, chúng ta lại tới đúng lúc tan tầm rồi. Không bằng chúng ta đi dạo quanh một chút rồi ngươi cũng nên sớm quay về huyện đi, chậm một chút nữa trời tối đen lại, đi đường núi là nguy hiểm lắm đó. Hải Lan ngọt ngào cười nói, nếu như nguy hiểm vậy thì chúng ta sẽ không có đi nữa, tại xã Hắc Sơn Tử không có nhà trọ chắc. Chúng ta sẽ ở lại đây ít hôm, nếu như quay về mà không có gì báo cáo cấp trên thì cũng không hay cho lắm. Trương Dương cũng phải thầm bội phục nghị lực kiên trì của nữ nhân này, chỉ cười cười gật đầu nói, quê nhà điều kiện cũng không được tốt cho lắm, để ta an bài giúp ngươi nhé. Hải Lan cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, chỉ hờ hững nói, chúng tôi cũng không có dám làm phiền chủ nhiệm trương, ơn trời, phí công tác cũng được chu cấp khá đầy đủ. Liếc mắt cái cũng nhận ra được là Hải Lan nàng ta muốn phân rõ giới hạn với Trương Dương. Thằng nhãi này mưu ma trước quỷ nhiều lắm, để hắn theo người chỉ sợ rằng chuyện gì làm cũng chẳng xong được mất. Trương Dương cư nhiên rõ ràng ý tứ của nàng ta, gật đầu đồng ý cũng được. Vậy ngươi cứ tự nhiên đi nhé. Hải Lan cũng hơi xứng người, không có nghĩ tới thằng nhãi này nói đi là đi luôn. Trương Dương trèo lên xe, kéo gã chu xuyên xuống, đem tới phòng bảo vệ để tôn lão đầu đảm nhận việc chiếu cố tới hắn, rồi cứ thế tiêu sái bước đi. Hải Lan đứng ngây ngốc nhìn bóng dáng Trương Dương dần dần xa, bỗng Dương giật mình sửng sốt. Chẳng biết thằng nhãi này đến tột cùng là nhân vật nào, chẳng nhẽ cái biểu hiện thân thiện vui cười cả buổi trưa đều là giả vờ sao. Thảo nào hắn được phái làm thuyết khách cầm chân đoàn phóng viên mình đến tận bây giờ. Hải Lan giận dữ cắn cắn môi dưới, trong cả sự nghiệp làm phóng viên của nàng ta cho tới bây giờ chưa lần nào bị hạ nhục như vậy cả. Tôn lão đầu để Chu Xuyên ngủ trên ghế ở phòng thường trực, quay ra thấy một đại mỹ nhân vẫn đang đứng ngây ngốc một mình ở trong sân, trong xe đài truyền hình năm tên nhân viên công tác vẫn đang ngủ say như chết, chẳng biết trời ơi đất hỡi là gì. Tôn lão đi tới gần Hải Lan, nhỏ giọng nói, cô nương, tan tầm rồi. Lão à, chúng ta là người của đài truyền hình huyện, Nhờ lão giúp ta một chút được không? Thấy Tôn lão đầu tới, trong lòng Hải Lan cũng thấy có chút may mắn, thật sự là nàng ta không biết cách nào xử lý năm tên đồng sự say khướt kia nữa. Tôn lão đầu giúp Hải Lan tới quán trọ gần đó, ông chủ quán trọ gọi thêm hai gã đại hán nữa giúp Hải Lan kiêng năm tên say mềm vào trong phòng nghỉ ngơi. Xong xuôi hết thì sắc trời cũng đã tối om rồi, để ngỏ ý cảm ơn Tôn lão, Hải Lan lấy mấy bao thuốc ở trong xe ra chỗ thuốc này cũng là của Trương Dương buổi trưa chiêu đãi bọn họ để lại, khuyến mãi luôn cả cái bật lửa nữa. Tôn lão đầu cũng vui vẻ nhận lấy, nghe thấy mấy người này là theo chủ nhiệm Trương đi uống rượu, không khỏi nở nụ cười. Lão một bên hút thuốc một bên lắc lắc đầu cảm thán nói, mấy người đồng sự của cô nương cũng thật là. Uống rượu với chủ nhiệm Trương thì đúng là tự tìm chết rồi. Hải Lan nghe ra được ý vị tôn sùng của tôn lão trong lời nói, trong lòng lại thấy tức giận, Khinh thường nói, ta thấy hắn cũng chỉ là một tên vô lại mà thôi." Tôn lão đầu ha hả cười, cũng chẳng yếu kém nửa phần, đáp lại, "Tiểu Trương chủ nhiệm của chúng ta tại Hắc Sơn Tử này đúng là một đệ nhất dũng tướng, lần trước tay không hạ 45 người muốn xông vào ủy ban xã gây rối. Tiểu Trương chủ nhiệm một mình đơn đả độc đấu hạ đo ván tất cả lũ ngu dân ấy. Thật là thống khoái mà." Hải Lan tất nhiên là không có tin lấy nửa phần, nói là lấy ít thắng nhiều thì nàng còn hơi nghi ngờ. Đằng này nói một gã thanh niên trai trai hạ gục hơn 40 người, hơn nữa lại là chiến thắng oanh liệt thì có đánh chết nàng ta cũng không tin. Tôn Lão đầu thấy biểu hiện như không tin tưởng của nàng ta, càng nóng mặt hơn nói tiếp, hiện tại vẫn còn một đám nằm trong bệnh viện nữa kia kìa. Nói xong, Tôn Lão cũng bắt đầu ý thức được mình hơi quá lời. Người ta là phóng viên chuyên nghiệp, tự dưng lại đi đấu khẩu với họ, thật đúng là chán sống mà. Vội vàng ngậm miệng lại. Hải Lan mãi tới tận lúc này đôi mắt đẹp mới sáng ngời lên, đó chẳng phải là tư liệu sống sao. Thật quá tốt rồi, cán bộ xã ẩu đã với nhân dân quần chúng, nói không chừng bên trong còn nhiều điều oan khuất nữa đây. Trần Phú Cường hay mấy người dân ẩu đã cùng Trương Dương thực tình là cũng không bị thương tích gì nặng lắm. Chẳng qua đến giờ hắn vẫn nằm lì ở bệnh viện cũng là do bản tính lười từ nhỏ của hắn mà thôi, đã thế hắn lại là thằng chí phèo có tiếng trong xã, nhất quyết không chịu rời đi như những người khác, cứ một mực nằm ở đây ăn và tống tiền đòi bồi thường. Dù thế nào đi nữa hắn cũng nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Trần Phú Cường ở đây cũng đã 8 ngày rồi, đám người đồng thôn cùng vào viện đã đi sạch chẳng còn ai, giờ chỉ còn mỗi mình hắn nằm đây ăn và chưa chịu đi. Đến nay mà cũng chưa thấy có người ở xã đến thuyết pháp, mà tiền viện phí lại mỗi ngày một nhiều, hắn cũng không cam chịu phải thiệt một quả lớn như vậy. Cũng dự định qua nốt tối nay là đi, thế nhưng không nghĩ tới tối nay phát sinh một chuyện, lại có thể có xoay chuyển được tình thế. Là vì buổi tối 8 giờ, Hải Lan cùng hai gã đồng sự ở đài truyền hình tới phòng bệnh của Trần Phú Cường. Ở bệnh viện xã, ngoài mấy bà đẻ ra thì cũng chỉ có một mình Trần Phú Cường nằm lại, tìm được hắn cũng chẳng tốn mấy công phu. Hai gã đồng sự thì một người chụp ảnh, một người lo ánh sáng, cũng là hai người này tử lượng hơi kém, hồi chưa uống cũng ít hơn mọi người nên bây giờ mới tỉnh lại sớm bọn họ mới tỉnh dậy là bị Hải Lan lôi kéo đến đây lấy thông tin, trên mặt vẫn còn mang theo sự bất mãn khó chịu nồng đậm. Trần Phú Cường cũng bắt đầu thấy căng thẳng, bởi lẽ mấy người này nói là người của đài truyền hình huyệt. Cả ngày nằm tiêu nghỉu, tưởng rằng chuyến này bị lỗ nặng, thật không ngờ ở hiền gặp lành, ông trời thương xót phái xuống mấy người giúp hắn chủ trì công đạo. Hải Lan âm thanh thập phần dễ nghe nói, Trần Phú Cường, người có thể miêu tả cho chúng ta tình huống lúc đó được không? Ngọn đèn cũng làm Trần Phú Cường có chút mất tự nhiên, Hải Lan ý bảo hắn cứ nhìn thẳng vào màn hình. Trần Phú Cường biểu tình vẫn cực kỳ căng thẳng, chỉnh đốn mãi một lúc lâu sau mới phẫn nộ lớn giọng nói, ta chửi 18 đời tổ tông Trương Dương hắn chứ, đất nước Trung Quốc chủ nghĩa xã hội chúng ta thế nào lại có một gã cán bộ không biết phải trái như hắn chứ. Khuôn mặt trắng nón của Hải Lan cũng nhất thời đỏ rực lên, lấy tay che màn hình, nhỏ giọng nhắc nhỏ Trần Phú Cường, Trần Phú Cường, cuộc phỏng vấn của chúng ta ngày hôm nay sẽ được truyền hình đến mọi người dân ở huyện Xuân Dương, ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, ngươi cũng phải chú ý dùng từ ngữ một chút chứ. Trần Phú Cường cũng phải nuốt trở lại đám nước miếng lúc nãy định phun ra. Hắn vốn cũng rất khẩn trương rồi, giờ lại bị Hải Lan nhắc nhở như vậy nữa chân tay càng luống cuống hơn. Hải Lan nhiệt tình cổ vũ, cứ nói đúng sự thật tình hình lúc đó là được. Thế nhưng ta không có mắng chửi người là nói không nên lời. Hải Lan quay lại nhìn gã đồng sự quay camera một chút, hắn ta thở dài nói, thế cũng được. Trở về cắt nối biên tập lại một chút là được. Trần Phú Cường được ân chuẩn, cũng thấy hứng khởi trong lòng, trương dương. Đồ không có tổ tông nhà ngươi, thân là cán bộ nhà nước mà lại không cần rõ phải trái trắng đen đã hành hung dã man người dân vô tội như vậy rồi. Đại ca phú quý của thôn chúng ta chỉ là đi qua ủy ban xã, ngươi lại thả chó ra cắn người, làm đại ca phú quý thương tích đầy mình, thiếu chút nữa mạng cũng chẳng còn. Già trẻ gái trai thôn Thanh Hà chúng ta 43 người tìm ngươi nói vương pháp, ngươi lại vu khống chúng ta tấn công ủy ban xã, ngươi dám đánh người, đánh xong cũng không bồi thường thiệt hại, ngươi không xứng đáng làm cán bộ, không xứng đáng với dân chúng. Ta thấy ngươi với bọn quỷ Nhật Bản đều giống nhau, hắn trong lòng hận ý ngập tràn, cũng lấy luôn hai câu chửi mang tính toàn quốc cắt nối biên tập lại nội dung. Hải Lan nhẹ giọng hỏi, Trần Phú Cường, nếu như ta nghe không nhầm, người nói Trương Dương hắn một mình đánh nhau với hơn 40 người. Chuyện có đúng như vậy không? Nhắc tới chuyện này cũng thực sự là mất mặt, Trần Phú Cường trong lòng cũng thầm than. Mặt mũi toàn bộ dân thanh hà bọn họ đều mất sạch, trên TV cũng không thể không thừa nhận. Trần Phú Cường tuy rằng chỉ là nông dân quê mùa, thế nhưng nông dân cũng có trí tuệ cùng sự giảo hoạt của nông dân. Hắn thở dài một hơi lại nói tiếp, đồng chí phóng viên cũng biết đó, chúng ta đều là nông dân, quan lớn có đánh chúng ta chúng ta cũng nào dám phản kháng lại quan đánh dân thiên kinh địa nghĩa dân đánh quan tội ác ngập trời đánh hắn chẳng phải bị ngồi tù sao tất cả mấy người của đài truyền hình ở đây kể cả hải lan đều bị trần phú cường dùng nước mắt cá xấu thuyết phục hết một lượt nghĩ không ra một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã nhỏ nhoi như vậy mà dám coi thường pháp luật tội ác tài trời hải lan đứng đối diện với máy quay là lập tức phát huy tính chuyên nghiệp của một phát thanh viên cùng hòa đồng cảm giác căm phẫn của Trần Phú Cường nói, truyền thống người dân Trung Quốc chúng ta là thiện lương cùng hòa ái. Cán bộ nhà nước của chúng ta có nên xem xét lại hành vi của mình một chút hay không? Phải chăng bọn họ quên mất hai chữ, công bộc, phải viết như thế nào rồi? Có nên chăng suy nghĩ một chút, quyền lực cùng địa vị của bọn họ đến tột cùng là ai giao cho? Phỏng vấn kết thúc, Hải Lan cũng trực tiếp rời khỏi phòng bệnh, đi tới lầu một bỗng nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân, càng lại gần tiếng khóc càng nghe có vẻ đượm buồn đắng cay, người ta có tiền đút lót cho ban kế hoạch hóa gia đình. Là được sinh hai sinh ba, chúng ta không có tiền, cũng chỉ có thể phá thai, đáng thương thay, đứa con trai còn chưa có ra được ra đời, chưa nói xong nữ nhân lại khóc hòa lên, tiếng khóc càng lúc càng thê lương. Hải Lan nghe mà lòng cũng thấy chua xót, vốn định tới phỏng vấn, thế nhưng, bồng. Một tiếng, người nhà nữ nhân kia đã đóng sập cửa phòng lại, dường như không muốn cho cho nàng ta cơ hội này. Sáng sớm hôm sau nhóm phóng viên đài truyền hình đã vội vã rời khỏi xã Hắc Sơn Tử, cũng làm Trương Dương ít nhiều cảm thấy có chút ngoài mong đợi. Hắn vốn tưởng cô nàng phát thanh viên nóng bỏng Hải Lan kia còn muốn phỏng về vấn về trường tiểu học Hồng Kỳ, vậy mà đùng một cái đã chuồn mất tiêu rồi, làm bao dự kiến của Trương Dương đành đi tong. Thực ra là Hải Lan cũng biết, Trương Dương ngày hôm qua đã thành công cầm chân đám phóng viên bọn họ kéo dài thời gian. Chắc chắn chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ đã được giải quyết một cách ổn thỏa rồi, hiển nhiên là tin tức sẽ không còn chút giá trị gì nữa. Sở Dĩ Đoàn truyền hình lặng lẽ rời đi bởi vì họ muốn âm thầm xuống nông thôn điều tra công tác kế hoạch hóa gia đình của xã, chỉ có điều kết quả điều tra lại làm họ cũng phải giật mình thấy sợ một phen. Gần như tất cả các thôn của xã Hắc Sơn từ cơ hồ đều có vấn đề về kế hoạch hóa gia đình, mỗi nhà đều có vài người con. Lúc xuống đến thôn Thanh Hà thì tình trạng còn nghiêm trọng hơn hơn nữa những hộ gia đình này nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ. Tiền phạt thì cũng đã đóng rồi, có sinh bao nhiêu đứa thì cũng là hợp pháp. Trong lúc phỏng vấn ở thôn Thanh Hà, đoàn phóng viên cũng gặp một số người dân lần trước ẩu đả với Trương Dương. Nhắc tới vị chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia, bọn họ đều nhất trí công khai đứng lên tố cáo sai phạm của Trương Dương. Điều này khiến cho gã tài xế đại hồ tử ý thức được cái vị trương chủ nhiệm kia đích thị là kẻ xấu trà trộn vào đội ngũ cán bộ nhà nước thật đúng là con sâu làm giàu nổi canh, phá hỏng hình tượng nhà nước trong lòng người dân. Đài truyền hình bỏ không phỏng vấn về trường tiểu học Hồng Kỳ, mà ngược lại lại len lén đi phỏng vấn về công tác kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử. Mãi tới tận 12 giờ trưa, đoàn phóng viên rời đi cả rồi, mấy vị đảng viên chi bộ bí thư cấp thôn xóm mới biết chuyện tình. Chuyện này được trực tiếp báo lên phó trưởng xã Quách Đạt Lược, thế nhưng hắn cũng nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả nên cũng cho qua không nhắc tới nữa. Quách đạt lượng hắn hiện giờ tâm tình phải nói rằng cực kỳ tốt, các loại dấu hiệu cho thấy, phó trưởng xã hồ ái dân là muốn đem tất cả sự tình về việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy tự nhận trách nhiệm về mình, hơn nữa cũng không có liên lụy tới chính mình. Được điều này tất cả cũng phải cảm kích vương bí thư, kế tiếp là cảm tạ chủ nhiệm trương, nếu như không phải là trương dương mà là người khác thì sợ rằng hắn giờ này cũng không còn được nhàn nhã đứng ở đây nữa. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm đẹp, quách đạt lượng cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm. Tiếp đó lò dò tới ban kế hoạch hóa gia đình, trực tiếp đem tình huống mới nhất kê lại cho Trương Dương một hồi. Nghe nói đoàn phóng viên đài truyền hình lúc rời đi cũng không có trực tiếp trở về huyện Xuân Dương, Trương Dương cũng thấy hơi lo lắng, tự nhiên đùng một cái không thèm phỏng vấn về trường tiểu học Hồng Kỳ nữa, mà lại đi điều tra về công tác kế hoạch hóa gia đình của xã. Trương Dương cũng ẩn ẩn nhận thấy ở đây có điều gì đó không ổn cho lắm. Nếu như không phải là vì cảm ơn Trương Dương khi đường đường quách phó trưởng xã như hắn đời nào chủ động hạ mình tới tận phòng làm việc của Trương Dương như vậy chứ? Hắn chậm rãi nhận điếu thuốc từ tay Trương Dương, thong thả nói, chuyện này sợ rằng cũng có chút vấn đề, ta nghe bí thư chi bộ thôn nói, đám phóng viên đài truyền hình cũng thăm viếng không ít gia đình đâu, còn có phỏng vấn riêng mấy người cùng ngươi ẩu đả lần trước nữa. Trương Dương cũng âm thầm suy xét lại, Hải Lan rốt cuộc là muốn làm gì vậy nhỉ? Chỉ có ngủ qua một đêm, đột nhiên lại quay ngoắt 180 độ, phỏng vấn trường tiểu học Hồng Kỳ cũng không, đột nhiên lại quan tâm tới công tác kế hoạch hóa gia đình của xã Hắc Sơn Tử. Chỉ là việc này chắc chắn có liên quan trực tiếp tới chủ nhiệm ban là hắn, Trương Dương cũng nhàn nhạt, nhạt nói chỉ là đám ký giả mà thôi. Người chớ có xem thường đám phóng viên nhà báo đó, chỉ cần bọn họ muốn, trắng có thể biến thành đen, đen cũng trở thành trắng không tỉ vết. Tiểu Trương à, gần đây quê nhà xảy ra không ít chuyện tình, vẫn là đang trong thời gian mẫn cảm, người cũng nên xem xét cẩn thận lại đi cảm ơn quách phó trưởng xã đã quan tâm. Trương Dương cũng biểu hiện thành ý lại, bất quá nói vậy thôi chứ Trương Dương hắn cũng chẳng có để chuyện này trong lòng. Nói gì đi nữa, hắn cũng chỉ mới chân ướt chân giáo nhận cái chức chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình này mà thôi. Hơn nữa cái vụ hắn đơn thương độc đấu một mình trọi lại hơn 40 người dân thôn Thanh Hà cũng chiếm được cảm tình đại đa số lãnh đạo xã. Với lại đồn công an cũng đã xác nhận lấy khẩu cung đám thôn dân này, cách xử lý đó cũng được Lý Trường Vũ Thầm gật đầu tán thành, chính vì vậy hắn cũng chẳng phải sợ đám thôn dân kia nói năng bậy bà hạ uy tín trương đại quan nhân hắn. Còn về phần Hải Lan, đẹp thì có đẹp thật đó, bất quá nàng ta cũng chỉ đến thế mà thôi, một nữ tử thì có thể gây ra được chút sóng gió gì chứ. Trương đại quan nhân hắn từ trước tới giờ vẫn cực kỳ hứng thú tới người đẹp, thế nhưng dù sao hắn cũng là một người từ thời phong kiến vượt thời đại tới xã hội chủ nghĩa mới này. Chính vì vậy cái chủ nghĩa trọng nam khinh nữ của phong kiến vẫn rất nặng trong đầu hắn, nói cách khác trừ ba điểm được coi trọng của nữ nhân thì tất cả những phương diện khác trương dương vẫn đều có chút khinh thường bởi vậy lúc quách đạt lượng nói xong trương dương cũng đem chuyện tình này vứt qua một bên thẳng tới buổi tối hôm đó cuộc phỏng vấn về công tác kế hoạch hóa gia đình xã hát sơn tử của đám phóng viên huyện được trình chiếu trương dương mãi tới lúc này cũng ý thức được vụ việc lần này cũng thực sự khá nghiêm trọng trương đại quan nhân hắn cũng không có ngờ Vị nữ phóng viên gợi cảm Hải Lan kia vẻ bề ngoài xinh đẹp là vậy hóa ra là che giấu tâm tư độc ác. Lúc chuyên đề tin tức này được trình chiếu cũng là lúc Trương Dương đang nhàn nhã pha trà. Hắn gọi loại dược trà này là tâm trà, là do hắn tự tay chế từ loại xuân trà của riêng vùng núi này, trộn hỗn hợp với vài loại thảo dược nữa mà chế thành. Có tác dụng an thần bổ não, hắn cũng là chuẩn bị một ít cho cô em gái Triệu Tĩnh đang ôn thi. Lúc nghe được tin tức này Trương Dương cũng giật mình bỏ đám trà trong tay xuống, ngẩng đầu lên màn hình TV, lúc này đang chiếu đến đoạn Hải Lan phỏng vấn Trần Phú Cường. Tuy rằng thằng nhãi này được chỉnh sửa mờ mờ khuôn mặt che giấu thân phận, Trương Đại Quan Nhân hắn cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được thân phận của hắn. Lại nghe được đoạn Trần Phú Cường huyết lệ lên án, chúng ta đều là dân đen, quan lớn có đánh chúng ta, chúng ta nào dám phản kháng. Quan đánh dân thiên kinh địa nghĩa, dân đánh quan tội ác ngập trời đánh hắn chẳng phải bị đi tù sao. Khi đó màn hình lại xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn xinh tươi của nữ phát thanh viên Hải Lan, ánh mắt cũng rơm rớm lệ, như là đồng tình với người dân nói, truyền thống người dân Trung Quốc chúng ta là thiện lương cùng hòa ái. Cán bộ nhà nước của chúng ta có nên xem xét lại hành vi của mình một chút hay không? Phải chăng bọn họ quên mất hai chữ, công bộc phải viết như thế nào rồi? Có nên chăng suy nghĩ một chút, quyền lực cùng địa vị của bọn họ đến tột cùng là ai giao cho? Trương Dương giật mình, hắn lập tức nhận ra được nữ phát thanh viên kia là đang ám chỉ chính mình. Tuy rằng cả đoạn không có nhắc tới tên Trương Dương hắn, thế nhưng chắc chắn toàn bộ chuyên đề tin tức này đều là nhắm vào hắn. Trương Dương cũng ý thức được chuyện này coi bộ thực sự là khó giải quyết rồi, lại nhớ tới buổi chiều là Quách Phó trưởng xã hảo tâm nhắc nhở hắn phải cẩn thận, Trương Dương cũng không khỏi có chút hối hận. Nhận thức chính trị của mình rèn luyện vẫn còn quá kém mà, cũng không có phán đoán cho rõ ràng hậu quả của việc kia điều này chứng tỏ khứu giác hắn còn chưa có thực sự nhạy cảm, không phán đoán được sự việc là điều tối kỵ nhất của quan trường. Trương đại quan nhân cũng không có sợ hậu quả, chỉ là hắn buồn bực vì hắn cư nhiên lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Nguyên bản đài truyền hình phỏng vấn vụ cháy trường tiểu học Hồng Kỳ là sẽ không liên quan tới mình, bây giờ tự dưng lại rước họa vào thân, càng làm Trương Dương sầu não là hắn phát hiện ra Trương đại quan nhân hắn, mị lực hấp dẫn mỹ nhân thực sự là quá thấp rõ ràng là cùng hải lan xem một màn động vật giã chiến kích thích là như thế vậy mà vẫn không có làm nàng ta xuất hiện một chút hảo cảm nào với mình cả mà nếu đã không phải hảo cảm chứng tỏ đó sẽ là một cái oán niệm to đùng bằng không cớ sao nàng ta tự dưng lại buông tha sự việc trường tiểu học hồng kỳ bị cháy mà lại mất công chạy ngược chạy xuôi tìm hiểu về cái công tác kế hoạch hóa gia đình của xã hắc sơn tử rõ ràng là nàng ta muốn chơi mình đây mà trương dương thống hận nghiến răng chửi rủa nữ phát thanh viên xinh đẹp hải lan một trận nhìn Hải Lan đang nắm chiếc microphone màu đen gióng giặc bình luận hình ảnh, Trương Dương bỗng nhớ tới ngày hôm qua, lúc mình gắp cho nàng ta miếng thịt tiên lư lửa chim lửa Trương Dương lại căm giận nghĩ đến, sớm biết nữ nhân này lại dám đổi trắng thay đen như vậy, tại lúc đó hẳn phải đem cả cái tiên lư lửa đó tống vào mồm nàng ta. Cái chuyên đề tin tức này vừa được đưa hôm trước, hôm sau tại quê nhà đã nổi lên sóng to gió lớn rồi. Tuy rằng tin tức đưa ra cũng rất có chừng mực, những nhân vật cùng hình ảnh quan trọng đều được xử lý kỹ thuật khiến cho người ta không nhận ra được, cũng không có chỉ tên nói họ cái vị trưởng ban kế hoạch hóa gia đình đã ổ đả hành hung đầy bạo lực với thôn dân kia. Thế nhưng từng đó cũng đủ làm ánh mắt mọi người trong ủy ban xã nhìn Trương Dương cũng có chút khác thường, trong đó cũng pha trộn nhiều vẻ mặt, nhưng hầu hết đều là thằng nhãi này coi bộ xui xẻo rồi đây. Vương Bác Hùng tuy rằng cũng có chút không vui, chẳng qua so với sự kiện trường tiểu học hồng kỳ bị cháy, thì vụ việc này bất quá chỉ là một chuyện còn con không đáng nói. Tin tức trên TV đó cũng không có gộp chung toàn bộ cán bộ nhân viên, đảng ủy viên xã Hắc Sơn Tử, mà chỉ là một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình mà thôi, nói trắng ra là chủ đích nhắm vào một mình Trương Dương. Tuy rằng Trương Dương bị vướng vào vụ này cũng là vì quê nhà, thế nhưng phiền toái của hắn thì cũng để tự hắn giải quyết đi. Vương Bác Hùng cũng chỉ thở dài một hơi, tiểu trương à. Người như thế nào mà lại không cẩn thận như vậy? xã đã tín nhiệm cử ngươi đi tiếp đái đoàn phóng viên truyền hình, vậy mà ngươi cũng không hoàn thành được nhiệm vụ này. Ai? Sọng điệu của Vương Bác Hùng thực khiến cho Trương Dương phẫn uất nếu như không phải vì giúp các ngươi chùi đít, ông đây tự dưng đi chọc người ta để rước lấy phiền phức làm gì. Trương Đại Quan Nhân hắn hiện nay tu vi hàm dưỡng cũng đã được đề cao rất nhiều, tuy rằng trong lòng tức giận chửi Vương Bác Hùng liên tội, thế nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt chẳng biểu lộ chút tình cảm gì vương bác hùng cũng nhận thấy được trong mắt trương dương không có một chút ý niệm thù địch nào nhớ tới lý trường vũ phía sau trương dương vương bác hùng hắn thật ra cũng muốn lưu lại một chút ân tình hắn giả vờ thâm trầm rút ra một điếu thuốc lá nếu như là trước kia trương dương khẳng định sẽ cười cười lấy lòng tiến đến châm lửa cho hắn bất quá hiện tại trương đại quan nhân hắn nhìn thấy vậy cũng chẳng thèm có động tác gì cả vẫn cứ ung dung ngồi trên ghế sofa vương bác hùng cũng chủ động dừng lại một chút thấy tiểu tử Trương Dương này mãi vẫn không có ý định gì là châm lửa dùm hắn, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Ngượng ngùng mở ngăn kéo ra, lấy ra một bao diêm, suy. Tiếng que diêm cháy cũng làm bớt phần nào không khí trầm mặc hiện tại. Vương Bác Hùng thở ra một đám khói thuốc, chủ động phá tan không khí trầm mặc này, chuyện này tốt nhất là nên mau chóng xử lý đi. Ta cũng vừa từ một người bạn học cũ ở phòng biên tập cho biết về phần thứ hai của cái chuyên đề đó. Hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp, nghe nói nội dung phần thứ hai của chuyên đề đối với chúng ta càng thêm bất lợi, liên quan đến khá nhiều tình hình bên trong. Bởi vì cảm giác được Trương Dương có chút khó chịu, Vương Bác hùng cũng mở lời nói trước. Tuy rằng đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ bé, thế nhưng Trương đại quan nhân hắn cũng nhận ra được thành ý muốn hòa giải của Vương Bác hùng, cùng với thành ý là sự kiêng kỵ người sau lưng mình. Trương Dương lạnh nhạt gật đầu, "Vương bí thư cứ yên tâm, ta sẽ không để Đài truyền hình truyền bá cái phần thứ hai kia đâu." Vương Bác Hùng thở dài nói, đài truyền hình là chỗ khá phức tạp, chuyện này cũng không có dễ thế đâu. Trương Dương lạnh nhạt cười nói, trên đời này không có vấn đề nào là không giải quyết được cả. Vương Bác Hùng liếc mắt nhìn Trương Dương, cảm nhận thấy rõ ràng trên người thanh niên trẻ tuổi này toát ra sự nguy hiểm, hắn thiện ý nhắc nhở ta nói là khó chứ có bảo là không giải quyết được đâu. Bọn chúng cũng chẳng phải là ngay thẳng chính trực gì cả hắn lấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa qua cho Trương Dương, đi đài truyền hình cũng cần phải có một chút kinh phí, ta vừa mới gọi điện xuống phòng tài vụ, kêu họ chuẩn bị một chút kinh phí cho ngươi rồi đấy. Trương Dương nghe thế cũng thấy hợp tai, cũng chẳng thèm để bụng với vương bí thư này làm gì nữa. Trương Dương cũng rõ một điều, đối đầu với vương bác hùng cũng chẳng có gì hay ho gì cho kham, người ta cũng là nể mặt lý bí thư đằng sau mình lắm rồi, chuyện này coi như bỏ qua cho hắn đi cảm ơn vương bí thư vương bác hùng cũng nở nụ cười cũng đừng khách khí làm gì nếu như không phải vì quê nhà ngươi cũng không vướng vào cái phiền phức này tiểu trương à cũng nên đi cho sớm đi còn có một nhân viên đồn côn an cùng đi với ngươi nữa đó nhất định phải xử lý vụ này cho tốt ngoặc kép vương bác hùng lần này chi cho trương dương hai vạn đồng làm công tác phí cũng bởi vì đài truyền hình huyện xuân dương đều toàn những nhân vật có tiếng là cáo giả Thủ hạ dưới quyền chính là đám ký giả phóng viên thường ngày hay xuống nông thôn bới móc tin tức giật gân cùng tư liệu sống, đến lúc làm thành chuyên đề tin tức thì thường thường được chia làm hai phần cực kỳ khéo léo. Trước tiên chỉ là những tin tức mang tính thời sự đã được lược bớt, trọng điểm cũng không có gì đáng nói, mà nhân vật được phỏng vấn thường được làm mờ mờ khuôn mặt đi để che giấu danh tính, sau đó lại dừng một khoảng thời gian nhất định không phát tiếp phần thứ hai của bản tin. Khoảng thời gian này chính là để cho người dân có thể sáng tỏ được sự việc cũng như để những người có liên quan tới bản tin ý thức được đầy đủ tính nghiêm trọng ở phần tiếp theo. Có thể nói khoảng thời gian này cũng chính là lúc đài truyền hình nhận được phí hoạt động nhiều nhất. Chủ biên tập đài truyền hình huyện hình tể dân là một người có đầu óc, hắn cực kỳ khôn khéo chia bản tin ra thành hai phần, cũng lợi dụng khoảng thời gian ngừng phát sóng giữa hai phần của bản tin, ngoài việc để dân chúng sáng tỏ được sự việc còn có hai chỗ thâm ý nữa. Thứ nhất, nếu như cái bản tin ấy chẳng may đắc tội tới một đại nhân vật đằng sau nào đó, thì hắn sẽ không ngần ngại mà thủ tiêu phần sau của bản tin. Thứ hai, nếu như đối phương là người không có thế lực gì chống lưng thì cái khoảng thời gian ngừng nghỉ kia chính là để đối phương tìm đến mình thương lượng. Bất kể là thời đại nào, cho dù là xã hội nào đi chăng nữa thì cũng đều có trao đổi mua bán. Nếu như đối phương ngoan ngoãn đến xì tiền thì cái phần thứ hai của bản tin sẽ được xem xét lại, có thể giảm nhẹ tình tiết, cũng có thể hoàn toàn xóa bỏ, tùy thành ý của đối phương như thế nào. Còn nếu như đối phương không có hậu phương vững chắc, cũng không chịu biết lý lẽ thì chúng ta cũng đành xin lỗi. Chúng ta là cơ quan ngôn luận nhà nước, sẽ theo lẽ công bằng mà hành xử, giải quyết việc chung. Là tổng biên tập đài truyền hình, hình thể dân hắn cũng phải chịu nhiều áp lực lắm chứ, thế nhưng hắn vẫn ngang nhiên làm việc như vậy được, chủ yếu là vì một nguyên nhân. Anh rể hắn là chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa. Cùng với Trương Dương tới đài truyền hình chính là phó trưởng công an xã Đỗ Vũ Phong hắn cũng chuẩn bị khá đầy đủ hồ sơ vụ việc dân thôn Thanh Hà kéo nhau tới gây rối ủy ban nhân dân xã, cũng như việc hơn 40 người xuống lại hành hung Trương Dương. Đỗ Vũ Phong tuy chỉ là phó đồn ở xã, thế nhưng đối với một số tình huống trên huyện hắn cũng nắm được khá rõ ràng, trên đường đi cũng nói cho Trương Dương biết trước thái độ làm việc, cũng như tính cách của hình thể dân. Trương Dương cũng nghĩ ra được hai phương pháp giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, sử dụng sức ảnh hưởng của Lý Trường Vũ để chấn áp hình thể dân, nhất định hắn ta sẽ ngoan ngoãn không dám đăng tin tiếp thứ hai cứ trực tiếp đưa lệ phí là xong chuyện đối với trương dương thì cả hai cách này đều có thể dễ dàng thực hiện cũng chỉ là phải tay cái là xong bất quá trương đại quân nhân hắn là ai chứ từ kiếp trước cho tới tận bây giờ hắn đều không phải là một người biết chịu thua ai bao giờ chỉ có người khác phải cúi đầu trước hắn mà phục tùng tuy rằng mình nắm trong tay nhược điểm của lý trường vũ thế nhưng người ta cũng đã giúp đỡ mình không ít lần này lại xuống nước đi nhờ cậy hắn, nếu như mà hắn không chê phiền phức, mình đâm ra lại mất sạch mặt mũi còn gì. Đỗ Phú Phong hiển nhiên không có biết cái quan hệ vi diệu kia của Trương Dương với Lý Trường Vũ, cũng không biết Phương Bí Thư cũng đã phê chuẩn cho Trương Dương hai vạn đồng làm phí công tác, chính vì vậy hắn cũng lo lắng thay vị tiểu huynh đệ này. Hắn thực cũng không có quan hệ gì rộng cho lắm, bằng không tại sao mà mãi đến tận bây giờ hắn vẫn chỉ là một gã phó đồn cảnh sát quen ở xã. Trái lại với tâm tình khẩn trương lo lắng của Phó Đồn Đỗ Vũ Phong lại là biểu hiện vô lo vô nghĩ của Trương Dương. Hắn chẳng thèm để tâm tới việc kia, chỉ hứng thú tới mỗi việc học lái xe. Hai ngày trước hắn cũng đã được Đỗ Vũ Phong chỉ cho những bước cơ bản nhất, thế nên xe vừa mới chạy ra đường quốc lộ là Trương Dương đã giành ngay lấy cái vô lăng đòi lái thử. Do còn chưa quen Trương Dương cứ toàn lái xe chạy siêu vẹo lạng lách mãi, Đỗ Vũ Phong cũng thầm kêu may mắn, đường quốc lộ giờ này không có ai chứ không chắc chắn điệu này phải lên viện nằm dài dài. Thế nhưng là Đỗ Vũ Phong cũng phải ngạc nhiên, không ngờ tiểu tử Trương Dương này lại được trời cho khả năng học lái xe, 10 km cuối hắn lái một cách ngon lành. Rất nhanh xe đã tới trạm thu phí huyện, Trương Dương trả tay lái lại cho Đỗ Vũ Phong, cười nói, "Đỗ ca, lần trước ngươi nói giúp ta làm bằng lái, ngươi đừng có quên đó nha." Đỗ Vũ Phong cười cười gật đầu, "Không thành vấn đề, ta có ông bạn làm trưởng phòng sát hạch, ngày mai ta đi tìm hắn một chuyến." Hai người nghỉ tạm tại khách sạn Minh Châu phía đối diện đài truyền hình huyện, khách sạn Minh Châu nằm tiếp giáp công viên, khung cảnh thanh nhã, là khách sạn duy nhất ở huyện Xuân Dương chuẩn 3 sao. Nói là chuẩn 3 sao bởi vì chưa có được chính thức treo 3 sao, tuy vậy nơi này ở trong lòng dân chúng phổ thông cũng là một nơi cao cấp nhất nghỉ rồi. Đỗ Phú Phong ban đầu cũng kịch liệt phản đối Trương Dương tiêu xài hoang phí vào những nơi như vậy, nhưng đến lúc Trương Dương nói lần công tác này là xã cấp kinh phí thì hắn lại là người đầu tiên hưởng ứng nhiệt tình nhất. Nếu là được bao tiêu miễn phí thì tội gì phải ngược đãi bản thân như vậy, cứ việc ăn chơi xả láng. Trương Dương cũng không thích ở chung với người khác, tùy tiện thuê hai phòng. Nói thật, chẳng qua thằng nhãi này sợ buổi tối ai đó lại nói mơ thì cũng phiền, tốt nhất cứ làm hai phòng, tha hồ mà lăn lộn. Đỗ Phú Phong cũng không có thói quen ở chung với người lạ, căn bản hắn ngáy ngủ khá to, ngoại trừ lão bà ở nhà ra, người khác ít ai chịu được tiếng ngáy của hắn lúc đỗ vũ phong gọi điện cho lão bạn làm hiệu trưởng kia nhờ hắn làm giúp trương dương bằng lái vị trưởng phòng kia cũng vui vẻ nhận lời còn rủ đỗ vũ phong buổi tối qua đó uống rượu nói chuyện phiếm đỗ vũ phong kêu trương dương cùng đi trương dương lại lắc đầu từ chối hắn lần này lên huyện xuân dương nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết triệt để cái vụ ẩm ý kia chứ không phải đi chơi uống rượu chè chén trương đại quan nhân hắn đối với sự tình luôn biết nặng nhẹ cân nhắc rõ ràng bất quá chuyện đó cũng làm đỗ vũ phong thấy không vui Hai người cũng thương lượng lại một chút, phân công nhau mà làm việc, Đỗ Vũ Phong thì tiếp lão bạn học chung, thuận tiện hỏi Han xem có hay không giúp đỡ được chuyện lần này. Trương Dương thì tới đài truyền hình một chuyến, xem xét tình hình như thế nào rồi tính tiếp. Trở về phòng, Trương Dương kéo rèm cửa sổ ra nhìn đài truyền hình ở ngay phía đối diện, hiện tại mới có 11 giờ trưa, còn nửa tiếng nữa mới là giờ tan tầm. Trương Dương hờ hững đi pha một chén trà xuân, ngồi ở phía trước cửa sổ lặng lặng thưởng thức. Nhâm Nhi từng chút một chén trà thơm mát, ngoài cửa sổ trời đang mưa nhỏ tí tách, Trương Dương vẫn lặng lẽ ngồi chờ đợi. Hắn cũng đã điều tra qua một chút, công nhân viên đài buổi trưa hầu hết đều ăn cơm tại Yến Lâm Viên là một trong ba khu vực của đài truyền hình, chỉ cần Hải Lan ra ngoài ăn, nhất định nàng ta phải đi qua cửa chính. Trương Dương vẫn ngồi theo dõi, cũng không phải là do Đỗ Vũ Phong nói vậy, mà là hắn dự định trước tiên cứ tìm Hải Lan, nói rõ chân tướng sự việc cho nàng ta đã, sau đó mới từ từ giải quyết chuyện này cho thật tốt. Chỉ là Hải Lan đối với Trương Dương hắn đã có ấn tượng cực kỳ không tốt từ trước rồi, Trương Dương cũng đoán được tất cả chuyện này chẳng qua đều là phương thức giải tỏa bất mãn của nàng ta đối với mình mà thôi. Cũng chẳng phải vì theo đuổi thành tích công tác mà làm như vậy, rõ ràng là nàng ta ích kỷ, lấy chuyện công trả thù riêng. Nói cho cùng, Trương Đại Quan Nhân hắn cũng là một người thích mỹ nữ, hắn thực cũng không muốn xóa bỏ hình tượng mỹ nữ phát thanh viên gợi cảm kia trong lòng. Trương Dương đẩy cửa sổ ra, một trận gió nhẹ cùng những hạt mưa quất vào mặt. Mưa xuân lạnh lẽo, lòng người cũng tĩnh lặng. Cảnh trí tao nhã như vậy mà cũng không làm Trương Đại Quan nhân cảm thấy chút hứng thú làm thơ nào. Trái lại hắn lại nhớ tới cảnh tượng nóng bỏng của hai con lửa bên sườn núi, làm hắn cũng không tự chủ được mà nở nụ cười. Đúng lúc này bóng hình xinh đẹp của Hải Lan xuất hiện trong tầm mắt của Trương Dương. Nàng ta mặc một chiếc áo gió ngắn màu xám, kích thước lưng áo thập phần tinh tế để lộ ra thân hình tuyệt hảo lẫn trong đám nam thanh nữ tú đài truyền hình mà vẻ duyên dáng yêu kiều vẫn nổi bật hơn cả. Chiếc bút đỏ bó sát lấy cái đùi đẹp thon dài, khiến cho bao chàng trai phải len lén liếc nhìn chủ nhân cặp đùi đó. Hải Lan tâm tình cũng không vui, từ lúc ở xã Hắc Sơn tử về là liền bị cảm, buổi sáng là cố gắng kiên trì đến đây đi làm, thế nhưng bệnh tình dường như ngày càng chuyển biến xấu đi. Mà tối hôm qua chuyên đề tin tức của mình bị đài truyền hình xáo trộn thất tinh bát lạc hết cả lên, cũng làm cho tin tức mất đi tính sắc nhọn thì còn ý nghĩa gì nữa. Hải Lan lúc nãy cũng đi tìm người phụ trách tổ chức, thế nhưng làm nàng thất vọng là một đài truyền hình nho nhỏ ở huyện Xuân Dương, cũng quan liêu từ trên xuống dưới chẳng kém gì đài truyền hình thành phố Giang Thành cả. Nàng ta cũng rất nhanh đoán ra được công sức mình bỏ ra sẽ bị người khác lợi dụng làm công cụ kiếm trác, lại kết hợp với cái thời tiết này lại càng khiến nàng mệt mỏi chán trường. Hải Lan ngẩng đầu nhìn trời một chút, cảm giác lòng mình giờ đây cũng trở nên ẩm ướt chịu nặng nàng ta cũng bắt đầu hối hận, chính mình vì sao lại chọn cái nơi này để trốn tránh. Mà cứ sống như thế này thì có trốn tránh hay không cũng chẳng khác gì nhau. Hải Lan buồn bực đeo kính dâm lên, giờ đây ông trời trong mắt của nàng càng trở nên ảm đạm tối tăm hơn. Lúc đi ngang qua công viên đằng trước, một chiếc ô tô chạy vụt qua làm vũng nước dưới đường bắn lên tung tóe. Hải Lan đã đoán biết được mình sắp phải hứng chịu một tình cảnh cực kỳ xấu hổ rồi, thế nhưng nhận ra có nhanh đến mấy cũng không thể nào né tránh được. Đúng lúc này một cánh tay vòng qua chiếc eo thon nhỏ của Hải Lan, gắt gao kéo vào trong lề đường, che chắn cho nàng ta. Đám nước bị ô tô bắn tung lên suýt chút nữa thì văng đến chỗ người nam nhân kia. Hải Lan cũng hết hồn, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời sau chiếc kính dâm nhìn rõ khuôn mặt anh Tuấn của Trương Dương đang cười cười, ánh nắng dường như đang rơi trên mặt hắn ta. Thằng nhãi này lộ ra một hàng răng trắng sáng bóng chỉnh tề cười cười nói, người thoạt nhìn trông chẳng khác nào ông thầy bói cả. Hải Lan có chút lúng túng đẩy Trương Dương ra, thế nhưng cái động tác giấy ruộng này lại chẳng khác nào càng kích thích Trương Dương hơn. Sống lại trong cái thời đại này, Trương Đại Quan Nhân hắn có chút không hài lòng, nữ nhân thời này thật là quá gầy yếu, chỉ là hai khối to tròn của cô nàng này thực cũng có chút đại quy mô. Hải Lan lúng túng cũng không phải vì Trương Dương tự dưng lại xuất hiện ở đây, mà thực ra là vì cái chuyên đề tin tức kia của nàng ta, rõ ràng là muốn làm tổn hại danh tiếng của Trương Dương, vậy nên bây giờ đối diện hắn cũng thấy có chút chột dạ điệu bộ tươi cười của trương dương vẫn không thay đổi nhìn một chút đôi tay nhỏ bé trắng nõn kia đang làm loạn ở trước ngực mình có chút khoa trương nói có đúng hay không vậy sao ngươi lại cứ sờ ngực ta suốt thế hải lan nhịn không được cũng nở nụ cười trong mắt nàng ta bỗng nhiên nhận ra được tuy rằng cái chuyên đề tin tức kia của mình miêu tả một cách cực kỳ chân thực hình ảnh phản diện là trương dương kia thế nhưng chẳng hiểu sao sâu thẳm nội tâm mình dường như không có chút phản cảm nào với gã bị ổi mặt dày này bỏ qua việc ở xã Hắc Sơn tử thì vừa rồi trương dương cũng đã cấp cho nàng một cái đại ân tình tránh cho nàng bị tình cảnh xấu hổ ướt xuống người nhìn quần áo phía sau lưng trương dương hải lan nhỏ giọng nói cảm ơn thế nhưng nàng ta nhận thức được một chuyện tối qua tin tức vừa được truyền ra thằng nhãi này thế nào sáng nay đã xuất hiện ở trước mặt mình rồi hơn nữa hải lan phẫn nộ chính là việc thằng nhãi này chắc chắn không trùng hợp gặp mình như thế chứ rõ ràng là mình bị theo dõi từ trước sau khi nghĩ thấu hiểu tầng đạo lý này hào cảm của hải lan dành cho trương dương vừa mới nhen nhóm sinh ra đã bị dập tắt nhanh chóng trương dương vẫn đạm nhiên cười nói đi ăn gì không ta mời hải lan lắc đầu nhẹ giọng trả lời ta không ăn cũng không tính đi ăn cơm càng không dám nhận lời mời của trương chủ nhiệm trương dương cũng không có giận mà lại càng cười tươi hơn nữa. Hải Lan cũng duyên dáng cười theo, một trận gió xuân mát mẻ thổi tới làm nàng không nhịn được ho khan một tiếng, móc ra chiếc khăn tay màu trắng tinh như tuyết lau mũi, đôi lông mi đen dài cũng cau chặt lại. Trương Dương đột nhiên lại làm một hành động ngoài dự kiến của nàng ta, vươn bàn tay rộng ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên trán Hải Lan, điều này làm nàng ta có chút giật mình chống cự lại. Thế nhưng chẳng hiểu sao tự đáy lòng nàng không thể không thừa nhận hành động này khiến nàng thấy ấm áp hơn rất nhiều. Phát sốt rồi đây này." Hải Lan lui về phía sau một chút, giãn cách cự ly với Trương Dương, "Bệnh nhẹ thôi mà, không có việc gì." Trương Dương nhìn lên bầu trời dày đặc mưa bụi một chút, rồi nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác ra ngoài ra, dùng hai tay tạo thành một mái che che trên đầu Hải Lan. Hải Lan cắn cắn môi dưới, tự đáy lòng lại sinh ra một tia ỉ lại, muốn dựa dẫm vào nam nhân kia, cũng có lẽ là do mình đang bị bệnh, tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào lại được Trương Dương ở bên cạnh sưởi ấm với che mưa che gió, nội tâm ẩm ướt của nàng cũng thấy ấm áp hơn vài phần. Tuy rằng biết rõ thằng nhãi này biểu hiện hiện tại thuần túy chỉ là tranh thủ thật tốt hảo cảm của mình mà thôi, Hải Lan giọng nói cũng có vài phần trên tức nói, chủ nhiệm Trương cũng không cần hư tình giả ý làm cảm động ta làm gì. Ta cũng là một người ý chí sắt đá lắm. Trương đại quan nhân làm ra vẻ cực kỳ đứng đắn nói, người nói gì lạ vậy một nữ hài tử có bệnh trong người lại đứng ngoài trời mưa gió như vậy thực cũng khiến người ta phải thương cảm mà như vậy đi để ta đưa ngươi về đôi mi thanh tú nhân lại hai mắt hải lan tràn đầy cảnh giác nhìn trương dương trương dương cũng không khỏi gượng cười đừng có nhìn ta như vậy chứ dù sao ta cũng là cán bộ nhà nước cũng có tư tưởng và nguyên tắc của đảng chứ trương đại quan nhân từ lúc đệ đơn xin gia nhập đảng thì những lời này hầu như lúc nào cũng trực xuất ra khỏi miệng thấy Hải Lan còn do dự, Trương Dương kiến nghị nói, bằng không ta đưa người tới bệnh viện vậy. Ta không thích tiêm, Hải Lan tuy rằng lớn như vậy rồi thế nhưng vẫn rất sợ tiêm. Nàng cũng cảm thấy dường như mình có thể bị gục ngã bất cứ lúc nào, suy nghĩ một lúc rồi mới vẫy tay gọi một chiếc taxi tới. Trương Dương đỡ nàng ta ngồi ở ghế sau, Hải Lan tất nhiên cũng không có phản đối gì, ho khan đánh tiếng cho bác tài nói, nhà số 6 tiểu khu xuân chứ, tiểu khu xuân chữ cách đài truyền hình cũng chỉ hơn kém một km, bình thường nàng ta cũng tự đi bộ về. Tiểu khu tuy rằng không có lớn lắm, thế nhưng được cái bên trong cây cỏ khá nhiều, vừa yên tĩnh lại cực kỳ sạch sẽ. Trương Dương đỡ Hải Lan xuống ô tô, nhanh nhẩu dành trả tiền trước. Hải Lan khoát tay áo, ý bảo Trương Dương về đi. Thế nhưng Hải Lan mới đi được một hai bước đã trượt ngã, nàng kêu to một tiếng, chân trái cũng may mắn đứng vững chống lại được. Nếu như không có chống lại được thì sợ rằng chắc chắn sẽ ngã xuống vũng nước trước nhà mất, chỉ là do tình huống bất ngờ quá lại cố gắng chống người lại nên cái chân trái hình như bị sái rồi thì phải. Bây giờ Hải Lan cảm thấy nó đau nhức không chịu được, thế nhưng chẳng hiểu sao mãi tới bây giờ cũng không thấy tiểu tử Trương Dương kia qua đây giúp nhỉ. Hải Lan cắn răng chịu đau nhảy lò cò về phía trước được hai ba bước, cảm giác được cái chân trái đau quá, không tài nào chịu đựng được nữa. Xoay người lại, muốn tìm người giúp thì đã thấy trương dương khuôn mặt tiêu sái bước tới hải lan trong lòng thống hận chửi rủa thằng nhãi trương dương này một trận hắn có còn là con người nữa hay không tinh thần giúp người làm niềm vui một điểm cũng không có còn đáng mặt làm cán bộ nhà nước nữa không thế mà dám hùng hồn nào là lý tưởng nào là là nguyên tắc đảng gì gì đó vứt cha nó hết đi đâu rồi nữ phát thanh viên xinh đẹp dường như đã quên mất một việc đó là lúc nãy chính trương dương đã đích thân hộp tống nàng tới tận cửa xe tuy chạy đi nhưng Trương Dương vẫn còn ở lại, thấy tình cảnh chật vật của nữ phát thanh viên xinh đẹp, Trương Đại Quan nhân hắn sao có thể bỏ qua được cơ hội trời cho như vậy. Giả ra bộ mặt phi thường quan tâm lo lắng, bước nhanh tới, làm sao vậy? Bị sái chân à, đáng tiếc kẻ cắp lại gặp bà già, khuôn mặt giả tạo cùng cái hành động kia thì sao mà qua mắt được một người chuyên nghiệp như Hải Lan? Liếc mắt một cái là nhận ra được thằng nhãi này căn bản có quan tâm gì tới chân mình đâu, mà hắn chỉ thấy được cơ hội tiếp cận mình mà thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng giờ vẫn cần sự giúp đỡ của người ta, nàng ta cũng đành cười cười lấy lòng gật nhẹ đầu như là cảm ơn, ta ở phòng 502. Vẫn là cái khuôn mặt đầy quan tâm lo lắng đó, giờ lại thêm mấy phần chính nhân quân tử vào nữa, chẳng qua cái nụ cười tà ác, đều giả kia lại bán đứng hắn, cho ngươi hai sự lựa chọn, một là để ta có ngươi đi tới, hai là để ta ôm ngươi đi. Hải Lan cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp chấp nhận phương án thứ nhất trương dương thành thành thật thật ngồi xổm xuống phía trước nàng ta hải lan cũng do dự hồi lâu thế nhưng cuối cùng vẫn đem hai tay khoát lên vai trương dương trương dương đứng lên tuy rằng trên lưng là nữ phát thanh viên hải lan với lại còn phải cõng nàng ta lên tận tầng năm thế nhưng cũng chẳng hao phí bao nhiêu thể lực cả không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ đến tình cảnh giống y như vậy vài ngày trước lưng cõng sở yên nhiên trèo lên vách núi so với sở yên nhiên coi bộ hải lan thân hình còn nhẹ hơn một chút bất quá hai chuyện lại có một điểm khác nhau, sợ so yên nhiên lúc đó là hoàn toàn dựa sát vào lưng mình, còn hải lan lại như vẫn còn có vẻ chống cự lại. Cánh tay nàng ta tuy vẫn đặt trên vai, thế nhưng thân thể hai người vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp. Trương Dương lập liền cầm đôi chân no tròn của Hải Lan nâng lên cao một chút, hành động không báo trước này làm Hải Lan kinh hô hét lên một tiếng, vô ý thức vòng tay ôm chặt lại cổ hắn, ngực hiển nhiên cũng dán sát vào lưng Trương Dương lập tức hải lan đoán ra được là thằng nhãi trương dương đê tiện này làm vậy là có dụng ý ổn định thân hình lại hai tay lại chống đỡ trên lưng trương dương tạo một khoảng cách với hắn trương dương nở nụ cười ngươi là nữ hài tử thứ hai được ta cõng trên lưng hải lan cũng cười đừng có dùng nữ hài tử xưng hô với ta ta sợ lắm đó ngươi có bản lĩnh như vậy thì đi mà lừa mấy bé nữ sinh ngây thơ chưa biết gì kia kìa trương dương buồn bực phát hiện những lúc mình nói thật thì thường thường chẳng có ai tin là sao. Đi tới phòng 502, Hải Lan mở cửa phòng đẩy vào, đây là một phòng gồm hai phòng riêng, phòng khách khá lớn, phòng ngủ có sàn gỗ màu đỏ, đồ dùng bằng gỗ trong nhà cũng mang một sắc thái cổ kính, đơn sơ mộc mạc nhưng lại rất ấm áp. Ở phía góc trong phòng khách còn có một cầu thang xoán ốc đi lên sân thượng, một phòng lớn như vậy một người ở cũng coi như là quá xa xỉ rồi. Trương Dương không khỏi ngẫm lại bản thân mình ở quê nhà, cái căn nhà sập sệ ở ký túc xá so với nơi đây thực là khác xa một trời một vực, thực là muốn tức chết đi được, đều là người sao lại có thể bất công như vậy được nhỉ. Trương Dương đỡ Hải Lan ngồi xuống ghế sofa, sau đó cũng trồm hỗn đặt đít ngồi luôn, để ta xem chân ngươi như thế nào. Nói xong cũng chẳng cần đối phương đồng ý, nhanh nhẹn nâng chân trái Hải Lan nên cởi giày ra. Hải Lan cũng chưa bao giờ gặp tình cảnh như bây giờ, cũng lần đầu tiên gặp một tên nam nhân lỗ mãng như thế, người ta còn chưa có đáp ứng đã ngang nhiên làm liều rồi hải lan lườm mắt mắng người như thế nào lại bá đạo như vậy cũng chẳng thèm để ý đến cảm nhận của người khác nữa sao trương dương ý vị thâm trường cười nói cũng đều như nhau cả thôi hải lan ý thức được câu nói của trương dương cũng là nói lại chuyện nàng ta cũng đã cho trương chủ nhiệm kia một vố khá đau bởi vậy cũng không còn thấy lo lắng nhiều nữa bàn chân trắng nõn của hải lan bị trương dương xoa nắn trong lòng bàn tay năm ngón chân nõn là tựa như những cánh bạch liên hoa đang xòe cánh khoe sắc, kết hợp với những chiếc móng chân được tô màu hồng nhạt một cách tỉ mỉ, tạo thành một vẻ đẹp mê người. Trương Dương cứ ngắm nhìn mãi đến ngây người, rồi ánh mắt hắn tham lam chuyển dần từ từ lên vùng da thịt trắng như tuyết phía trên cẳng chân Hải Lan. Hải Lan nhận thấy ánh mắt nóng rực của nam nhân kia nhìn chằm chằm vào chân mình, liền cảm thấy có chút nguy hiểm, thế chẳng phải ngày hôm nay mình lại dẫn sói vào nhà rồi sao? Lườm mắt nhìn Trương Dương, giọng nói cũng có chút oán trách, người đã nhìn đủ chưa? Thực là một gã tiểu sắc lang. Trương Dương cũng xấu hổ cười cười, chân người cũng không có mùi nhỉ. Hải Lan mắng lớn, có mà chân người mới thôi ấy. Đang muốn thu chân trái lại, lại bị Trương Dương bất ngờ cầm cổ chân giật mạnh một cái, đau đến la toáng cả lên, thế nhưng cơn đau ở chân trái dường như lại tiêu biến mất sạch. Trương Dương cũng buông chân trái của nàng ta xuống, vỗ vỗ tay cười nói, không có việc gì đâu, vừa rồi ta cũng chỉ nắn gân lại giúp ngươi mà thôi ngươi cứ thử bước đi vài bước thử xem hải lan bán tín bán nghi nhìn nhìn trương dương cũng đứng dậy thử đi lại vài bước thật không có ngờ cảm giác đau buốt ở chân trái lúc nãy vậy mà bây giờ không còn thấy một chút nào nữa nghĩ không ra thằng nhãi này cũng có một chút bản lĩnh như vậy trương dương cười nói ngươi không cần phải lo lắng ta lần này lên huyện xuân dương cũng là nói cho rõ ràng sự việc dưới xã hát sơn tử mà thôi hắn từ trong ngực móc ra một túi văn kiện bên trong chính là hồ sơ sự việc hắn cùng đám dân thôn thanh hà phát sinh ẩu đả trương dương để túi văn kiện ở trên bàn cứ nghỉ ngơi cho tốt đi lúc nào rảnh thì xem qua còn nữa ta tới xã hắc sơn từ công tác còn chưa tới nửa tháng trước kia phát sinh mấy cái vấn đề sổ sách lung tung gì đó cũng đâu có liên quan đến ta mấy người các ngươi làm vậy cũng thật không công bằng với ta hải lan vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn trương dương vốn là nàng ta đã chuẩn bị tư tưởng đem thằng nhãi trương dương này thành một gã nam nhân bại hoại thế nhưng biểu hiện vừa rồi của hắn lại làm nàng có chút thấy sao động trong lòng nói xong trương dương cũng đơn giản đứng dậy cáo từ luôn hải lan cũng bị mấy cái hành động không theo lẽ thường này của trương dương làm cho hồ đồ mất rồi cứ ngồi chân ngốc ngơ ngác một chỗ đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả tất nhiên là cũng không có đứng dậy tiễn trương dương thẳng cho tới lúc một tiếng đóng cửa nặng nề vang lên hải lan mới giật mình cố lắc lắc đầu, đến lúc nhìn lại cái chân trái trắng nõn của mình, khuôn mặt xinh đẹp chẳng hiểu sao lại ửng đỏ lên. Ánh mắt nàng ta dừng lại trên túi văn kiện trên bàn, suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng phải mở ra xem một chút. Phần trên của đống tài liệu là tập hồ sơ của đồn công an xã Hắc Sơn Tử, ghi chép về việc thôn dân thanh hạ ẩu đả với trương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của xã. Nhìn liếc qua một chút con dấu đỏ bên dưới tập hồ sơ, thầm nghĩ có lẽ tập hồ sơ này chắc cũng không phải đồ giả mạo rồi. Thế nhưng nếu như những ghi chép bên trong là đúng sự thật, như vậy chẳng phải vị trương chủ nhiệm này bị hiểu nhầm rồi sao? Bất quá Hải Lan rất nhanh nghĩ tới sáu chữ, quan lại bao che cho nhau, thân là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình, trong lúc đó hiển nhiên là sẽ có câu kết ngầm với bên công an bao che cho nhau giảm nhẹ tội. Tuy vậy, đến lúc xem đến phần photocopy tư liệu về Trương Dương, Hải Lan cũng bắt đầu nhận ra được là mình căn bản đã chọn sai mục tiêu. Trong tư liệu ghi, Trương Dương năm nay 20 tuổi, được huyện điều xuống làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình chưa được nửa tháng. Nói cách khác, tuy rằng công tác kế hoạch hóa gia đình ở xã Hắc Sơn Tử có rất nhiều bất cập, thế nhưng lại đều không có liên quan gì tới Trương Dương này cả. Tự đáy lòng nàng cũng nảy sinh một tia áy náy, xem ra chính mình đã hiểu lầm hắn. Nhưng nàng ta cũng không ngờ được, một thanh niên 20 tuổi trẻ như vậy, thế nào mà lại có thể thông minh cùng láu cá lanh lợi như vậy được. Vậy chẳng phải cái chuyên đề tin tức kia của mình sợ rằng sẽ hoàn toàn hủy diệt con đường làm quan của thanh niên trẻ tuổi đó, tiền đồ của hắn sợ rằng cũng theo đó mà sụp đổ hoàn toàn. Nghĩ tới đây, Hải Lan cũng không ngồi yên được nữa, nàng ta lập tức gọi điện thoại tới đài truyền hình, định yêu cầu hủy ngay lập tức phần thứ hai của chuyên đề tin tức kia, bởi vì quyền quyết định chuyện này lại không hề ở trong tay nàng, chẳng qua bây giờ đang là giờ tan tầm, điện thoại trong văn phòng vẫn rung mãi mà không có ai nhấc máy. Hải Lan lập tức đứng dậy chuẩn bị tới đài truyền hình giải thích sự việc, bất quá vừa đứng lên liền cảm thấy sức lực dường như tiêu biến đâu hết, cả người mệt mỏi vô lực, lấy nhiệt kế kiểm tra một chút, không ngờ lại bị sốt tới 39 độ, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mưa càng ngày càng to hơn. Hải Lan bây giờ mới cảm thụ được một loại cảm giác cô độc từ trước tới nay chưa từng có, nàng ta thậm chí còn nghĩ dường như toàn bộ thế giới này đều từ bỏ mình, một cảm giác chua xót dâng trào mãnh liệt trong lòng nước mắt không kiềm chế được cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia càng khóc lại càng thấy đau khổ hơn điện thoại kêu mà nàng ta dường như vẫn không nghe thấy cứ lặng lẽ đứng khóc mãi thế nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn cứ ngoan cường kêu liên tục hải lan lúc này mới tỉnh lại rút khăn tay ra lau nước mắt điều chỉnh tâm tình lại một chút xong rồi mới cầm điện thoại lên alo ai đấy là ta người đã thấy đỡ hơn chưa thanh âm trầm thấp của trương dương vang lên trong điện thoại Nghe được giọng nói của nam nhân kia, Hải Lan cuối cùng cũng cảm giác được chút ấm áp trong lòng, dường như trong lòng lại muốn khóc lên thành tiếng, ta thấy cũng không có được tốt lắm. Ồ, chỉ có thế là đầu dây bên kia ngắt luôn. Hải Lan vẫn ngơ ngác cầm ống tai nghe đứng nhìn, nàng ta căn bản đã chuẩn bị tư tưởng nghe thằng nhãi này nói vài câu an ủi, làm cho nàng tin tưởng trên đời này vẫn còn người quan tâm đến mình. Nhưng đâu có ngờ hắn chỉ có nói một từ rồi cắt điện thoại cái rụp. Tâm tình của nàng lúc này thực sự rơi xuống cực điểm rồi, khóc không ra nước mắt nữa. Bên ngoài thì mưa xuân lạnh lẽo, một cô gái mang bệnh đang buồn tủi trong căn phòng vắng vẻ, quạnh hiu, tẻ nhạt. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế dâng tràn trong nỗi niềm hải lan. Nàng hung hăng cầm cái đệm trên ghế sofa ném mạnh ra về phía cửa chính, sau đó lại ôm lấy cái đệm khác vào lòng, cứ thế lại khóc thút thít. Cũng chỉ vài phút sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng thình thịch thình thịch, thình thịch, tiếng ai đó đập cửa. Hải Lan cũng ngừng khóc ngừng đầu lên. Ai đó? Nhân viên kiểm tra đồng hồ nước. Hải Lan cũng nghe ra giọng nói của Trương Dương, hờn dỗi mắng đồ dở hơi. Mau chóng xỏ dép lê chạy vào toilet rửa mặt, nhìn trong gương thấy hai mắt mình do khóc nhiều mà sưng đỏ mọng hết lên, cũng thấy có chút buồn bực chu cái miệng nhỏ nhắn lại. Lúc này mới đi mở cửa cho Trương Dương. Trương Dương vui cười hớn hở đi vào, trong tay mang theo một túi đồ to tướng. Chuyện kiếm hiệp. Hải Lan có chút ngạc nhiên hỏi, người chẳng phải là đã đi rồi sao? Là ta nghe nói chỗ này bị thiên tai lụt lội, bởi vậy đặc biệt tới hỗ trợ chống lụt, cấp phát đồ ăn cho người đó. Trương Dương nhìn đôi mắt xinh đẹp đã sưng đỏ của Hải Lan mà trêu tực. Thấy Trương Dương tới, Hải Lan cũng thấy ấm áp trong lòng hơn rất nhiều, cho tới tận bây giờ nàng ta mới phát hiện ra một điều. Thằng nhãi này coi bộ cũng có điểm tốt, chỉ ít cũng có thể mang tới cho mình một chút vui sướng. Trương Dương lại duỗi cái bàn tay to ra, ý định muốn thực hiện lại tràng cảnh lúc nãy. Lần này Hải Lan sớm đã có chuẩn bị, nhẹ nhàng tránh sang một bên, ngồi xuống ghế sofa nói, ta sốt tới tận 39 độ đó, ngày hôm nay thực là xui. Lời còn chưa dứt đã lại hắt xì liên tiếp rồi. Trương Dương mang túi đồ to tướng đi vào trong bếp. Hải Lan cũng thấy hiếu kỳ nhìn nhìn Trương Dương một hồi, không biết thằng nhãi này lại định dở trò gì nữa đây. Trương Dương là mua một ít thuốc bắc, cũng như mua luôn một cái ấm sắc thuốc nữa. Mỉm cười nói, người cứ nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa ta sắc thuốc xong, người uống vào cái là khỏi ngay. Nào có chuyện thần kỳ như vậy được, Hải Lan tuy rằng cũng định làm biếng, thế nhưng do bản tình trời sinh tò mò, nhịn không được mà phải len len vào nhà bếp. Trương đại quan nhân hắn cũng không phải việc gì cũng làm được, chỉ là một việc bật bếp ga đơn giản như vậy nhưng đối với hắn lại cực kỳ gian nan, nhìn Hải Lan đi tới, cách một tiếng là bếp phun lửa rồi, Trương Dương ngượng ngượng cười đi rửa ấm, đem đám thuốc bắc điều phối hợp lý cho vào, sau đó bắt đầu sắc thuốc. Trong lúc chờ được thuốc, Trương Dương đem một bát mì trứng đặt trước mặt Hải Lan, nàng ta cũng đói từ sáng tới giờ, ngửi được mùi mì thơm ngon chẳng cần để ý đến dáng điệu thục nữ nữa, trực tiếp cầm đũa một hơi chén sạch. Sau khi ăn mì xong nhận một chén thuốc từ tay Trương Dương, đưa lên đến môi rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng một chút, quay sang nhìn Trương Dương hỏi, ngươi không có hạ độc vào đây đấy chứ? Trương Dương cũng có ý xấu cười nói, hạ độc thì không, chỉ là có bỏ thêm xuân dược mà thôi. Ngươi đi chết đi, Hải Lan bị hắn trêu đùa mặt cũng đỏ ửng hết lên, bịt mũi nhắm mắt uống cạn chén thuốc. Uống xong lập tức cảm thấy bụng ấp áp dễ chịu hẳn, thân thể cũng tựa hồ thư thái hơn rất nhiều. Ngồi xuống cầm nhiệt kế đo lại, nhiệt độ cơ thể cũng đã bắt đầu giảm xuống, 37. 5 độ, Nghĩ không ra tiểu tử Trương Dương sắc thuốc lại hiệu nghiệm tới như vậy. Nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục lại như bình thường, ý nghĩ cũng trở nên sáng suốt hơn rất nhiều. Đột nhiên nàng ta nghĩ tới một vấn đề trọng yếu, số điện thoại của mình cực kỳ ít người biết, thế nhưng sao Trương Dương lại biết được nhỉ? Trương Dương liền chỉ cho nàng thấy tờ biên lai like thu tiền điện thoại trên bàn, lúc này Hải Lan mới hiểu được hóa ra vì vậy mà Trương Dương hắn mới biết được số điện thoại của mình. Rõ ràng đầu óc cùng lòng giả thằng nhãi này không thể nào của một thanh niên 20 tuổi được. Hải Lan thở dài nói, nghĩ thế nào cũng không ra, một tiểu hài tử như ngươi sao lại lắm mưu ma trước quỷ như vậy được nhỉ? Trương Dương cười nhạt nói, ngươi cho rằng mình rất lớn chắc. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú vào ngực Hải Lan. Hải Lan đang mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, những đường cong hoàn mỹ trên thân thập phần mê người. Trương Dương tất nhiên không ngu đến nỗi bỏ qua bất cứ một cơ hội nào được ngắm nhìn đại mỹ nữ. Hải Lan chừng mắt liếc nhìn Trương Dương, theo bản năng lấy tay che phần ngực mình lại, ta lớn hơn ngươi 5 tuổi, là 5 tuổi đó. Một thế hệ, nàng ta cố gắng nhấn mạnh khoảng cách giữa hai người. Ngươi có đúng hay không muốn ta gọi một tiếng a di? Nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng không phản đối. Hải Lan rõ ràng tinh thần đã khôi phục lại rất nhiều. Trương Dương vẫn vô liêm sỉ nói, hay là cứ gọi là bà cô đi thằng nhãi này vẫn nhịn không được mà cứ dán mắt vào cặp đồi núi đang nhấp nhô phập phồng kia. Hải Lan không nhịn được làm điệu bộ hung ác chừng mắt nhìn trương dương, hóa ra thằng nhãi này ban đầu đã định chiêu đùa mình, nói năng cực kỳ mập mờ, đúng là chẳng có được điểm nào tốt cả. Hải Lan cũng quyết định không có cùng trương dương tiếp tục cải tình cảnh cô nam quả nữ ở trong phòng riêng này nữa, tuy rằng làm vậy cũng không phải cho lắm, hơn nữa hành động của thằng nhãi này từ đầu tới giờ cũng được coi là tốt. thế nhưng dù cho không có chứng cứ Chẳng hiểu sao từ đáy lòng vị nữ phát thanh viên xinh đẹp này lại cảm thấy tiểu tử Trương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử này thực sự không có đơn giản như vẻ bề ngoài một chút nào, mà phải nói là cực kỳ nguy hiểm mới đúng." Hải Lan cầm lấy túi văn kiện nói, "Hồ sơ bên trong ta đều đã xem qua một lượt, xem ra tin tức phỏng vấn đại xã Hắc Sơn Tử thực sự có chút sơ suất. À, ta chính thức xin lỗi ngươi, phần thứ hai của chuyên đề tin tức ta sẽ xin đài truyền hình xóa bỏ đi." hy vọng trương chủ nhiệm sẽ không vì chuyện hiểu lầm này mà có cái nhìn không tốt về ta về đài truyền hình huyện xuân dương này chứ trương dương mỉm cười nói ta cũng chẳng cần quan tâm tới đài truyền hình những lời này nói xong đích thực là nói trắng ra hải lan dĩ nhiên là nghe ra ý tứ của trương dương trong đó phải chăng là hắn muốn lưu ý tới mình hải lan cũng bắt đầu có chút hoảng sợ tiểu tử này sẽ không sinh ra cái ý nghĩ gì xấu xa với mình chứ Thân là nữ phát thanh viên có tiếng của đài truyền hình thành phố, Hải Lan cũng có không ít người hâm mộ yêu quý, cho nên nàng ta cũng có rất nhiều phương pháp giải quyết vấn đề này. Thế nhưng dường như đối với tiểu tử này thì không thể dùng những lẽ thường mà hình dung được, có nên chăng vẫn cứ giữ khoảng cách nhất định với hắn là hơn. Hải Lan đang định nói lời tiến khách thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Trương Dương móc điện thoại ra nhìn, bên trên viết một hàng chữ nhỏ ca. "Muội hiện giờ đang ở đường Thanh niên." chạm điện thoại đối diện Hàn Lâm Các, có người theo dõi muội. Muội sợ. Trương Dương bỗng dưng từ trên sofa đứng bật dậy, sắc mặt đột nhiên tái mét lại. Hải Lan cũng nhìn ra là có chuyện, nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Lâm Các ở đường thanh niên là ở chỗ nào? Trương Dương đối với đường xá huyện Xuân Dương cũng không có quen thuộc lắm. Hải Lan tuy rằng cũng là mới chuyển tới, nhưng trùng hợp là cũng từng tới Hàn Lâm các vài lần, nhớ rõ nơi đó cách tiểu khu này cũng không xa lắm. Nàng ta nhỏ giọng nói, ra khỏi tiểu khu xuân chữ này thì dễ phải, tiếp tục đi thẳng, bao giờ thấy cái đèn xanh đèn đỏ thứ nhất thì quành phải đi tiếp không tới một km nữa là tới. Trương Dương gật đầu, vội vàng lấy cái áo ra trên giá treo, mặc vội vào rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài. Hải Lan cũng phải nhìn đến tròn mắt, đoán ra được là Trương Dương gặp phải chuyện gì đó cực kỳ quan trọng rồi, liền đứng dậy đi tới ban công cúi xuống nhìn, Thấy Trương Dương dùng một tốc độ kinh người từ hiên nhà loáng cái đã chạy tới cổng chính tiểu khu rồi. chương 23, nổi giận vì người đẹp. Ngoài trời vẫn mưa to gió lớn, quần áo trên người Trương Dương cũng đã ướt xuống từ lâu, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hàn lâm các. Trương Dương nhìn quanh một chút, quả nhiên có một cái bốt điện thoại công cộng đối diện hàn lâm các, thế nhưng trong đó lại chẳng có ai cả. Trương Dương đưa tay mở cửa bốt điện thoại, thấy cái ống nghe vẫn còn đang rơi rớt ở trên không, trên mặt đất còn vương vãi một chút máu, đáy lòng hắn nhất thời thắt chặt lại. Trực giác của hắn cho biết, nhất định triệu tính đã xảy ra chuyện gì rồi. Trương Dương trong lòng vẫn đang hoang mang mở cửa bốt điện thoại ra, trời thì mưa tầm tã, lại là hơn 12 giờ trưa nữa nên đường cũng ít người qua lại. Hắn liền tóm ngay một gã vừa đi ra từ bốt điện thoại công cộng bên cạnh, lớn tiếng hỏi, xin hỏi, lúc nãy người có hay không thấy một tiểu cô nương gọi điện thoại ở đây? Người nọ cuống quyết lắc đầu, Trương Dương cũng không nản lòng, lại tiếp tục tóm một gã gần đó, thế nhưng làm hắn thất vọng là bởi đã hỏi qua năm người, vậy mà cũng chẳng có ai thấy qua triệu tính cả. Trương Dương cũng buộc mình phải tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, thấy phía đối diện là Hàn Lâm các liền chạy nhanh qua bên đó. Một chiếc Santana màu nâu đỏ có rèm che đang phi nhanh trên đường, gã tài xế không nghĩ tới lại có người đột nhiên từ vỉ hè lao ra như vậy, giật mình sợ hãi tức tốc đạp phanh. Nhưng vì trời mưa to, bánh xe ma sát xuống đường trơn tạo thành tiếng rít chói tai, phía dưới bốn bánh xe đều thoát ra một làn khói nhẹ, tuy vậy do đường quá trơn nên xe cũng không có dừng lại ngay được mà vẫn cứ đang vùn vụt lao về phía trước. Trương Dương thấy vậy cũng không kinh sợ, nhẹ nhàng nhảy vọt lên cao, vượt qua cả nóc chiếc xe Santana nâu đỏ, lúc rơi xuống thì đã là tới làn đường bên kia rồi. Chưa hết, chỉ vì chiếc santana đi đầu này đột nhiên phanh gấp khiến một chiếc ô tô khác phía sau cũng không phản ứng kịp mà đâm sầm vào phần đuôi chiếc santana lại càng không may khi một chiếc khác lại tiếp tục nối đuôi đâm vào đuôi chiếc xe kia ba xe đâm nhau trên đường giờ đây làm thành một đống hỗn độn giao thông bị ách tắc cả một đoạn dài trương dương cũng chẳng thèm để ý đằng sau phát sinh chuyện gì cả vẫn cứ nhắm đến hàn lâm các bước vào trực tiếp đi tới quầy thu ngân hỏi một người bán hàng đại tỷ vừa rồi người có hay không để ý thấy một tiểu cô nương khoảng 17-18 tuổi gọi điện ở bốt điện thoại phía đối diện. Nữ nhân viên bán hàng mập mạp ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn cảnh tượng ba chiếc xe nối đuôi đâm nhau ở ngoài cửa, căn bản không có nghe rõ Trương Dương đang hỏi chuyện. Trương Dương trong lòng nóng như lửa đốt, tức giận vỗ vỗ mặt bàn nói ta đang hỏi người đó. Một người bán hàng khác thấy ánh mắt đầy sát khí của Trương Dương cũng thấy hơi sợ, thế nhưng ngoài miệng vẫn cứ nói cứng, người sao chẳng biết lễ phép gì cả, đây có phải cái chợ đâu mà ngươi quát tháo ẩm ý lên như vậy. Trương Dương hai mắt trừng trừng, cả giận mắng, nói mau. Nữ nhân viên bán hàng mập mạp giật mình một cái thì đã thấy ba gã tài xế bị tông xe đang đi tới. Trương Dương là đầu sỏ gây nên vụ đâm xe này, bọn họ qua đây tất nhiên là tìm Trương Dương nói lý lẽ. Trong ba gã tài xế trung niên thì gã tài xế có chiếc Santana là giận dữ nhất, bởi lẽ xe hắn cũng là loại đắt tiền nhất trong ba cái kia, chính vì vậy hắn cũng chẳng cần phải nói lý lẽ gì, trực tiếp vỗ vai trương dương lớn tiếng chửi rủa cái con mẹ mày chứ, có phải là chán sống rồi phải không? trương dương bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt đã phần đầy tơ máu toát ra sát khí đáng sợ, mấy gã tài xế cũng bị cảnh này dọa cho sợ chết khiếp. trương dương chỉ lạnh lùng nói, cút ngay, mẹ nó chứ, người có phải là thích ăn đòn rồi không? hai gã tài xế khác cũng tức giận mà hùa theo, đánh hắn đi gã tài xế cao lớn kia cũng động thủ, túm lấy cổ áo Trương Dương. Trương Dương chỉ nhẹ nhàng tay trái nắm cổ tay hắn, tay phải bóp cổ họng hắn, dùng lực một chút, vậy mà cái thân hình to lớn kia đột nhiên bị nhấc bổng lên, ném thật mạnh vào mặt kính quầy bán hàng nghe cái rầm. Một tiếng, tấm kính trên quầy bán hàng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, mấy đồ văn phòng tứ bảo văng tung tóe ra sàn nhà, làm nhân viên bán hàng cả đám khách mua hàng sợ quá hét toáng cả lên. Hai gã tài xế kia thấy tình hình không ổn, liền xoay người bỏ chạy hết. Trương Dương quay lại nhìn người bán hàng, giận dữ hét lên, nói mau. Nữ nhân viên hàng mập mập kia sợ quá mà cũng khóc váng lên không dám nói năng gì. Đúng lúc này thì Hải Lan cũng từ ngoài cửa đi đến, nàng ta nhìn một tràng cảnh toan hoang này mà cũng chết lặng người, tiểu tử Trương Dương này thực cũng gây tai họa quá lớn rồi. Mấy người ở đây đã trêu chọc gì đến hắn mà lại để hắn đập phá hết cả như vậy. Hải Lan cũng là thường hay đến đây mua đồ, liền nhận ra được nữ nhân viên bán hàng kia, nhẹ giọng hỏi, "Lưu đại tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?" Người bán hàng mập mạp kia sợ quá cũng chỉ khóc mãi không nói gì. Trương Dương giận dữ hét lớn, "Muội muội vừa rồi mất tích ở trạm điện thoại bên đường, chắc chắn nàng ta xảy ra chuyện rồi." Hải Lan cũng sợ hãi một lúc, thảo nào tiểu tử Trương Dương này lại hành động lỗ mãng như vậy, nguyên lai sự tình cũng khá nghiêm trọng. Nữ nhân viên bán hàng mập mạp nghe được Trương Dương nói vậy, cũng ngừng khóc, ngừng đầu nói, vừa. Vừa rồi, là có một tiểu cô nương tới gọi điện thoại ở trạm đối diện. Nhưng mà, nhưng mà một lúc sau có chiếc Cadillac đen chạy tới, bốn gã thanh niên bắt nàng ta lên xe rồi chạy đi. Đại khái, đi được 15 phút rồi. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới lần mình tới trường trung học huyện đưa đồ cho Trần Tuyết, đúng là có động mặt đám thanh niên kia đang chọc ghẹo nàng ta, cũng là mình ra mặt giải vây cho Trần Tuyết, chẳng lẽ bọn chúng là ghi hận từ lần đó bởi vậy mới tìm triệu tính trả thù. Nghĩ tới đây Trương Dương cũng thấy hoảng sợ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, kiệt lực khống chế tâm tình lại, lo lắng hỏi, đại tỷ, người có để ý đến chiếc xe đó chạy đi đâu hay không? Người bán hàng mập mạp tay run run chỉ hướng chính đông. Trương Dương gật đầu, lấp ví móc ra một tập tiền để lên mặt kính sứt mẻ, rồi quay người chạy thẳng ra ngoài. Tên tài xế to con đang từ trên mặt đất khó khăn lắm mới đứng dậy được, khàn khàn giọng mắng cái con mẹ ngươi chứ có gan thì đứng lại, nói thì nói vậy chứ hắn cũng không có cam đảm dám cản đường Trương Dương. Hải Lan một bên thấy Trương Dương đằng đằng sát khí như vậy, cũng đoán ra được là lớn chuyện rồi, cũng không giải thích gì cho người bán hàng kia, chạy đuổi theo Trương Dương. Trương Dương vẫy tay gọi một chiếc taxi, vừa chui vào xe ngồi xuống thì Hải Lan cũng chui vào theo. Trương Dương nhìn nàng một cái, cũng không phản đối gì, đánh tiếng cho tài xế một câu, chạy về hướng đông. Ô tô liền nổ máy chạy thẳng. Hải Lan lúc này mới nhẹ giọng khuyên bảo, Trương Dương, người bình tĩnh một chút đi. Trương Dương giận dữ hết, người bảo ta bình tĩnh như thế nào. Muội muội ta hiện giờ đang bị bọn lưu manh bắt cóc đi. Báo cảnh sát đi, người cứ đi tìm vô mục đích như vậy cũng không phải là giải pháp. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới cái biển số xe Cadillac đen là D8888, hắn thấp giọng nói ta nhớ biển số xe chiếc Cadillac đen đó là D8888. Thế nhưng Hải Lan đến huyện Xuân Dương này cũng được kha khá thời gian, cũng không có ấn tượng gì về cái biển số xe này cả. Tuy vậy chẳng hiểu sao trực giác của nàng lại cho biết, địa vị của đối phương sẽ không hề nhỏ chút nào. Gã tài xế taxi ngắt lời nói, biển D8888 thì chỉ có chiếc Cadillac của Xuân Dương Thái Tử ra chúng ta mà thôi. Trương Dương ngờ ngợ hỏi lại, Thái Tử ra. Tài xế gật đầu nói, chính là đại công tử Dương Trí Thành của Chủ tịch huyện Xuân Dương chúng ta, Trương Dương cũng không có ngờ đối phương lại có bối cảnh lớn như vậy, thế nhưng với Trương Đại Quan Nhân hắn mà nói, có hay không bối cảnh cũng đều như nhau, chỉ cần dám khi dễ muội muôi, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một thằng nào. Thái tử gia, chỉ là một thằng con trai của gã huyện lệnh mà cũng dám kêu thái tử gia. Thực muốn chán sống rồi. Sân phạm thượng, tại đại tùy chiều lúc ấy hẳn là chu di cửu tộc không sai. Trương Dương đề nghị nói, bác tài à, người có thể hay không giúp ta tìm được hắn, ta sẽ trả thù lao xứng đáng cho, thế nào? Tài xế do dự một chút, là muội muội của ta bị bọn họ bắt cóc đi, Trương Dương lúc này cũng phải xuống nước thỉnh cầu người khác. Gã tài xế cũng gật đầu, cũng được, nhưng mà là ta chỉ có thể tận lực giúp người tìm hắn mà thôi. Bọn họ cũng đều là tài xế đi thuê xe của công ty, bởi vậy trong mỗi xe đều có gắn bộ đàm. Gã tài xế này cũng được coi là người có nghĩa khí, ngày trước cũng có nghe qua không ít hành vi hèn hạ của thằng nhãi Dương Trí Thành kia, thấy muội muội của Trương Dương hiện tại bị hắn bắt cóc tự nhiên cũng thấy đồng tình. Hắn liền cầm bộ đàm lên cùng đám huynh đệ cùng làm tài xế trò chuyện hỏi thăm, xem bọn họ có hay không thấy chiếc xe Cadillac đen biển D8888 kia. Nhiều người giúp chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa một chiếc Cadillac đen bóng loáng biển D8888 thực là dọa người, bởi vậy cũng khiến không ít người phải chú ý. Rất nhanh cũng đã có tin tức, một gã tài xế taxi khác nói 3 phút trước hắn có thấy qua chiếc Cadillac đen biển D8888 dừng ở trước quán karaoke Ái Thần, nghe được tin tức này, tâm tình Trương Dương mới bình tĩnh lại được một chút. Gã tài xế taxi tên Ngụy Quân nhanh chóng hướng về hướng đông chỗ quán karaoke Ái Thần mà chạy tới, một bên lái xe, mỗi bên giới thiệu cho Trương Dương về quán karaoke Ái Thần. Nơi này là do Ngưu Văn Cường là con trai của cục trưởng cục tài chính huyện Ngưu Học Đông mở ra, liên quan mật thiết tới cả Hắc Bạch Hai Đạo ở huyện Xuân Dương này cũng có danh tiếng khá lớn, ít có người nào dám tới đó gây sự. Hải Lan nghe thấy cái mối quan hệ rắc rối phức tạp kia cũng đoán được sự việc lần này sẽ không đơn giản rồi, không biết trương Dương sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây. chạy tới đoạn giao nhau với đường quốc lộ phú dân thì xe dừng lại, xa xa cũng có thể thấy được quán karaoke ái thần. gã tài xế có chút ấy náy cười cười, huynh đệ à, ta cũng không dám đưa người tới đó được nếu để người ta trông thấy sau này ta cũng không sống được ở đất này nữa trương dương cũng thông cảm cho hắn lấy ví rút ra ba tờ xanh trả tiền xe ngụy quân cuống quýt nói không có nhiều như vậy đâu chưa nói xong trương dương cũng đã cùng hải lan xuống ô tô hướng đến quán karaoke ái thần mà chạy tới ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã hải lan nhìn trương dương một chút rồi nhỏ giọng nói để ta đi báo cảnh sát chạy được một lúc liền thấy chiếc xe Cadillac đen biển D8888 đỗ ngoài cửa, Trương Dương không nói một lời nào, trực tiếp đi tới bên đó, lại bị Hải Lan cầm tay giữ lại, đừng làm ẩu, quán lớn như vậy ngươi biết đi chỗ nào tìm bọn chúng. Vạn nhất kinh động đến bọn chúng chẳng phải là phiền phức hơn sao. Ngươi nói đi, phải làm sao bây giờ? Hải Lan cắn cắn môi anh đào, rất nhanh cũng có quyết định, để ta. Nàng ta kho người nhặt lên một viên gạch to, sau đó đi tới chiếc Cadillac đen, rồi hung hăng nện vào thân xe một cái. Ngay lập tức còi chống trộm của chiếc Cadillac kêu lên ẩm ý, đèn ở xe cũng chớp sáng liên tục. Trương Dương đứng xem ở xa xa, ánh mắt cũng lộ vẻ tán thưởng, đó chẳng phải là cách trực tiếp tìm người rất hữu hiệu sao. Cô nàng này cũng khá thông minh đó chứ. Ngay sau đó từ trong quán karaoke ái thần một gã đại hắn cao to khỏe mạnh đi ra, hắn phẫn nộ gầm lên, con đàn bà thối kia, mẹ nó chứ, người điên rồi, đột nhiên hắn cảm thấy da đầu căng lên tóc bị một bàn tay to phía sau giật ngược lại một thanh âm lạnh lẽo vang lên dương trí thành đang ở phòng nào gã đại hắn kia không nói gì định dùng khuỷu tay bất ngờ trả đòn trương dương đâu ngờ lại bị trương dương túm chặt tóc đập mặt hắn vào của kính trương dương hiện tại như sư tử đang phẫn nộ xuống tay đương hiên không có nhẹ nhàng gì gã đại hán kia bị trương dương túm tóc đập đầu vào cửa kính làm mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi rơi đầy trên đất đầu cũng rách toạc một mảnh, máu me be bét. Bất quá thằng nhãi to con này thân thể cũng có chút cường hãn, lại khá lì đòn, từ đất trực tiếp đứng dậy, thế nhưng Trương Dương cũng chẳng nói nhiều liền bồi thêm một cước vào bụng, gã đại hán vừa đứng lên lại nằm trỏng vó xuống đất. Thấy một màn này cả đám trai lẫn gái bên trong hét toáng lên, Trương Dương túm cổ áo gã đại hán hỏi lớn, Dương Trí Thành ở phòng nào? Gã đại hán kia cũng không còn nửa điểm dám phản kháng lại nữa, chỉ run run nói, 318 lúc này cũng có vài gã bảo vệ tay cầm rùi cui điện lao tới, Trương Dương lạnh lùng quát, không muốn chết thì cút. Bọn bảo vệ này cũng là dân giang hồ, hiển nhiên thế nào lại sợ một thằng nhãi con như Trương Dương, cả đám hùng hổ cầm rùi cui xông tới. Trương Dương căn bản không có để mấy gã nhãi nhép này vào mắt, đơn giản đi ba quyền tung hai cước đã đem cả bọn bảo vệ đều nằm sấp xuống sàn. Trương Dương cũng chẳng cần để tâm đến đám người đang la hét chói tai bên cạnh, hùng hổ lao lên trên lầu phòng 318 nhạc nhẽo mở ầm ý, ánh sáng thì lúc chấp lúc tắt, còn quả cầu thủy tinh ở giữa phòng đang không ngừng xoay tròn phát ra ánh sáng đủ màu. Dương Trí Thành cùng bốn gã thanh niên đang không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc ầm ý, cả đám giống lên cười hả hê, bị vây ở giữa là hai tiểu cô nương. Triệu Tĩnh cùng Trần Tuyết sắc mặt đã tái nhợt, các nàng đang gắt gao ôm chặt lấy nhau, co lại vào giữa đám. Triệu Tĩnh thì khóc như mưa cùng sợ hãi tột cùng, Trần Tuyết lại không khóc, chỉ có ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng cay nghiệt. Ánh mắt Trần Tuyết như vậy làm Vương Trí Thành hắn thấy không vui, đưa tay nghịch nghịch đám tóc Trần Tuyết, bị Trần Tuyết chán ghét né tránh. Dương Trí Thành kiêu ngạo cười to một tiếng, hất hàm trao đổi với bốn gã kia, sau đó năm người quay thành một vòng ùa nhau nhào tới, hai tiểu cô nương cùng hét lên chói tai. Cửa phòng bỗng nhiên bị người bên ngoài một cước đá văng, tất cả mọi người đều giật mình, thân ảnh cao to của Trương Dương xuất hiện ở cửa đang bị đè ngửa ở trên ghế sofa, triệu tính thấy Trương Dương tới, một bên khóc, một bên gọi to tiểu ca. Nàng ta cố sức giấy ra khỏi hai tên to béo, liều mạng chạy tới bên cạnh Trương Dương, thế nhưng cái tóc đuôi ngựa lại bị một gã mập mạp giữ chặt kéo trở lại. Trương Dương thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng phẫn nộ cực điểm. Thấy hai người triệu tính cùng trần tuyết quần áo vẫn còn có chút chỉnh tề, hắn biết chính là vừa tới kịp lúc, nếu như chậm một chút nữa thì sợ rằng các nàng bị làm nhục rồi dương trí thành thấy chỉ có mình trương dương tới cảm giác giật mình qua đi cũng chấn định lại được hắn lại vô liêm sỉ mắng to con mẹ nó chứ có phải ngươi chán sống rồi không cút ra ngoài cho ta trương dương lúc này lại thu liếm vẻ mặt giận dữ khóe môi lại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt vẻ mặt không còn một chút phẫn nộ gì nữa hắn cũng không có để ý tới dương trí thành chỉ hờ hững nhìn gã mập mạp kia nhẹ giọng nói nàng ta là muội muội ta gã mập mạp kia tên tống đại minh cha hắn là cục phó tri cục thuế huyện Xuân Dương, hắn thường ngày đều bám nuôi Dương Trí Thành như chó ngoan, tự nhiên cũng không có coi ai ra gì, làm điệu bộ hung thần ác sát trùng mắt nhìn Trương Dương, lão tử chính là muốn chơi đùa với muội muội của ngươi. Trương Dương lại nở nụ cười, thế nhưng nụ cười đó lại nồng đậm sát ý, hắn vẫn đang đứng chặn ở cửa, hiển nhiên là sẽ không một ai ở trong phòng này chạy thoát được. Trương Dương chỉ nhẹ nhàng nói Tống Đại Minh một câu, người thật không may. Tống Đại Minh buông triệu tính ra, cầm một chai rượu thủy tinh trên bàn sông tới Trương Dương, hắn nghĩ với hơn 200 cân thịt của hắn so với thằng nhãi nhỏ bé kia thì chưa xứng đáng làm đối thủ. Thế nhưng mạnh yếu không thể nào xem ở trọng lượng được, rất nhanh đã có đáp án. Tống Đại Minh hùng hổ sông tới, Trương Dương chỉ đơn giản cho hắn một quyền vào giữa mặt, đánh cho Tống Đại Minh bay ngửa người về phía sau, chai rượu trong tay cũng rơi xuống đất vỡ choang. Trương Chí Thành thấy Tống Đại Nhân là người có sức chiến đấu mạnh nhất cả bọn vậy mà cũng bị Trương Dương cho một quyền nằm thẳng cẳng, trong lòng hắn lúc này cũng thấy có chút sợ hãi, không tự chủ được mà buông cái tay nhỏ bé của Trần Tuyết ra. Trương Dương ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Đại Minh, cầm tay phải của hắn lên nói, vừa rồi chính cái tay này đánh muội muội ta phải không? Ngươi, Tống Đại Nhân nói cũng không thành tiếng nữa, chỉ thấy đôi tay nhỏ bé kia vận sức một cái, một tiếng rắc trầm thấp vang lên, hắn đau đến hết váng cả lên chẳng khác gì lợn bị chọc tiết, mồ hôi hột to như hạt đậu cứ thế lấm tấm từ trên trán hắn chảy xuống. Trương Dương vẫn cười hì hì nhìn hắn, tiếp đến cầm ngón tay út. Dương Trí Thành cùng ba gã còn lại cũng sinh lòng muốn chạy trốn. Trương Dương tựa hồ nhìn thấu tâm tư bọn chúng, lạnh nhạt nói, thằng nào dám trốn, ta chặt gãy chân. Vừa dứt lời, tay dùng lực liền bẻ gãy ngón út của Tống Đại Minh, Dương Chí thành cùng ba gã còn lại bị cảnh này dọa cho sợ đến nhũn cả chân đứng cũng không vững nữa. Bọn chúng là ngày thường oai phong lẫm liệt hoành hành ngang dọc, tại cái huyện Xuân Dương nho nhỏ này có ai là không biết bối cảnh của bọn chúng chứ, có ai là dám trêu chọc vào bọn chúng, lại càng không có người nào dám đắc tội tới đám cha ông của bọn chúng. Thế nhưng hôm nay bọn chúng lại gặp một người còn tàn ác hơn cả chúng, bẻ gãy hai ngón tay của Tống đại nhân mà mặt không đổi sắc, thực sự làm bọn chúng sợ vãi cả ra quần rồi đám dương trí thành còn bị dọa như vậy, huống chi triệu tính cùng Trần Tuyết chỉ là hai tiểu cô nương. Mới vừa rồi chạy tới cửa phòng, Hải Lan bắt gặp ngay cái cảnh Trương Dương bẻ gãy ngón tay Tống Đại Minh, cũng sợ đến hét to lên một tiếng, Trương Dương cũng không quay đầu lại, chỉ lặng lặng nói, mang các nàng kia đi trước, ta còn muốn chơi đùa với mấy thằng nhóc này một lúc. Dương Trí Thành khuôn mặt cũng tái xanh đi, chuyện tình ngày hôm nay là một mình hắn khơi màu, Tống Đại Nhân bất quá chỉ là một gã ăn theo vậy mà con bị bẻ gãy hai ngón tay. Đến phiên mình thì sẽ bị thành ra như thế nào chứ? Hắn cũng cố gắng chấn định nói, ngươi là muốn làm gì? Trương Dương mỉm cười đứng lên, đi tới trước mặt Dương Chí Thành. Bỗng nhiên hai tay không hề báo trước, tát cho hắn hai cái, máu cùng nước bọt lẫn lộn, hai má cũng sưng húp cả lên. Trương Dương lạnh lùng nói, ta còn đang bận, người tốt nhất là không nên mở cái miệng chó của ngươi ra, hải lan bây giờ đã thực sự tận mắt nhìn được sự uy dũng của trương chủ nhiệm nàng ta cũng biết rõ mấy gã thanh niên ở căn phòng này phía sau đều là những thế lực không thể trêu vào được hiển nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay thế nhưng nhìn lại hai tiểu cô nương tội nghiệp này đôi mắt thất thần như không hề để ý tới một màn uy phong lẫm liệt của trương dương mà vẫn đắm chìm trong nỗi sợ hãi bị làm nhục lúc nãy mặt hai cô bé vẫn trắng bệch không còn chút huyết sắc nào trần tuyết thì có vẻ chấn định hơn còn triệu tính thì như một con chim nhỏ bị kinh sợ, cứ gắt gao ôm chặt cánh tay Hải Lan. Thấy các nàng đáng thương như vậy, một điểm nhân từ lúc nãy trong lòng Hải Lan lập tức tan thành mây khói, cái loại công tử ăn chơi chắc táng này phải thẳng tay chừng trị. Bỗng nhiên một thanh âm ôn hòa từ phía sau Hải Lan vang lên, tiểu huynh đệ này xin dừng tay, có chuyện gì thì hãy từ từ nói. Người vừa lên tiếng chính là ông chủ quán Ngưu Văn Cường, hắn mặc một chiếc áo gió màu tím trông cực kỳ phong độ, theo sau là sáu gã bảo vệ, trong đó bốn gã mặt mũi bầm dập chính là mấy người lúc nãy không biết sống chết dám cản đường Trương Dương. Lúc Trương Dương xông vào quán karaoke ái thần làm loạn thì Ngưu Văn Cường đang ở bên ngoài làm ăn, nghe được quán mình gặp chuyện lúc này mới vội vàng trở về xem tình hình. Thấy tràng cảnh toan hoang trước mặt, hắn cũng thật sự thống hạn thằng nhãi Dương Trí Thành kia, căn bản hắn cũng chẳng ưa gì thằng nhãi này, chẳng qua là nể mặt ông già hắn là chủ tịch huyện, mà mình hiện tại vẫn là đang làm ăn ở trên đất người ta, nên hắn mới cấp cho thằng nhãi này chút thể diện thường ngày dương trí thành cũng thường tới đây ăn chơi đàm đúm cái tính nét kiêu ngạo của hắn cũng làm ngưu văn cường gặp nhiều rắc rối thế nhưng hôm nay thực sự là có chút phiền phức lúc ngưu văn cường trở về cũng được đàn em thông báo lại sự việc trong lòng cũng thống hận chửi rủa thằng nhãi dương trí thành một phen con mẹ nó chứ người tìm đại một chỗ muốn làm gì thì làm cho dù đến trụ sở nhân dân huyện gây loạt thì cũng còn ông già ngươi chùi đít cớ sao lại cứ đến chỗ ta gây phiền phức Người cậy có hậu phương vững chắc, cũng đừng có kéo ta liên lụy theo chứ. Tức giận là tức giận, còn bảo vệ vẫn phải bảo vệ. Như Văn Cường hắn muốn bảo vệ thằng nhãi Dương Trí Thành kia cũng bởi vì ông già sau lưng hắn là Dương Thủ Nghĩa Nguyên Chủ tịch huyện Xuân Dương. Nếu như Dương Trí Thành tại chỗ hắn bị sứt mẻ miếng nào, thì con đường làm ăn của hắn ở đất này sợ rằng cũng chẳng được yên ổn nữa. Trương Dương vốn đang trong cơn giận dữ, người khác nói gì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, lạnh lùng nói, không phải nói nhiều, cút qua một bên cho ta. như Văn Cường cũng cảm thấy buồn phiền, ta khinh, mẹ nó chứ, người dựa vào cái gì mà ăn nói ngang ngược như vậy. Tại cái huyện Xuân Dương này cũng chưa có người nào dám nói năng với hắn như vậy cả. Đang muốn phát hỏa thì nhìn sang bên cạnh, thấy Hải Lan đang ôm hai tiểu cô nương ở trong lòng, hắn liền nhận ra Hải Lan chính là nữ phát thanh viên xinh đẹp cũng không khỏi ngẩn người ra, nhận thấy chuyện này hình như có vẻ không ổn. Sao nữ phát thanh viên của đài truyền hình thành phố Giang Thành cũng ở đây? bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát năm tên cảnh sát trang bị đầy đủ vũ trang xông vào quán karaoke tới đây chính là đội đặc công do đội trưởng khương lượng cầm đầu khương lượng cùng như văn cường là có quan hệ cực kỳ mật thiết lúc như văn cường trên đường trở về quán đã đánh điện cho hắn bởi vậy như văn cường chân trước vừa về tới là khương lượng liền nối gót theo sau như văn cường có thể quan hệ thân thiết được với cả hắc bạch lưỡng đạo không chỉ bởi hắn là một người khẳng khái hào phóng mà trọng yếu hơn là hắn là một người có đầu óc, rất biết cách làm việc, biết nặng nhẹ. Hắn cũng biết trốn quan trường cũng phức tạp chẳng kém gì cái xã hội này, bởi vậy lúc xảy ra chuyện thì nên âm thầm xử lý gọn nhẹ, không đến lúc tất yếu thì không nên dùng cường thế, bởi lẽ ai biết được sau lưng người ta có đại thế lực nào thì sao. Khương Lượng cũng biết rõ đêm nay có đại công tử của chủ tịch huyện ở bên trong, hắn vốn cũng không muốn tới, thế nhưng vì phải nể mặt mũi người ta, cũng đành phải bất chấp khó khăn mà tới. Dương Chí Thành thấy cảnh sát tới, nhất thời cũng lấy lại được một chút dũng khí, lớn tiếng nói: "Đồng chí cảnh sát, các ngươi tới thật đúng lúc. Là thằng nhãi này lúc nãy đột nhiên xông tới hành hung chúng ta, còn dám cả gan bẻ gãy ngón tay bạn của ta, các ngươi nhanh bắt hắn lại." Dương Chí Thành vẫn nghĩ cục cảnh sát cũng chẳng khác gì nhà của hắn cả, nhìn thấy cảnh sát cũng như thấy người thân. Khương Lượng đương nhiên sẽ hướng về phía chủ tịch huyện bằng cả tấm lòng, thế nhưng cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài càng không thể làm điều gì bất công để người khác chỉ trích được mình. Hắn chỉ liếc mắt nói, người nói bắt ai cơ. Người tưởng mình là ai? Cảnh sát chắc, hắn ngoái nhìn Tống Đại Minh đang nằm dưới đất ôm lấy ngón tay rên rỉ từ nãy tới giờ. Lại nhìn Trương Dương đằng đằng sát khí đứng đó, thấp giọng nói, đem tất cả về đồn, tra hỏi rõ ràng. Nói còn chưa dứt lời đã bị ai đó đằng sau kéo kéo ống tay áo, xoay người nhìn lại hóa ra là cấp dưới của mình. Cảnh sát triệu đông lược, Triệu Đông Lượng đánh mắt cho xếp một cái rồi xoay người bước ra ngoài cửa. Khương Lượng biết hắn nhất định có chuyện muốn nhắc nhở mình, liền dặn dò đám cấp dưới tạm thời khống chế cục diện trong phòng rồi theo Triệu Đông Lượng tới phòng bên cạnh, như Văn Cường cũng đi theo. Triệu Đông Lượng nói nhỏ điều gì đó vào tai Khương Lượng, Khương Lượng nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Như Văn Cường cùng bọn họ cũng khá thân thiết, hỏi thẳng, Đông Lượng, có gì mà không thể nói ra được. Khương Lượng nóng mắt lớn giọng mắng một câu, mẹ nó chứ, người đúng là rách việc. Ngưu Văn Cường cũng sửng sốt. Khương Lượng sau đó lại thở dài, tiểu tử đánh người kia tên là Trương Dương, là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử. Ngưu Văn Cường vẫn chưa có hiểu thâm ý trong đó, hắn thì làm sao? Khương Lượng lại mắng thêm một câu nữa, ông chủ Ngưu ngươi trong mắt chỉ toàn có tiền mà thôi, một chút giác ngộ chính trị cũng không có. Ngươi đã nghe qua chuyện tình của Hàn Truyện Bảo bên công ty vận chuyển hành khách chưa? Ngưu Văn Cường hít một ngụm lãnh khí, người nói tiểu tử kia chính là người đánh hàn chuyện bảo lần trước. Khương Lượng cười lạnh, hàn chuyện bảo cũng có tiếng ở đất này, thế nhưng sau vụ đó lại bị ông già hắn là hàn duy chính cắt luôn cái chức trưởng ban bảo vệ, đến ngay cả đồn trưởng Vương Trung Khoa ở nhà ga cũng bị giáng chức, hiện tại bị điều về đại đội của ta làm cái chức phó ban, hơn 40 tuổi rồi mà vẫn phải ra đứng đường, người nói xem là tại vì sao. Có người nói rằng là hắn đắc tội với cục trưởng thiệu, thế nhưng những người trong nội bộ như chúng ta đều biết rõ sự tình hắn không chỉ có đắc tội với bí thư huyện ủy lý trường vũ mà còn đắc tội luôn với điền lão bản nguyên cục trưởng cục công an thành phố giang thành như văn cường nghe thấy chuyện còn phức tạp hơn cả trong tưởng tượng của hắn tâm tình cũng cảm thấy cực kỳ phiền muộn lấy bao thuốc rút ra một điếu rồi đưa qua cho khương lược thế nhưng hắn cũng không có nhận như văn cường cũng đành cười khổ nói người như vậy chẳng phải là để ta chịu chết một mình sao tuy rằng hắn biết rõ Khương Lượng sẽ không ngay lập tức vứt bỏ mối quan hệ từ trước tới giờ, thế nhưng từ hành động đó của Khương Lượng, hắn cũng hiểu rõ chuyện lần này Khương Lượng kia cũng không có giúp gì được nhiều cho mình cả. Như Văn Cường hắn có thể vỗ ngực xương tên ở cái đất này, tuy vậy những người kia đều là quan lớn, cực kỳ lớn là đằng khác, nếu như xử lý không ổn thỏa mà đắc tội với bất kỳ một phương thế lực nào thì sợ rằng hắn cũng không được sống yên ổn nữa. Như Văn Cường thấp giọng hỏi nhỏ, Khương đội trưởng, người xem ta nên làm gì bây giờ? Khương Lượng hờ hứng liếc mắt nhìn hắn, người hỏi ta, ta biết hỏi ai. Nói cho cùng chuyện này cả hai ta cũng đều không xử lý được. Một câu này cũng là nhắc nhở Lưu Văn Cường, sự tình càng lớn khẳng định sẽ càng bất lợi, nhỏ giọng nói, nếu không, ta đem chuyện này báo lên cấp trên. Khương Lượng cũng gập đầu, người nghĩ biện pháp thông báo cho Lý Bí Thư cùng Chủ tịch huyện biết, ta cũng báo chuyện này lên cục trưởng để xem bọn họ quyết định như thế nào. Nghĩ ra được biện pháp rồi, cả đám cuốn quyết đi gọi điện thoại, kể cả là trương dương hay dương trí thành, như văn cường hắn đều không dám nửa điểm đắc tội. dưới sự giúp đỡ của khương Lược, đem hai bên thế lực tách riêng nhau ra mỗi bên ở một phòng riêng, cũng đều được chiêu đãi tràn nước như khách quý. dù vậy như văn cường hắn cũng thực sự vẫn thấy buồn bực, thầm nghĩ mẹ nó chứ, các người gây chuyện, lại còn làm lão tứ phải xuất huyết, mẹ cái thói đời này chứ, làm kẻ dưới thực là bất công, bị chịu thiệt mà mặt vẫn phải tươi cười lấy lòng sau khi Trương Dương bẻ gãy hai ngón tay Tống Đại Nhân cũng không có tiếp tục điên cuồng trả thù nữa. Thứ nhất, Triệu Tĩnh cùng Trần Tuyết may mắn cũng chưa bị xâm phạm chút nào. Thứ hai, Trương Đại Quan Nhân hắn cũng biết chuyện này làm lớn hơn cũng không có lợi cho cả đôi bên, tuy rằng hắn thực sự có sát tâm muốn trừ khử Dương Trí Thành, thế nhưng cũng không thể làm lộ liễu trước bao nhiêu người như vậy được. Trương Đại Quan Nhân hắn còn muốn mở rộng con đường làm quan của mình, bởi vậy hắn mới tạm dừng tay, dừng tay cũng không có nghĩa là hắn sợ, mà là trong lòng hắn cũng đã có chủ ý. Chờ khi đêm tối thì sẽ từ từ cho thằng nhãi Dương Trí Thành kia biết thế nào là tứ chi phân liệt, chẳng phải hắn thích đánh con gái lắm sao. Ông đây sẽ làm cho mày không bao giờ còn cái ý niệm đó trong đầu nữa. Trải qua một phen tận tình an ủi của Hải Lan, hai cô bé cũng đã ổn định lại tinh thần được chút ít. Khương Lượng cũng điều tới một nữ cảnh sát lấy khẩu cung hai nàng, điểm này cũng chứng tỏ được Khương Lượng là người thông minh. Hắn muốn lấy khẩu cung trực tiếp tại hiện trường bởi hắn muốn kéo dài thời gian, hắn còn phải xác nhận rõ ràng thái độ của cấp trên về vụ việc này, chỉ có như vậy hắn mới dám nghĩ tới bước tiếp theo sẽ phải làm như thế nào. Lúc Lý Trường Vũ đang họp hội nghị thường vụ huyện ủy thì có điện thoại gọi tới, nghe được Trương Dương đánh con trai của chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa, trong lòng hắn cũng thấy nao nao. Hắn vẫn còn tưởng thằng nhãi này đang yên ổn làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình ở xã Hắc Sơn Tử không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới tận đây gây chuyện rồi lý trường vũ cũng nhíu nhíu mày tuy rằng hắn đối với việc trương dương bỏ công tác lên đây gây sự cũng thấy có chút khó chịu thế nhưng dù sao thằng nhãi đó vẫn nắm trong tay bí mật của mình chuyện này chắc cũng phải ra mặt dùm hắn điện thoại là của cục trưởng cục công an thiệu vệ giang gọi tới khương lượng báo lại đầu đuôi chuyện tình vừa xảy ra thiệu vệ giang cũng biết vụ việc này hắn cũng không có khả năng làm chủ được dù sao chuyện tình cũng liên quan tới hai ông lớn của viện xuân dương này một người là con trai chủ tịch huyện Dương Trí Thành, còn một người là Trương Dương, mà tiểu tử này với bí thư huyện Lý Trường Vũ có quan hệ không tầm thường chút nào. Lần trước xử lý vụ việc của công ty vận chuyển hành khách, thiệu vệ Giang Hắn cũng đã mất một phen công phu điều tra, theo như một số tin tức nói, tiểu tử Trương Dương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn tử này là con riêng của Lý Bí Thư. Chỉ là tin tức này cũng chưa được chứng thực, bất quá không có lửa thì sao có khói, chắc gì đã là người khác nói bậy. Thiệu vệ giang cũng từng thấy rõ rằng thái độ bao che của Lý Bí Thư với tiểu tử Trương Dương đó, vậy nên cũng nhân cơ hội này chiếm một chút cảm tình của Lý Bí Thư về sau càng có lợi cho mình. Thiệu vệ giang vốn muốn thăm dò ý tứ của Lý Bí Thư, nhưng không ngờ hắn chỉ nói một câu cụt mùn, đã biết. Sau đó ngắt điện thoại luôn. Thiệu vệ giang ở đầu dây bên kia cũng giật mình một cái, đây là cái ý tứ gì chứ? Chính mình vừa đem quả bóng đá qua, người ta lại hờ hững sút trả lại mình, chẳng nhẽ là muốn mình tự lo liệu chuyện này sao? Thiệu Vệ Giang cũng phải vò đầu tức tai suy nghĩ, chuyện này càng lúc càng khó giải quyết rồi. Bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện cũng đều là người không thể đắc tội, Thiệu Vệ Giang hắn định tiếp tục gọi điện cho chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, do so dự một lúc lại gọi cho đội trưởng đội hình sự Cát Xuân Lệ. Tuy rằng mối quan hệ mập mờ kia của Lý Trường Vũ với Cát Xuân Lệ được che đậy khá khín đáo, nhưng như vậy cũng không qua mắt được Thiệu Vệ Giang hắn nếu như không phải lý trường vũ tốn khá nhiều công sức thì sao một cảnh sát văn thư còn con như cát xuân lệ lại có thể liền một lúc thăng chức nhanh như vậy nếu như không phải là cực kỳ thân thiết với lý bí thư thì nguyên nhân vì đâu nguyên nhân trong đó không nói cũng dễ dàng hiểu được mà nói về việc của cát lệ xuân bí thư huyện ủy lý trường vũ cũng phải thiếu cục trưởng cục cảnh sát thiệu vệ giang hắn một cái đại ân tình nhưng mà cho tới tận bây giờ thiệu vệ giang hắn vẫn chưa có sử dụng đến cái đại ân tình kia hắn vẫn cứ để dành tới lúc tối hậu cần thiết mới đem ra sử dụng mà hắn cũng nghe phong phanh được con đường làm quan của lý trường vũ đang rộng mở thanh thang trong năm nay rất có thể sẽ được tiến thêm một bước nữa thiệu vệ giang hắn tuy không phải là lã bất vi thế nhưng hắn rất tin tưởng vào con mắt nhìn người nhìn thời thế của mình điển cố đầu cơ kiếm lời kia hắn cũng đã thấm nhuần từ lâu hiện tại cũng nên sử dụng một chút rồi cát xuân lệ nhận được điện thoại của thiệu vệ giang nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện một lượt Lập tức nàng hiểu ngay được điểm khó xử của hắn. Một người là bí thư huyện ủy, một người là chủ tịch huyện, chuyện này đối với Thiệu Vệ Giang mà nói đích thực là cực kỳ khó giải quyết ổn thỏa được. Mặt khác, Cát Xuân Lệ từ lâu cũng ẩn ẩn nhận thấy được là Thiệu Vệ Giang này cũng nằm trong số ít người biết được quan hệ bất chính của nàng với Lý Trường Vũ, tuy rằng không có căn cứ chính xác, thế nhưng chỉ cần nhìn cái cách hắn đối xử với mình như cấp trên vậy, Cát Lệ Xuân cũng đoán ra được. Lý Trường Vũ cũng không chỉ một lần ám chỉ cho nàng biết thiệt vệ giang này là một lão cáo già, vừa phải bảo trì được tôn kính, đồng thời cũng phải giữ khoảng cách ngang hàng. Thiệu vệ giang giọng nói cũng tràn ngập vẻ nặng nề tiểu cát à. Chuyện này ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý, ngươi thấy thế nào? Cát lệ xuân cũng thầm mắng lão cáo già thiệu vệ giang dối trá, chỉ là nghĩ tới hắn thực không có biện pháp giải quyết vụ này, với lại mấy năm nay cũng là hắn đặc biệt chiếu cố tới mình, thôi thì coi như báo đáp ân tình cho hắn vậy nghĩ thông suốt rồi, Cát Xuân Lệ cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Cát Lệ Xuân liền trực tiếp gọi điện tới phòng làm việc của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nhấc điện thoại lên, biết được đầu dây bên kia là Cát Xuân Lệ, liền đoán ngay ra được con cáo giả thiệu vệ giang kia cực kỳ khôn khéo biết cách chọn đường vòng cứu quốc, mỉm cười nói các đội trưởng tìm ta có chuyện gì vậy. Cát Xuân Lệ cười nhẹ một tiếng, giọng nói cực kỳ quyến rũ nhẹ nhàng nói cũng là chuyện về quán karaoke ái thần thôi thằng nhãi kia bắt cóc hai tiểu cô nương trong đó một người là muội muội của trương dương người xem thực là đáng chết hắn tưởng đây là thời đại nào phong kiến chắc lý trường vũ sau khi biết được nguyên nhân cũng thấy tức giận nội tâm giờ đây hắn mới thực sự muốn nghiêng về phía trương dương cát xuân lệ lại nói tiếp cũng may cảnh sát hợp vào đúng lúc ngoại trừ tống đại nhân con trai tống đại minh bị trương dương bẻ gãy hai ngón tay ra những người khác đều không có việc gì nếu không ta tới hiện trường xử lý một chút chờ một chút. Cát Xuân Lệ cũng không biết Lý Trường Vũ kêu nàng chờ là có chuyện gì. bất quá nàng luôn luôn nghe lời Lý Trường Vũ. nếu hắn nói chờ, nàng nhất định sẽ chờ hắn cả đời. Lý Trường Vũ cũng là muốn chờ xem hành động của Dương Thủ Nghĩa. bề ngoài thì chuyện này chỉ là ẩu đả giữa Trương Dương với Dương Chí Thành. thế nhưng sự tình phát triển tới tận bây giờ, thì đã chuyển thành Lý Trường Vũ hắn với Dương Thủ Nghĩa đánh cờ so đo thực lực. Dương Thủ Nghĩa so về niên kỷ thì lớn hơn hắn một chút nhưng luận chức phận cao thấp thì hắn ở huyện xuân dương này cũng chỉ đứng thứ hai lý trường vũ cũng không phải là cán bộ sinh trưởng ở địa phương này mà dương thủ nghĩa mới là người bản địa từng bước từng bước đạt được địa vị ngày hôm nay sinh ra cho xuân dương chết cũng vì xuân dương là câu khẩu hiệu của dương thủ nghĩa trong buổi nhận chức chủ tịch huyện ngoại trừ cái thằng con ngỗ ngược kia dương chủ tịch huyện hắn cũng rất được lòng dân chúng hắn cực kỳ am hiểu diễn thuyết và hùng biện tính tình lại thương dân cùng với lý trường vũ tạo thành bộ đôi cán bộ có phong cách làm việc khác nhau. Dương Thủ Nghĩa ở sâu trong lòng cũng bội phục Lý Trường Vũ bởi hắn từ trước tới nay cũng không có gây trở ngại tới công cuộc trình diễn tấm lòng cao cả để thu hút dân tâm của bọn họ. Hơn 10 vạn người ở huyện Xuân Dương này đều cho rằng hai người cán bộ cấp cao nhất của bọn họ vẫn là đoàn kết, làm việc cực kỳ ăn ý với nhau. Ủy ban nhân dân huyện với đảng ủy huyện là hai trụ sở khác nhau, cũng là hai tòa nhà khác nhau, nhưng lại nằm chung trong một khối kiến trúc tổng thể công tác chính trị thường ngày đảng ủy với ủy ban nhân dân là tách riêng nhau, ngoại trừ những buổi họp hội nghị thường vụ thì hai người cán bộ cấp cao nhất huyện Xuân Dương này mới gặp mặt. Nhưng ngày hôm nay, sau nửa tiếng, buổi họp hội nghị thường vụ kết thúc, Dương Chủ tịch huyện về văn phòng Chủ tịch nhắm mắt dưỡng thần 15 phút, nhìn ngoài sân vắng một lúc rồi lưỡng thững đi tới tòa nhà trụ sở đảng ủy. Chu Thiểu Văn là thư ký của bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, thấy Chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa quay lại liền đứng dậy ninh tiếp. Dương Thủ Nghĩa cười cười gật đầu, "Lý bí thư có đây không?" Tuy cũng đã lớn tuổi nhưng giọng nói hắn vẫn to khỏe rõ ràng lắm. Lý Trường Vũ bên trong phòng làm việc cũng nghe rõ mồn một tiếng của Dương Thủ Nghĩa, hắn cũng thấy gai mắt trước điệu bộ cậy già lên mặt của Dương Thủ Nghĩa, trong lòng thầm cười lạnh, thế nào? Người còn muốn lão tử phải ra tận nơi tiếp đón nữa sao? Chu Thiểu Văn nhẹ giọng trả lời, Lý bí thư lúc nãy cũng thấy có chút mệt mỏi, chắc là đang nghỉ ở bên trong, ta sẽ đi gọi ngài ấy dậy. Trong phòng làm việc của Lý Trường Vũ đặc biệt có riêng một buồng nhỏ, đó là nơi để hắn nghỉ ngơi. Chu Thiểu Văn vẫn thường dùng những lời này để nói lấy lệ với người khác, nhưng mà lần này lại là lấy lệ với Chủ tịch huyện, Phó Bí Thư Đảng ủy Dương Thủ Nghĩa. Nói là có lệ nhưng chỉ một câu nói đó cũng bao hàm đủ thành ý trong đó, cũng là cấp cho Dương Thủ Nghĩa một chút mặt mũi. Đại ý là người khác tới ta cũng không dám đánh thức Lý Bí Thư, thế nhưng là Dương Chủ tịch huyện tới thì ta không thể không gọi. Lý Trường Vũ ở bên trong lòng cũng thấy hài lòng, Chu Thiểu Văn này tâm cơ cũng cực kỳ linh hoạt. Tuy rằng Dương Thủ Nghĩa cũng thấy không thoải mái, cấp bậc hành chính thì cao hơn người rất nhiều, ta với Lý Trường Vũ cùng ăn cùng ngồi, người tưởng mình là ai? Một gã thư ký quen mà cũng dám làm khó ta sao? Thế nhưng làm quan tới cấp bậc này, Dương Thủ Nghĩa hắn cũng sớm đã luyện được cảnh giới nội tâm kiên định, dù bão táp mưa xa thế nào cũng không để lộ ra mặt, chỉ mỉm cười gật đầu. Lý Trường Vũ tuy chức vụ cao hơn nhưng cũng không có khả năng trước mặt Dương Thủ Nghĩa là mặt cao cao tự đại, hắn luôn biết một đạo lý đó là luôn phải lưu lại cho đối phương ba phần đường sống, cấp cho người khác lối thoát cũng chính là cấp cho mình một lối thoát. Hắn liền lớn tiếng nói, "Chủ tịch Dương, mời vào đây." Lúc Dương Thủ Nghĩa vào phòng làm việc của Lý Trường Vũ thì Lý Trường Vũ hắn cũng vừa từ buồng nhỏ đi ra, chỉ là hắn tính toán bước đi rất chuẩn, vừa vặn hai người gặp nhau tại cửa phòng làm việc. Hai người dường như đều hiểu ý lẫn nhau, đều cùng cười, kỳ thật trong lòng hai người cũng hiểu được đối phương nghĩ như thế nào, chỉ là không thể nói ra mà thôi. Lý Trường Vũ mời Dương Thủ Nghĩa ngồi ghế sofa, cầm bao thuốc rút ra một điều mời hắn. Dương Thủ Nghĩa tuy là kẻ nghiện thuốc nặng, thế nhưng lại không nhận cái ý tốt này, ho khan hai tiếng nói, gần đây ho cũng hơi nhiều, đang cai thuốc. Lý Trường Vũ nở nụ cười, Dương chủ tịch cai thuốc điều này có nên chăng là tin tức gây chấn động nhất huyện xuân dương chúng ta hay không dương thủ nghĩa cũng ha hả cười to lý bí thư à có chuyện cần thương lượng với ngươi một chút dương chủ tịch người cứ nói có chuyện gì chỉ cần phân phó ta một câu nếu ta có thể làm được nhất định sẽ làm hết sức dương thủ nghĩa cũng nghe ra những lời tràn ngập mùi dối trá này hắn cũng thầm mắng chửi lý trường vũ một hồi thế nhưng chẳng phải là câu dạo đầu mình đã cho hắn một cái cớ rồi sao Dương Thủ Nghĩa cũng chỉ đành thấp giọng nói, lưu hiệu trưởng học viện Giang thành công là đồng học cùng Lý Bí Thư phải không? Lý Trường Vũ gật đầu, lưu kha hiệu trưởng học viện Giang thành công đích thị là đồng học cùng đại học với hắn. Dương Thủ Nghĩa cũng làm bộ dạng như chút được gánh nặng nói, ta dự định để Dương Trí Thành nhà ta quay lại trường. Tuy nghĩ là vậy, nhưng mà người cũng biết đó, hắn hiện nghỉ học thời gian dài như vậy, cơ sở cũng không chắc, đối với thiết kế máy móc cũng không có gì hứng thú, người xem có thể hay không đánh tiếng cho lưu hiệu trưởng một chút để dương trí thành vào học khoa quản lý kinh tế thế nào lý trường vũ trong lòng cũng cười thầm dương thủ nghĩa chính là một lão cáo già hắn không có đả động gì tới sự tình ngày hôm nay thế nhưng những lời đó lại là gián tiếp biểu thị về phía mình muốn đem dương thí thành chạy về trường học đây là một cách nói biến tướng của sự yếu kém lúc dương trí thành còn học ở học viện giang thành công dương trí thành hắn chắc chắn cũng phải quan hệ qua lại với dương kha rồi vậy mà bây giờ coi như không biết chút gì, mà lại tới tìm mình nhờ vả, không cần nói cũng biết hắn tìm cơ hội ám chỉ cho mình biết. Dương thủ nghĩa là sợ mất sĩ diện, chuyện tình như vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể nói rõ ra được. Lý trường vũ gật đầu, chuyện tình của lệnh công tử, cứ để ta lo liệu đi. Dương thủ nghĩa cũng nghe ra được hàm nghĩa trong đó, sự tình ngày hôm nay bất kể nguyên nhân như thế nào đi nữa, trách nhiệm tại ai, Lý Trường Vũ cũng đáp ứng hắn là sẽ kết thúc, sự tình sẽ không làm lớn hơn nữa. Lý Trường Vũ cũng thẳng thắn tỏ rõ thái độ như vậy, Dương Thủ Nghĩa hắn cũng thấy có chút cảm động, hắn cũng đã nghe qua toàn bộ sự tình, chuyện này căn bản là con trai hắn đối lý, tuy người có là chủ tịch huyện đi trang nữa cũng không thể để con trai ngang nhiên bắt cóc hãm hiếp con gái nhà lành như vậy được. Mà hiện tại cũng là khoảng thời gian cực kỳ mẫn cảm, Lý Trường Vũ bước thêm một bước nữa trên con đường làm quan là điều chắc chắn rồi, vậy thì cái ghế bí thư huyện ủy kia sẽ để chống, Ngoài Dương Thủ Nghĩa Nguyên phó bí thư huyện ủy, kiêm chủ tịch huyện Xuân Dương ra thì còn ai ngồi vào đó được? Nhưng cũng không thể không loại trừ một vị bí thư khác được điều về, bởi vậy Dương chủ tịch dạo gần đây vẫn cứ biểu hiện vô cùng cẩn thận. Trước đó chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ của xã Hắc Sơn tử bị cháy, hắn vẫn giữ nguyên phương pháp trầm lặng, chỉ ngầm đồng ý đổ đệ cũ hồ ái dân cố một mình gánh gánh chịu trách nhiệm. Đã có người gánh chịu hậu quả, tất nhiên điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới năng lực của Dương chủ tịch huyện là hắn. Vậy nên hắn vẫn đang âm thầm chờ đợi cái ngày nào đó kia. Với Lý Trường Vũ này, Dương Thủ Nghĩa hắn trong lòng cũng thấy cực kỳ phức tạp. Từ cái ngày Lý Trường Vũ được điều về làm bí thư huyện Xuân Dương, Dương Thủ Nghĩa hắn cũng đã đấu đá gay gắt với vị tân bí thư này rất nhiều, cứ tranh giành, đấu đi đấu lại thẳng tới lúc Lý Trường Vũ lại sắp sửa được thăng chức lên làm phó thị trưởng thành phố Giang Thành. Lúc đó Dương Thủ Nghĩa mới nhận thức được, căn bản hắn với người ta không phải là đối thủ, hắn tuổi cũng không còn trẻ. Vậy nên cái chức bí thư huyện ủy thì hắn còn có khả năng được làm, đó cũng là giới hạn cuối cùng con đường làm quan của hắn rồi. Còn Lý Trường Vũ thì sao? Tuổi trẻ, công trạng lại cực kỳ xuất sắc, con đường làm quan còn rất dài, kể cả là bí thư thị ủy hắn cũng có khả năng làm tới. Đã định trước là không phải đối thủ rồi, vậy thì còn cường ngạnh đấu đá với người ta làm gì, chẳng phải là tự tìm khổ sao? Với tâm lý như vậy, hiển nhiên Dương Thủ Nghĩa cũng sẽ phải cười cười lấy lòng Lý Trường Vũ thế nhưng nhiều năm tranh đấu như vậy rồi, nói hòa giải là hòa giải được ngay sao? Trước kia hắn cũng đã cấu kết với một vài vị lãnh đạo chèn ép Lý Trường Vũ, nhưng mà cũng may, Lý Trường Vũ cũng không phải là kẻ lỗ mãng có thù tất báo. Tuy rằng hắn đối với vị dương chủ tịch kia không có mấy hảo cảm, thế nhưng muốn đi xa hơn thì phải biết tránh né tất cả mọi sự thù địch, cho dù trước mặt chỉ là một hòn đá nho nhỏ nhưng nó cũng có khả năng làm rách chân mình nếu như không cẩn thận. Ở trong mắt Lý Trường Vũ, Dương Thủ Nghĩa cũng chỉ là một vị khách qua đường trên con đường làm quan của mình mà thôi, quen biết được cũng chính là hữu duyên, hà tất phải toan tình nhiều. Lý Trường Vũ cùng Dương Thủ Nghĩa đều không có nhắc tới sự tình ngày hôm nay, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ một điều, Dương Thủ Nghĩa đã chủ động đến đây thăm hỏi Lý Trường Vũ, không chỉ nói về điểm chính trị tế nhị này, còn bởi vì hắn không muốn đứa con trai mình xảy ra chuyện gì. Nếu như nó mà có mệnh hệ gì, lấy tính tình luôn bao che con trai của hắn ra thì dù có phải trở mặt với Lý Trường Vũ, hắn cũng nhất quyết đòi lại một cái công đạo. Bày mưu tính kế ở sau, quyết định thắng bại ngoài ngàn dặm. Đây mới tố chất của một người cán bộ cấp cao, bọn họ chỉ cần nói chuyện vui vẻ, còn về phần đao kiếm máu chảy thì đó lại là chuyện của người dưới. Dương Thủ Nghĩa hắn cũng cảm thấy vui vẻ mà rời đi, nếu như Lý Trường Vũ đã cho hắn một lời chắc chắn, thì sau đó hắn cũng chỉ cần chỉnh lý lại một chút sự tình là được. Sau khi trở lại phòng làm việc, hắn liền gọi điện cục phó cục thuế tống thụ thành nghe được thanh âm đầy bi phẫn của hắn liền biết con trai hắn tống đại nhân bị thương không nhẹ tống thụ thành lòng đau thương không ngớt nói quá độc ác thằng nhãi đó thật quá độc ác hắn bẻ gãy hai ngón tay của đại nhân hắn còn là người sao là cầm thú mà chủ tịch dương chuyện này người phải làm chủ cho ta đó càng nghe càng giống như hắn đang mắng chửi dương thủ nghĩa hắn là cầm thú không bằng dương thủ nghĩa trong lòng cũng thầm chửi tống thụ thành người còn biết phép tắc là gì nữa không? Người còn biết là đang nói chuyện với ai hay không? Nhưng người làm cha như hắn cũng thông hiểu phần nào cho Tống Thụ Thành đang tâm tư rối loạn, con trai bị người ta biến thành bộ dạng như vậy, cha mẹ nào cũng phải đau xót. Dương Thủ Nghĩa cũng thở dài, đầu tiên an ủi Tống Thụ Thành hai câu. Tống Thụ Thành được lãnh đạo an ủi cũng cảm động rơi nước mắt, thế nhưng nghe được những lời đằng sau, hắn cũng không còn thấy thư thái như lúc đầu nữa. Dương Thủ Nghĩa nói, hai nữ tử kia là sinh viên trường trung học huyệt, hiện tại tâm tình các nàng đều rất kích động, thì nói cái gì đến đòi lại công đạo. Đồng chí Thủ Thành à, chẳng phải hàng ngày ta cũng đều nhắc nhở ngươi sao, không nên chỉ quá chú tâm đến công tác, cũng phải chú ý đến vấn đề giáo dục con cái chứ. Tống Thủ Thành cũng sửng sốt, những lời như vậy mà hắn có thể nói được à. Đại minh con trai ta là đi theo con trai người quấy rối nữ sinh, thế sao lại đem hết tội đổ lên đầu mình nó con ta không tốt, thế con người ngoan ngoãn lắm chắc. Đều không phải là con người xúi dục thì đại minh con ta có cho thêm một nghìn cái gan hổ cũng không dám làm những chuyện như thế, Tống thủ Thành đương nhiên hiểu được điều này. Đây là Dương Chủ tịch bảo hắn phải nuốt hết vào trong bụng, sự việc dừng ở đây. Dương Thủ Nghĩa hắn cũng đã dự tính, chuyện này đều là do một mình Tống Đại Minh quấy rối hai nữ sinh kia. Tống Thủ Thành hắn mặc dù là cấp dưới của Dương Chủ tịch, Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ để mặc người ta thích như thế nào thì sắp đặt mọi chuyện như thế đó. Con trai đã bị người ta biến thành cái bộ dạng như vậy, nếu như không vì hắn mà đòi lại chút công đạo thì còn đáng mặt làm cha nữa sao? Nghĩ đến đây, Tống Thủ thành hắn cũng lớn gan nói một câu, "Chủ tịch Dương, hai nữ tử kia ta sẽ xin lỗi cùng bồi thường, còn gã tội phạm làm hại con ta kia, ta quyết sẽ không bỏ qua." Dương thủ nghĩ đột nhiên ha hả cười một tiếng. Tống Thủ Thành đầu dây bên kia cũng cảm thấy trột dạ. Dương Thủ Nghĩa giọng điệu có chút hòa hoãn, Thủ Thành à. Tiểu tử Trương Dương là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, cũng là do Lý Bí Thư tự mình đề bạt đó. Nói xong câu này hắn cũng dừng lại một chút, cũng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đầu dây bên kia. Mãi một lúc sau Tống Thủ Thành mới mở lời, Chủ tịch Dương, người nói xem, chuyện này phải xử lý như thế nào. Uy hiếp được đối phương vốn dĩ là chuyện vui mừng, thế nhưng Dương Thủ Nghĩa hắn trong lòng vẫn thấy khó chịu cực độ, thằng nhãi này vừa nghe đến Lý Bí Thư huyện ủy cái là liền co vòi vào ngay. Tống Thụ Thành A à, Tống Thụ Thành, hóa ra là tận đáy lòng ngươi sợ Lý Trường Vũ hơn sợ ta. Bởi vì khó chịu trong lòng nên Dương Thủ Nghĩa giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều Thụ Thành. Ta khuyên ngươi cũng nên quên chuyện này đi, nếu như ngươi còn đi truy cứu trách nhiệm Trương Dương, người ta lại cùng hai nữ tử kia kiện ngươi ra tòa, đến lúc đó người ta chỉ bảo là phòng vệ chính đáng còn đại minh con trai ngươi, hắc hắc, cũng khó mà biện minh được. Một câu nói này của Dương Thủ Nghĩa đã đạp tan sự bất mãn lúc nãy của Tống Thủ Thành, hắn bây giờ mới ý thức được là lúc nãy do nóng giận bồng bột thiếu suy nghĩ mà nói ra như vậy, nếu như hắn mà còn muốn làm lớn, như vậy thì không chỉ đắc tội với bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, mà ngay đến cả lão đại Dương Thủ Nghĩa cũng ân đoạn nghĩa tuyệt, Tống Thủ Thành cũng len lén đưa tay lau mồ hôi trên trán nhỏ giọng nói Chủ tịch Dương à. Người cứ yên tâm đi, ta sau này sẽ quản giáo thật nghiêm đại minh, chuyện lần này cũng còn nhờ ngài chiếu cố chiều. Sớm biết như vậy có phải tốt hơn không? Dương Thủ Nghĩa trong lòng cũng thầm đắc ý, chỉ cần Tống Đại Minh một mình gánh chịu chuyện này, sự tình tất nhiên sẽ không còn dính dáng gì tới Dương Chí Thành con trai hắn nữa. Chẳng qua hắn thấy cũng có chút áy náy với Tống Thủ Thành, trước khi ngắt điện thoại hắn cũng nói một câu, lão cắt ở cục các người tháng 8 này sẽ nghỉ. Đoạn phía sau Dương Thủ Nghĩa cũng không nói nốt nhưng Tống Thụ Thành vẫn mừng như điên. Lão Cát là cục trưởng cục thuế huyện Xuân Dương, do một tay Dương Thủ Nghĩa bồi dưỡng mà lên, tháng 8 năm nay sẽ chính thức nghỉ hưu, thế nhưng số người mơ ước cái ghế này lại nhiều không đếm xuể. Chỉ riêng trong nội bộ tri cục thế cũng đã có 6 gã phó cục đều thèm rõ rãi cái ghế này rồi, mà Tống Thủ Thành hắn cũng không có nhiều ưu điểm gì, những lời lúc nãy của Dương Thủ Nghĩa chẳng khác nào một liều an thần dành cho hắn, đó cũng chẳng khác nào là phần thưởng bồi thường cho việc con trai hắn lần này phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Tống Thủ Thành thậm chí bây giờ còn thấy con trai mình chịu khổ một chút cũng đáng giá. Dương Thủ Nghĩa chậm rãi ngắt điện thoại, trên mặt vẫn là nụ cười khinh thường. Thằng nhãi Tống Thủ Thành này thực là không biết nghe lời, chỉ bằng chuyện còn con như vậy mà cũng dám đòi cái chức cục trưởng chi cục thuế sao. Tiếp sau đi, lão tử chỉ nói để người ta nghỉ hưu, cũng đâu có nói cho ngươi lên, nếu như để Tống thủ Thành nghe được những ý nghĩ này của Dương Thủ Nghĩa, sợ rằng hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, trực tiếp hạ sát lão cáo giả này luôn. chương 24, chị, em lại muốn làm loạn một. Sau khi đàm phám với Dương Thủ Nghĩa xong, Lý Trường Vũ liền gọi điện cho Cát Xuân Lệ, cũng nói cho nàng biết kết quả cuộc trao đổi. Cát Xuân Lệ cũng lập tức lên ô tô chạy tới quán karaoke ái thần, lúc tới nơi thì cũng đã là 4 giờ chiều rồi, ngoại trừ tống đại minh đang phải nằm viện thì những người khác vẫn đang bị giam lỏng ở đây khương lượng đang ở phòng khách tầng trệt cùng ngưu văn cường mặt đối mặt trầm tư suy nghĩ bởi vì chuyện tình khá phức tạp nên ngưu văn cường bắt buộc phải tạm thời đóng cửa quán thấy cát xuân lệ tới hai người đều đứng dậy nghênh đón tâm tình khương lượng cho tới bây giờ mới thả lỏng được một chút coi bộ chuyện này cũng có người đứng ra giải quyết rồi cát xuân lệ cười nói khương lượng người đem dương trí thành ra đây ta sẽ dẫn hắn đi Yes sir, Khương Lượng cũng cao hứng rõng rạc đáp ứng một tiếng. Như Văn Cường nhìn các xuân lệ, có chút tò mò hỏi, các đại đội trưởng, còn Trương Dương kia thì làm như thế nào bây giờ? Hắn đang nói thì đột nhiên có một người đẩy cửa đi vào, Như Văn Cường đang định mở miệng đuổi khách thì liền nhận ra đó là tài xế riêng của Lý Bí Thư Lưu Hải Đào. Hắn cũng có chút ngạc nhiên nói, Lưu ca, người tới đây làm gì vậy? Lưu Hải Đào cười cười nói, là tới đón người. Như Văn Cường liền nghĩ tới một khả năng, Trương Dương. Hắn liền hiểu rõ chuyện này coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Mọi người đều rời đi đương nhiên chuyện này cũng sẽ không tiếp diễn nữa, chỉ là nhìn lại một đống hỗn độn kia tâm tình hắn cũng không khỏi buồn bực. Lão tử có trêu chọc ai đâu cơ chứ, vậy mà người chịu thiệt thòi vẫn cứ là mình. Lúc này một cô gái ăn mặc xinh đẹp đi tới quầy ba, nàng ta là trợ lý riêng của Ngưu Văn Cường tên Lâm Yến, là nàng tới đưa điện thoại di động đưa cho Lưu Văn Cường. Tại những năm 90 này thì điện thoại di động cũng chẳng khác gì động vật quý hiếm cả, như Văn Cường hờ hững cầm điện thoại tới góc phòng trong ánh mắt đầy ước ao của mấy người ở đây. Người gọi tới là ông già của hắn, Cục trưởng Cục Tài chính như Học Đông, lão ta cũng phong phanh nghe được chỗ làm ăn của con trai có chuyện, nên mới gọi điện tới hỏi han sự tình. Biết được sự việc cũng đã được cấp trên giải quyết ổn thỏa, lão cũng thở dài nhẹ nhõm, thấp giọng căn dặn con trai một câu, Văn Cường à chuyện này cũng không đơn giản như vẻ bên ngoài đâu, người có hiểu không? Như Văn Cường dù sao cũng làm việc cùng ông già nhiều năm, mưa dầm thấm đất, với lại hắn cũng đã lăn lộn làm ăn trên giang hồ đã nhiều năm, hắc bạch hai đạo hắn cũng thấu hiểu ít nhiều. Lập tức liền hiểu thấu thâm ý trong lời nói của ông già, cung kính trả lời, ba, ta hiểu rồi, chuyện này ta sẽ tận lực giải quyết ổn thỏa, người cứ yên tâm. Hai đại thế lực phía sau đã ngầm thỏa thuận, đương nhiên sự việc sẽ rất nhanh bình ổn. Lúc Dương Chí thành nhận được điện thoại của ông già hắn, tuy rằng hắn cũng thấy không cam lòng, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Cát Xuân lệ rời đi. Còn Lý Trường Vũ trực tiếp kêu Lưu Hải Đào tới đây đưa Trương Dương đi cũng bởi vì hắn lo sợ thằng nhãi này chẳng may không chịu suy nghĩ gì, lại gây sự thì thực là phiền phức. Trương Dương thấy Lưu Hải Đào tới liền biết chuyện này chắc chắn đã kinh động tới Lý Trường Vũ rồi, toàn bộ sự việc không có thấy nhắc tới Lý bí thư nhưng hắn cũng hiểu rõ sự việc chuyện này được giải quyết nhanh gọn như vậy cũng là do một tay vị bí thư huyện ủy kia chỉ đạo. Trương Dương theo Lưu Hải Đào tới phòng bên cạnh, vừa ngồi xuống, Lưu Hải Đào đã tức giận bất bình mắng lớn một câu, thằng nhãi con Dương Trí Thành kia phải dạy dỗ hắn một trận cho chưa. Trương Dương cũng chỉ nhàn nhạt cười. Từ lúc Khương Lượng chạy tới thì Trương Dương hắn cũng biết chiến trường vụ việc lần này hẳn sẽ chuyển tới trụ sở ủy ban nhân dân huyện. Chuyện tình phát sinh tới mức này cũng là do Triệu Đông Lượng nhận ra được Trương Dương, Trương Dương cũng không hạ thủ nữa không phải vì hắn sợ cảnh sát, mà căn bản hắn cũng thấy phe mình chưa có tổn thất gì lớn cả, cũng không nên làm căng chuyện này quá, đến lúc cuối cùng cũng phải hòa giải đôi bên. Chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ ở xã Hắc Sơn Tử bị cháy cũng giúp hắn học hỏi được nhiều điều, chiến trường tàn khốc của trốn quan trường thường là tiến hành thầm lặng phía đằng sau, cứ làm dùm beng sự việc lên chưa chắc đã là tốt, thà rằng cứ âm thầm giải quyết sẽ dễ dàng cho cả đôi bên. Lưu Hải đào mãi vẫn không thấy Trương Dương biểu lộ thái độ gì, cũng có chút thiếu kiên nhẫn liền thấp giọng nói, ta nói Trương chủ nhiệm ngươi, chuyện này cũng là nên cho qua đi, muội muội ngươi cũng chưa bị tổn thất gì, hơn nữa hai ngón tay của Tống Đại Nhân cũng bị ngươi bẻ gấy. Trương Dương chừng mắt nhìn Lưu Hải Đào, tuy rằng rằng hắn mới chỉ làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử được có vài ngày, thế nhưng rất nhanh hắn đã lĩnh ngộ được khí thế áp nhân của quan lớn, chỉ là nghĩ ngợi lại một chút hậu quả sau này, hắn cũng chẳng muốn nói gì nữa. Trước thái độ như vậy của Trương Dương, Lưu Hải Đào cũng có chút bực mình, thế nhưng cũng chỉ đành giữ lại trong lòng, cật lực nhắc nhở mình phải bình tĩnh, không được nóng giận nhất thời. Trương Dương trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhạt, thấp giọng nói, hai tiểu cô nương kia vẫn còn đang học cấp 3, chuyện tình đáng sợ như vậy sẽ là đả kích to lớn tới tâm hồn bọn họ. Lẽ nào cứ như vậy mà bỏ qua? Lưu Hải Đào cũng phải nuốt khan nước bọt, Hắn cũng thực sự hối hận, tại sao lại tiếp nhận đi thuyết giáo tiểu tử Trương Dương này, so về miệng lưỡi cũng như tâm kế hắn thừa nhận là không bằng tiểu tử trước mặt này, chỉ nhỏ giọng tận tình khuyên bảo, bọn họ cũng không có tổn thất gì lớn lắm, không bằng cứ như vậy cho qua đi. Trương Dương cũng bực mình nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói ta muốn bồi thường. Hắn muốn bồi thường, Khương Lượng cùng như Văn Cường đồng thanh nói. Lưu Hải Đào cũng nặng nề gật đầu một cái. Khương Lượng thật sự cũng không nhịn được nữa khó khăn lắm chuyện này mới ổn định được một chút tiểu tử này tự dưng lại dở chứng đòi bồi thường tống đại minh bị hắn bẻ gãy hai ngón tay cũng còn chưa dám mở miệng đòi bồi thường thằng nhãi này lại dám mặt dày nói như vậy hắn cũng thấy có chút đau đầu nói ta đi tìm hắn thương lượng như văn cường lại kéo tay hắn ta cũng đi kỳ thực chuyện này cũng chưa tới phiên như văn cường hắn lên tiếng chẳng qua thân là ông chủ ở đây sự việc lại phát sinh ở quán của hắn cư nhiên hắn cũng nên ra mặt một chút Cùng Trương Dương trò chuyện, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm tình rồi, chỉ cần yêu cầu đối phương nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, hắn sẽ vui vẻ chấp nhận vô điều kiện. Như Văn Cường hắn cũng chỉ là con chốt thí của hai đại thế lực kia, ai bảo người uy quyền không bằng người ta, vậy nên hắn cũng chỉ đành cắn răng mà đi đàm phán với Trương Dương. Thái độ cung kính của Ngưu Văn Cường cũng làm Trương Dương có chút ngạc nhiên, Trương Dương nhìn lại một bọc giấy báo trên bàn một chút, liền đoán chừng chỗ này cũng phải tới một vạn nhân dân tệ, Ngưu Văn Cường mặt tràn đầy chân thành nói, "Chủ nhiệm Trương à, sự tình hôm nay phát sinh ở quán karaoke Ái Thần của ta, thân là chủ quán ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Ta cũng thực sự không biết thằng nhãi Dương Chí Thành kia làm cái chuyện tình đó ở đây, làm hai vị muội muội kia bị kinh sợ, ta cũng thực sự rất áy náy. Một vạn đồng này là tâm ý của ta, cũng mong bồi thường được chút ít thương tổn cho các người." Trương Dương cũng cầm bọc giấy báo đựng tiền mặt lên cất vào túi áo sau đó vỗ vỗ vai như văn cường nói yên tâm đi ta cũng là một người thông tình đạt lý sẽ không tìm ngươi gây phiền toái đâu như văn cường trong lòng cũng thống giận ta kinh ngươi thông tình đạt lý vậy sao lại thoải mái cầm tiền của ta như vậy ngươi nghĩ rằng là ta gây sự với các ngươi chắc lão tử cũng là thay mặt dương Chí thành bồi thường cho các ngươi mà thôi dù thống hận chửi rủa trương dương một hồi thế nhưng hắn biết rõ đằng sau trương dương là ai Cư nhiên trên mặt cũng không dám để lộ một chút bất mãn nào, chỉ cười cười nói, không đánh không quen biết, tuy rằng chúng ta mới đầu cũng có chút xích mích, thế nhưng ta cũng mong muốn sau này hai bên sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Trương Dương cũng nhàn nhạt gật đầu, tùy duyên đi, nói xong cũng đi thẳng. Trải qua chuyện này, Trương Dương cũng nhận thấy Nưu Văn Cường là một người khá thông minh, cũng biết cách khôn khéo xử lý sự việc. Lúc nãy cũng là Trương Dương hắn quá tức giận nên mới xuống tay mạnh như vậy kể cả đám cảnh sát tới hắn cũng chẳng coi ra gì thẳng cho tới lúc lý trường vũ cùng dương thủ nghĩa đặt thành hiệp định thì trương dương hắn liền hiểu được ngày hôm nay hắn cũng không thể làm gì được thằng nhãi dương trí thành kiên nữa bởi vậy nên trương dương hắn cũng chỉ còn cách chút giận nên đầu tiểu tử ngưu văn cường này thôi cũng may tiểu tử này là người biết lý lẽ ngoan ngoãn giao nộp một vạn đồng tiền bồi thường điều này làm trương dương cũng thấy hài lòng đôi chút trương dương cũng ngồi chung xe của lưu hải đào với hải lan cùng hai tiểu cô nương kia đi đâu đây? Lưu Hải Đào nhẹ giọng hỏi. Trương Dương vốn định đưa Triệu Tính cùng Trần Tuyết quay về trường, vẫn thấy trong mắt Triệu Tính đầy vẻ sợ hãi, hắn thực cũng không đành lòng, nghĩ đi nghĩ lại có nên chăng đưa nàng ta về nhà. Lúc này Hải Lan mới lên tiếng, không bằng để các nàng tới chỗ ta đi, nhà ta cũng khá rộng đủ cho ba người ở. Trương Dương cũng cảm kích liếc nhìn Hải Lan, nghĩ tới triệu tính cùng Trần Tuyết lúc này cần nhất là có người bên cạnh tận tình an ủi chăm sóc, không thể nghi ngờ Hải Lan là đối tượng thích hợp nhất. Nghĩ thông suốt rồi Trương Dương cũng đánh tiếng kêu Lưu Hải Đào tới tiểu khu Xuân Chữ. Trương Dương cũng không có vào nhà ngay, mà cùng Lưu Hải Đào đi mua chút đồ ăn rồi quay lại nhà của Hải Lan. Vừa bước vào của đã thấy Trần Tuyết, nàng ta vừa mới tắm xong, tóc tai vẫn còn ướt súng, bất quá vẫn cứ là khuôn mặt băng lãnh kia, cùng đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng lạnh lùng như mọi ngày, cho dù nhìn thấy Trương Dương sắc mặt nàng cũng không hề thay đổi nàng ta đang mặc một bộ quần áo ở nhà màu lam sẫm, trông có vẻ dài và rộng hơn so với thân hình nàng một chút. Chắc bộ đồ này là của Hải Lan cho nàng ta mượn tạm, chỉ là cái cổ trễ làm lộ một mảng da thịt trắng như tuyết. Trần Tuyết lạnh nhạt nói, người đã tới. Thanh âm bình tĩnh không chút dao động nào. Đồng dạng là vừa trải qua một trận kinh hồn bạt phía vậy mà dường như điều đó cũng chẳng gây ảnh hưởng chút nào tới nàng cả. Nếu như là cố gắng tìm chút thay đổi nào của nàng ta, thì cũng chỉ có ánh mắt là càng trở nên lạnh lùng băng lãnh hơn mà thôi. Với Trương Dương, người gần như hai lần cứu mình, Trần Tuyết cũng chẳng tỏ một chút thái độ nào, vẫn cứ lạnh nhạt như thường. Tuy rằng ngoại hình nàng ta phải nói là cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt, khuôn mặt lúc nào cũng băng lãnh kia của nàng ta lại gây cho người khác cảm giác không thể gần gũi nổi, khí chất như vậy cực kỳ khó thấy trên người những cô gái trẻ. Nàng ta trở nên như vậy có lẽ là do tuổi thơ nàng ta không có cái gọi là sung sướng cùng vui vẻ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Lại nói tiếp đến chuyện tình ngày hôm nay, triệu tính cũng có thể nói là bị Trần Tuyết liên lụy, tai bay vạ gió. Trần Tuyết hờ hứng cầm túi đồ trong tay Trương Dương, cũng không quên nhắc nhở nói, bỏ giày bên ngoài. Sau đó xoay người đi vào nhà bếp. Trương Dương cũng ngẩn người, nhà đầu kia sợ rằng chủ khách đảo lộn hết cả rồi. Bên trong liền truyền đến âm thanh đầy sợ hãi của triệu tính, tiểu ca. Trương Dương ngẩng đầu, thấy triệu tính cũng mặc một bộ quần áo ở nhà màu lam hai tay đang vò vò vào nhau ánh mắt vẫn tràn ngập sợ hãi trương dương nở nụ cười xong đổi dép đi trong nhà đáng tiếc ở đây đều là dép dành cho con gái hắn đi có cảm giác hơi chật hắn đi tới trước mặt triệu tính yêu thương nhéo nhéo hai má nàng khuôn mặt triệu tính cuối cùng cũng nộ ra được một chút vui vẻ kéo cô em gái cùng ngồi xuống ghế sofa nhẹ giọng nói hải lan đâu triệu tính chỉ chỉ một phòng tắm nhỏ bên trong nhỏ giọng nói, đang tắm. Trương đại quan nhân hắn nghe thấy mà cảm giác tim đập chân muốn chạy, nếu như không có hai cô bé này ở đây, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp đạp cửa sông vào. Triệu tính cắn cắn môi dưới, ca, ta thấy sợ, đôi tay nhỏ bé của nàng ta gắt gao ôm chặt cánh tay Trương Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dán chặt vào vai hắn, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, Trương Dương cũng phiền muộn vuốt vuốt mái tóc nàng, thấp giọng nói, người yên tâm, ca ca bảo đảm, sẽ không để ai trên đời này khi dễ ngươi nữa. Triệu tĩnh gật đầu, vành mắt đỏ lên, lúc này mới nhận ra áo khoác da của Trương Dương đã ướt súng từ lâu, vội vàng nói ca, nhanh thay quần áo đi, kẻo bị cảm bây giờ. Lúc này Hải Lan từ phòng tắm đi ra, mái tóc dài được cuộn tròn trên đầu, do tắm nước nóng mà khuôn mặt cười cũng trở nên hơi ửng hồng, chiếc khăn tắm màu trắng ngắn cũng kia cũng không che đậy nổi dáng vẻ yêu kiều mềm mại của Trần Tuyết, cả trên lẫn dưới một vùng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được đôi cặp bồng đào đang nhấp nhô phập phồng. Hải Lan thấy ánh mắt thèm thuồng của Trương Dương đang chăm chú ngắm nghiếm mình, khuôn mặt hồng cũng trở nên ửng đỏ vội vàng chạy ngay vào phòng riêng. Trương Dương vẫn thèm thuồng gắt gao nhìn vào những đường cong mê người phía sau của vị nữ phát thanh viên xinh đẹp kia, cảm giác như không thể kiếm chế được mình nữa, chỉ muốn chạy đuổi theo thân hình chết người kia. Triệu Tính cũng nhận thấy được ánh mắt tiểu ca có sự thay đổi, Nhẹ nhàng lay động cánh tay hắn, giọng nói cũng tràn ngập ngạc nhiên hỏi, "Tiểu ca, là anh biết chị Hải Lan à? Nàng ta rất nổi tiếng sao?" Trương Dương cũng không phản đối nói, "Người ta là nữ phát thanh viên xinh đẹp nhất thành phố Giang Thành, là đại minh tinh đó." Trương Dương cũng ha hả cười lớn, hắn đối với mấy cái văn nghệ giải trí này không có hứng thú lắm, sao lớn sao bé gì cũng mặc kệ tuốt, chẳng đáng để lão tử để trong mắt. Hờ hững đứng dậy đi tới nhà bếp, thấy Trần Tuyết đang hí hoái nấu nấu nướng nướng, thật là nhìn không ra, cô nàng thường ngày băng lãnh lạnh lùng như thế vậy mà xuống bếp cái là như biến thành một người khác vậy. Triệu tính cũng đi tới giúp, vì nhà bếp cũng khá nhỏ không chứa đủ ba người, hiển nhiên Trương Dương cũng chỉ còn cách đứng ngoài cửa mà nhìn hai tiểu cô nương kia nấu cơm, trong lòng hắn cũng thấy vui vẻ hơn vài phần. Hắn cũng thầm than, may mà hôm nay mình tới đúng lúc, không thì sợ rằng số phận các nàng từ giờ trở đi sẽ cực kỳ khó khăn, tự đáy lòng hắn cũng sinh ra một tia ý thức trách nhiệm, trách nhiệm của một nam nhân, của một người anh phải bảo vệ em gái mình. Trương đại quan nhân thầm nghĩ, cũng không biết Dương Trí Thành hắn trải qua chuyện này có biết tỉnh ngộ ra chút nào không, lại nhớ tới bẻ lũ nhãi danh này hồi nhau khi dễ chịu tính cùng Trần Tuyết, trong lòng Trương Dương lại cảm thấy tức giận, nhất định phải cho bọn chúng biết chữ chết viết như thế nào, để xem sau này còn đứa nào dám làm bậy nữa không. Trương 25, chị, em lại muốn làm loạn hai thay một bộ quần áo mặc ở nhà màu hồng rồi xuất hiện ở phía sau Trương Dương, Hải Lan kho khan một tiếng nói, này, xem ra có người nào đó muốn kiếm cơm ở đây rồi. Trương Dương xoay người lại cười cười nói, nghe nói Hải phóng viên muốn mở kho phát trần, ta ngửi được mùi thơm nên mới chạy tới đây. Người ba xảo, thấy Trương Dương toàn thân ướt nhẹp từ đầu tới chân, Hải Lan không khỏi lắc đầu, đi tắm đi, thay quần áo ướt ra, ta giúp người hong khô lại một chút. Trương Dương tắm rửa xong, Hải Lan cũng đã mang quần áo đi hong khô lại một chút rồi đặt ở trước cửa phòng tắm cho hắn. Vừa đặt đống quần áo xuống liền thấy cánh tay Trương Dương từ trong phòng thò ra sờ soạn lần mò đống quần áo rồi cầm trở vào. Hải Lan cắn nhẹ môi dưới, chính nàng ta cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Giữ hai cô bé kia lại có thể nói bởi vì đồng tình thương cảm, thế nhưng cũng chứa chấp luôn Trương Dương này ở lại, lại còn cho hắn sử dụng phòng tắm của mình nữa, vậy nguyên nhân vì đâu? Chẳng nhẽ là bởi vì chuyện lần trước mình đưa tin nhầm sự thật về Trương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình, nên bây giờ mới lương tâm cắn rứt. Hải Lan lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Trần Tuyết cùng Triệu Tính hai người cũng đã làm cơm tối xong, trên bàn cũng khá nhiều món, trông cũng cực kỳ hấp dẫn, đây cũng là thành quả hai tiểu cô nương này cùng hợp sức làm. Hải Lan cũng phải khen ngợi, các người cũng thực là khéo tay đó ta thân là tỷ tỷ vậy mà về phương diện này thực là thua xa hai người các ngươi đó. Mỗi người có một một sở trường riêng, ưu điểm của ngươi không phải là nấu ăn. Trương Dương mặc xong quần áo cũng đã đi ra. Hải Lan thế nào lại không hiểu được thâm ý trong lời trêu chọc này của Trương Dương, hung hăng chừng mắt nhìn hắn, việc gì liên quan đến ngươi. Con gái bọn ta nói chuyện với nhau ngươi lại ở đó nghe trộm, thật không biết xấu hổ. Trương Dương cũng vui cười nói, hiện tại là thời đại dân chủ, Nam nữ bình đẳng, người đừng có dở cái giọng nữ quyền đó ra nữa. Triệu tĩnh nhìn qua nhìn lại Hải Lan với tiểu ca, thấy hai người họ cứ lời qua tiếng lại không ai chịu nhịn ai, mỉm cười nói tiểu ca, lan tỉ, an thôi. Lúc này hai người mới chịu thôi đấu khẩu, cùng ngồi xuống bàn ăn. Hải Lan đặc biệt mở một chai Chivas 12 năm ra uống, đây là của một người bạn bên Scotland đặc biệt tặng cho nàng, hai tiểu cô nương kia thì không uống được rượu nên lấy nước chay thanh thế. Trương đại quan nhân hắn thì trước giờ chưa có được thưởng thức qua rượu ngoại, uống được một một ngụm liền thấy một mùi lạ dập dờn ở cổ họng thấy khó chịu vô cùng, giật mình nói, rượu này thối rồi. Lời vừa nói ra thiếu chút nữa làm hải lan phun cả đám rượu ở trong mồm ra, cố nín cười nhưng vẫn không tự chủ được run run một cái, cố gắng nuốt ngụm rượu xuống chu miệng mắng, người có biết thưởng thức rượu không vậy? Đây là rượu Chivas 12 năm nổi tiếng của Scotland, thế nào? Người chưa từng nghe qua à? thế nhưng câu tiếp theo của trương dương lại làm hải lan tức giận kinh khủng ta xem ngươi cũng đâu phải dạng người sùng ngoại đâu rượu này có vị gì giống như nước tiểu quá vậy thực là khó uống mà còn không bằng rượu sái của ta trương dương lúc nãy mua đồ ăn cũng thuận tiện làm luôn một chai rượu sái chỉ là vừa rồi thấy hải lan cũng cầm ra một chai nên mới không bỏ ra nữa thế nhưng làm hắn thất vọng là cái loại rượu chi chi gì gì đó mùi vị thực không bằng rượu sái chính cống sản xuất trong nước liền bỏ chai rượu lúc nãy mới mua lên bàn, tự rót đầy cho mình một chén, cầm lên cười tủm tỉm nói ta yêu tổ quốc ta, ta tự hào rượu sái nước ta. Hải Lan trông thấy bộ dạng đắc ý của Trương Dương, hận không thể đem cả chén rượu tưới lên đầu hắn được, đành lườm hắn một cái rồi nâng chén rượu chứa đầy thứ chất lỏng màu hổ phách lên, động tác cực kỳ tao nhã nhấp một ngụm nhỏ. Trương Dương cũng phải tròn mắt ra nhìn, lần đầu tiên hắn mới thấy được có người uống cái thứ rượu tầm thường kia làm ra một động tác tao nhã đến vậy, đôi môi anh đào mở ra khép vào cực kỳ nhẹ nhàng thanh thoát. Hải Lan cứ tưởng động tác uống rượu tao nhã quý phái của mình làm tiểu tử Trương Dương kia phải thẫn thờ ngồi nhìn như vậy, nhưng thật ra là thằng nhãi này lại đang thưởng thức cái hình ảnh mở ra khép vào đôi môi anh đào của nàng, trong đầu liền hình dung ra nhiều thứ tả ác, bởi vậy hậu quả làm cho thứ tự hào nhất của nam nhân đang ngóc đầu lên. Thế nhưng rất nhanh Hải Lan liền nhật ra cái ánh mắt thèm khát của Trương Dương, trong lòng cũng thống giận mắng chửi thằng nhãi chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình háo sắc này một trận bỗng nhiên nàng lại chợt sinh ra cảm giác muốn trêu đùa thằng nhãi này, cái chân phải trắng nõn dưới bàn lặng lẽ rời khỏi dép, nhẹ nhàng đặt lên bàn chân to của chủ nhiệm trương. Trương đại quan nhân cũng giật mình một cái, làm đám rượu đang đi xuống trong cổ họng bị sặc ngược trở lên mũi, hắn sắc mặt đỏ bừng, ho khan kịch liệt đứng lên. Vừa dịu đi được một chút triệu tính liền đưa qua cho hắn cốc nước, trương dương mau lẹ cầm lấy uống một ngụm lớn. Quay lại thấy hải lan trên mặt đang cười cười đều, trong lòng liền biết là nàng ta lúc nãy trêu đùa mình. Trương Dương cũng không có giận, mà ngược lại lại cảm thấy kích thích, thực là một tiểu yêu tinh quyến rũ chết người. Trên mặt vẫn duy trì dáng điệu quân tử phong độ, nâng chén rượu sái lên, cười cười nói, "Phát Thanh Viên Hải, hôm nay cũng nhờ ngươi giúp đỡ nhiều. Nào, ta kính ngươi một chén." Hải Lan cũng gật đầu, cũng nâng chén Chivas lên cùng ly với hắn, bất thình lình cái bàn chân to ở bên dưới tấn công chân Hải Lan. Hải Lan chỉ cảm thấy bàn chân trái bị một luồng nhiệt ấm áp đè lên, cố gắng dẫy ra, lại bị Trương Dương đè cứng lấy, một lúc cũng không dẫy ra được. Trong mắt Trương Dương tràn ngập dục hỏa, Hải Lan cũng phải gượng gạo cười cười cho đỡ xấu hổ, nàng ta bỗng nhiên nhận ra lúc nãy trêu đùa thằng nhãi này, thực chẳng khác gì nghịch lửa, bây giờ chính mình bị lửa thiêu, hiện tại bị thằng nhãi Trương Dương tấn công mãnh liệt, nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Cố gắng uống xong chén rượu, cười yếu ớt nói ta đi lấy cơm. Trần Tuyết lại hào hiệp xin đi đánh giặc nhanh nhẹn nói, để ta đi. Hải Lan cũng đành cười khổ, bất lực liếc nhìn Trương Dương. Trương Dương trên mặt lại nở nụ cười xấu xa, cảm giác được cái chân nhẫn nhụi mềm mại bên dưới, ra thì tiếp xúc trực tiếp, cảm giác kích thích này làm hắn thấy nhộn nhạo trong lòng mãi không thôi. Hải Lan lúc này mới biết rõ sự tranh lệch sức lực giữa nam và nữ, trong đầu đang vội vàng tìm đại một lý do nào đó rời đi, bỗng nhiên điện thoại ở phòng khách đổ chuông, thực sự là quá đúng lúc. Trương Dương rốt cuộc cũng nhượng bộ, thả chân ra để nàng ta đi nghe điện thoại. Hải Lan như chút được gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, đi tới phòng khách cầm điện thoại lên nghe. Chỉ là do Hải Lan muốn mau chóng thoát khỏi tình cảnh xấu hổ kia mà vội vã đi nghe điện thoại nên đi khá vội vàng, nếu như thật tỉ mỉ để ý thì chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt trắng hồng của nàng ta cũng bị thằng nhãi Trương Dương ghê tởm kia bức ép tới đỏ bừng cả lên. Trương đại quan nhân hắn cũng đáp trả lại Hải Lan là một nụ cười đắc ý đầy hãnh diện. Chỉ là lúc Hải Lan nghe được giọng nói trong điện thoại, nụ cười vui vẻ từ nãy tới giờ trong nháy mắt đã vụt tắt, ánh mắt cũng ngưng trọng hơn, trầm ngâm cả nửa ngày trời. Một lúc sau mới thấy nhỏ giọng nói, "Ta khỏe." Sau đó lại trầm mặc như cũ. Trương Dương ở xa vẫn chú ý tới nhất cử nhất động của Hải Lan, hắn cũng nhận thấy cú điện thoại này ảnh hưởng cực kỳ lớn tới nội tâm nàng ta. "Ta muốn nghỉ ngơi một chút." Hải Lan nói xong cũng buông điện thoại xuống, quay về bàn ăn khuôn mặt đỏ ửng cười thẹn thùng lúc nãy cũng đã tiêu biến, thay vào đó lại là cảm giác nặng nề u buồn. Nàng ta cũng không nói gì, chỉ trực tiếp cầm cốc rượu Chivas trên bàn một hơi uống cạn. Trần Tuyết cùng Triệu Tính cũng đều nhận ra sự thay đổi tâm tình của Hải Lan, Trần Tuyết nhỏ giọng nói, Hải Lan tỉ tỉ, hay là chúng ta cũng nên trở về thôi. Mãi tới lúc này Hải Lan mới như người trong mộng tỉnh dậy, miến cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, nhà đầu ngốc, trời bên ngoài tối như vậy, nhỡ gặp kẻ xấu thì sao? Phòng ta cũng đã chuẩn bị rồi, các ngươi đêm nay cứ ở lại đây với ta đi. Ăn cơm tối xong được một lúc, Trần Tuyết cùng Triệu Tính cũng đều đã sớm vào phòng ngủ rồi, dù sao chuyện tình xảy ra ngày hôm nay cũng đã gần như vắt kiệt sức lực hai tiểu cô nương này. Trương Dương cũng định cáo từ, thế nhưng lại bị Hải Lan nhẹ giọng gọi lại, đi với ta một chút. Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của nàng ta, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tiếc thương gật đầu đồng ý, theo bản năng nhìn nhìn lại phòng ngủ Trần Tuyết cùng Triệu Tĩnh một chút. Hải Lan cũng cố gắng nhịn cười, chẳng biết thằng nhãi này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chỉ chỉ tay lên phía trên nhỏ giọng nói, chúng ta lên sân thượng uống rượu. Hải Lan cũng thuận tay cầm theo chai Chivas còn dở cùng hai chén uống rượu trên bàn, đi tới cái cầu thang xoắn ốc phía góc phòng. Trương Dương cũng đoán được nàng ta lúc này trong lòng thấy trống giống cùng cô độc, thân là nam nhân hắn cũng nên chia sẻ an ủi nàng ta một chút, vì vậy cũng không ngần ngại theo đi lên sân thượng. Cái phòng nhỏ trên mặt sân không gian trống cũng không có nhiều, hầu hết toàn là để đồ nghệ thuật, vài bức tượng thạch cao, mấy bức tranh xếp một chỗ, trên giá vẽ còn một bức đang vẽ dở. Toàn cảnh bức tranh chỉ là một cơn lốc sặc sỡ đủ màu sắc, thế nhưng lại có một chiếc là vàng khô đang bay dập dờn trôi nổi trong đó. Tuy rằng trương đại quan nhân hắn năng khiếu thưởng thức tranh với giám định tranh gần như bằng không, thế nhưng hắn cũng cảm nhận thấy tâm hồn của người vẽ tranh lúc đó, một sự cô độc, bấp bênh, không chỗ bấu víu trong cái xối xả của xã hội. Hắn thực cũng có chút bực mình, cái cô nữ phát thanh viên xinh đẹp này mặt tiền trông ngon lành là thế, vậy mà lại sản sinh ra cái nội tâm cô độc như vậy, trương đại quan nhân hắn cũng phải lắc đầu tiếc nuối. Hải Lan đang đứng ở ngoài ban công, dáng điệu yêu kiều hướng hắn vẫy vẫy tay. Bầu trời đêm đã buông xuống, một vòng trăng sáng tròn vẫn lững lờ treo trên không, một sự yên tĩnh phủ trùm toàn thành phố. Phố lớn ngõ nhỏ cũng đều yên tĩnh đến lạ thường. Bây giờ cũng đã là 10 giờ tối, mọi nhà cũng đều đăng đèn, từ chỗ ban công hai người bọn họ đứng nhìn ra, toàn thành phố đang đắm chìm trong màn đêm, trên màn đêm ấy lại có vô số ánh sáng nhỏ lung linh như những ngôi sao trên trời kia. Hải Lan Tâm Tình cũng thấy khá hơn, cầm chén uống một ngụm lớn, mẹ ta từng nói, đàn bà trên đời này đều phải chịu khổ. Trương Dương cũng chỉ cười lắc đầu, chỉ cần có thể được sống hạnh phúc, chịu khổ cũng có đáng là gì. Đối với trương đại quan nhân hắn mà nói, người đã gần như sống hai kiếp người như hắn đã là một đại ân huệ quá lớn của ông trời rồi, hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ oán hận số phận này nữa. Hải Lan hiển nhiên sẽ bất đồng quan điểm với Trương Dương ở điểm này, chỉ nhỏ giọng nói, có đôi lúc ta thậm chí còn tưởng rằng người ta phải có năng lực mới có thể được sống yên ổn vĩnh viễn. Không cần lo lắng những tranh đấu trong cuộc sống, cũng không cần suốt ngày phải lo sợ người ta sẽ dối gạt mình. Trương Dương cũng nhắm mắt nhắm mũi tu hột hơi hết chén rượu ngoại khó uống kia, chẳng qua uống vài lần, cũng nhận ra được đồ này thực cũng có chút mùi vị. Trương đại quan nhân hắn với rượu ngoại cũng như đứa trẻ mới lớn, có thể coi đây cũng như bước thang đầu tiên trên con đường thưởng thức rượu ngoại đi. Hải Lan bỗng nhiên có cảm giác như đàn gảy tay châu, sợ rằng nỗi lòng buồn khổ này thằng nhãi kia không thấu hiểu được, mà nếu như hắn hiểu, cũng chưa chắc mình đã nói cho hắn nghe, dù sao Trương Dương với nàng ta cũng là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Chỉ là lúc này Hải Lan không phải cần một người chi kỷ, mà là một người biết lắng nghe, một người bạn rượu, mà điều này thì đối phương là nam hay nữ cũng đều không quan trọng, là quen hay không cùng đều giống nhau cả, mà quan trọng là mình cũng chỉ cần hắn đứng đây uống cùng rượu với mình, cùng thưởng thức cái ánh trăng trong trẻo trong đêm đen lạnh giá ngày hôm nay, thế là đủ rồi. Khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn vầng trăng trong trẻo trên cao, dường như ánh trăng sáng trong kia cũng vì người đẹp dưới này mà như hóa thành xương trắng, lững lờ bay xung quanh người con gái đẹp cô độc đứng đó một mình. Trương Dương cũng ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh tượng của thiên giới này, nàng giờ đây tựa như một đóa hoa bách hợp trắng tinh khiết đang từ từ nở rộng trong màn đêm tối tăm này. Hải Lan cũng nhận thấy nam nhân kia từ nãy tới giờ cũng không có động đậy gì, cứ như hắn đang hòa mình vào màn đêm, cũng tạo nên một cảm giác cô độc tịch mịch như mình, nghĩ tới đây Hải Lan đối với gã nam nhân phía sau kia sinh ra một loại cảm kích từ đáy lòng. Trương Dương cũng tiến tới Lan Can, cùng nàng ta sóng vai đứng đó, gió đêm nhẹ thổi mang theo mùi thơm thân thể Hải Lan bay tới bên người Trương Dương. Trương Dương cũng học Hải Lan, làm điệu bộ cực kỳ tao nhã đưa chén rượu lên nhấp một ngụm, thế nhưng do không cẩn thận làm một chút chất lỏng màu hổ phách kia tràn cả ra miệng, Hải Lan cũng không nhịn được nở nụ cười duyên. Đã thấy tốt hơn chưa? Hải Lan gật gật đầu, bởi vì còn có ngươi, ta bỗng nhiên cảm giác được so với ta thì trên đời này còn nhiều người bất hạnh hơn nhiều. Trương Dương cũng có chút bực mình nói, so với người thì ta đến tột cùng là bất hạnh hơn ở chỗ nào. Hải Lan thản nhiên cười, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Trương Dương, mà chỉ lặng yên cầm chén rượu lên một hơi uống cạn, nhiều lúc thà rằng sảng khoái một hơi uống cạn sẽ tốt hơn rất nhiều khi cứ lúc nào cũng rụt rè nhâm nhi một chút như vậy. Hải Lan cười nói, người còn trẻ, không hiểu cái cuộc sống này đáng sợ dơ bẩn đến nhường nào đâu. Rồi cũng có một ngày người cũng nhận ra được bản chất cuộc sống này, lúc đó ngươi cũng sẽ chẳng còn thiết tha tới mộng đẹp của mình nữa đâu hải lan giọng điệu cũng giống như một người tỷ tỷ giáo huấn em trai mình trương dương cũng thấy không phục hỏi ngược lại vậy mộng tưởng của ngươi là gì hải lan đổi cốc cho trương dương rồi lại cụm ly một cái rõ to đưa lên miệng một hơi uống cạn lặng lẽ ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm dường như đang hồi tưởng lại nói ta lúc còn bé từng mong muốn mình sẽ thành một diễn viên múa ba lê nàng ta buông chén rượu xuống hai hàng lông mi cao lại toát ra niềm bi thương vô hạn. Đôi chân trắng nõn đá nhẹ đôi dém qua ban công xuống đường, hai chân trần đứng trên nền đá bút lạnh, giang rộng hai tay ra như một chú thiên Nga xinh đẹp đang tắm mình trong ánh trăng đêm. Hai hàng lông mi lúc này mới giãn ra một chút, dường như chỉ có trong khoảnh khắc này nàng ta mới tìm lại được một chút vui vẻ của cuộc sống chán ghét kia. Nàng như hòa mình vào màn đêm, hòa vào sự yên lặng, hòa vào ánh trăng thuần khiết kia, nàng đứng đó, trắng trong, thuần khiết như tiên nữ trên trời, không còn sự bộn bề ngang trái của cuộc sống, không còn bụi bặm trần thế. Nàng bắt đầu nhảy, con thiên nga trắng kia cũng bắt đầu vẫy cánh trong màn đêm, dưới ánh trăng sáng trong, dưới ánh sáng lung linh của những vì sao. Trương Dương cũng bị điệu nhảy của Hải Lan rung động thật sâu trong lòng. Tâm tình Trương Dương cũng dao động theo điệu nhảy của Hải Lan, cô gái xinh đẹp trước mắt này giống như tiên nữ trên, như vậy điệu múa này cũng không thuộc về chốn nhân gian trần thế. Hải Lan càng múa càng say mê, đến lúc đôi chăn trắng nón kia xoay tròn một chỗ, vì không có giày nhảy nên chân bị trượt mật thăng bằng. Người nghiêng đi sắp ngã thì Trương Dương đã vỏ tới ôm cái thân thể mềm mại kia vào lòng. Hai người cứ như vậy gần sát nhau, Trương Dương rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng rực của Hải Lan làm tim hắn đập cũng rộn ràng hơn, người say rồi. Đôi mắt đẹp như tờ của Hải Lan nhìn Trương Dương, dẫy nhẹ ra khỏi vòng tay Trương Dương, tiếp tục rót đầy chén rượu cho mình ta chưa có say, đến phiên ngươi nói mộng tưởng của mình rồi đó. Nàng ta lại uống một ngụm rượu lớn, ánh mắt chờ mong gắt gao nhìn Trương Dương. Trương Dương cười nói, mộng tưởng của ta cũng chẳng có gì là bí mật cả, quá khứ ta muốn mình trở thành thiên hạ đệ nhất thánh thủ, rượu ngon uống không hết, mỹ nữ nhiều đếm không xuể, ngày ngày tiêu diêu tự tại, hái hoa bẻ lộc, nhàn nhã uống rượu nói chuyện phiếm cả ngày. Cái gì đấm đá tranh đấu, cái gì lừa gạt dối trá cũng đều không quan hệ tới ta. Hải Lan cũng mỉm cười bình luận, người đúng là đồ háo sắc. Thế còn bây giờ, hiện tại ta rốt cuộc cũng hiểu, một quyền không thể đánh được cả thiên hạ, mà chỉ có quyền thế, quyền thế mới đích thực là sức mạnh tối cường. Ta cũng là lần đầu tiên phát hiện ra, hóa ra trên đời này rốt cuộc cũng có một thứ có thể hấp dẫn ta đến như vậy, khiến ta phải nỗ lực phấn đấu hết mình. Hải Lan hai mắt say lờ đờ mông lung nói, người muốn làm quan. Trương Dương không chút che đậy nào thẳng thắn gật đầu. Hải Lan lại như cười nói, ngươi thực sự không có thích hợp, một tiểu tử động cái là đánh đánh giết giết như ngươi căn bản không có hợp với quan lớn. Ta tuy rằng không có rảnh rẽ trốn quan trường, thế nhưng ta cũng biết làm quan thì điều đầu tiên phải biết thu liếm tâm tình. Với tích cách ngươi như vậy làm du côn còn có thể, chứ làm quan thì thực sự là không thích hợp đâu. Hải Lan lại hấp một ngụm rượu nữa. Tính tình ta chắc gì đã là không phù hợp. Hải Lan cũng thấy có chút hứng thú trêu đùa với Trương Dương, vươn bàn ngón tay thon nhỏ của mình ra, chỉ chỉ Trương Dương nói ta muốn nghe lý do. Trương Dương rõng rạc nói, ta nhớ kỹ trong cuốn, tốt xấu học, trong lời nói đầu, Lý Tông Mô có nói một câu như sau, lúc ban đầu dân phong thuần phát, không tốt cũng không xấu, chợt có một người vừa tốt lại vừa xấu độc chiếm ưu thế mà quản thúc mọi người. Mọi người thấy vậy tranh nhau làm theo, tất cả mọi người đều vừa tốt lại vừa xấu, người không thể quản thúc ta, ta cũng chẳng quản thúc được người chỉ có một người không tốt cũng không xấu người này không theo những người khác học đòi mà độc chiếm ưu thế thí dụ như thương trường lúc ban đầu thương nhân đều bán hàng thật giá thật chợt có người bán hàng giả giá thật lúc đó người này nhất định sẽ vượt lên trên tất cả mà chiếm ưu thế thế rồi mọi người đều học tập theo toàn bộ lại đều là hàng giả thế rồi lại có một người thương buôn không theo trào lưu bán hàng giả mà bán hàng thật giá thật nhận rõ mục tiêu thì lại trở thành mục tiêu mua sắm của người mua nói chung không thắng cũng không bại nghe trương dương nói xong câu đó hải lan cũng rơi vào trầm tư một lúc lâu nàng ta bỗng nhiên phát hiện ra tiểu tử trương dương trước mặt này cũng không phải là một người lỗ mãng dễ xúc động mọi hành động cũng đều được hắn cân nhắc suy xét thấu đáo ngay như chuyện tình ngày hôm nay trương dương hắn giận dữ như vậy cũng là do muội muội triệu tính hắn chịu nhục nhưng những hành động sau đó của hắn lại có ý tứ sâu xa hơn nhiều hắn chỉ bẻ gãy hai ngón tay của tống đại nhân vốn là người ăn theo mà buông tha kẻ cầm đầu dương trí thành cũng chứng tỏ được hắn trong lòng cũng có cân nhắc cẩn thận, ai đánh được ai không, hắn đều suy tính rành mạch. Đến cuối cùng sự việc lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất, đoán chừng phía sau tiểu tử Trương Dương này cũng có một đại thế lực ngang bằng. Như vậy có thể nói, tuy sự việc tiến triển nhanh như vậy, thế nhưng Trương Dương hắn vẫn giữ được bình tĩnh, nắm bắt nhanh nhạy mọi khả năng, làm việc có chừng mực và hơn hết là hắn đã che giấu tâm tư của mình một cách cực kỳ tài tình, sự việc từ đầu tới cuối hắn cùng đều là làm chủ được tình hình. Câu nói lúc nãy của hắn cũng là gián tiếp biểu đạt cho mình hiểu hắn cũng là một người biết nội liếm tâm tính, thế nhưng nếu như lúc đó hắn mà thu liếm tâm tính, chịu nhẫn nhịn thì chắc chắn hắn sẽ bị vùi lấp bởi đại dương mênh mông, sóng cuốn cuồn cuộn của những ngưu mô trước quỷ bên trong đó. Hắn là cố tình làm một phương pháp trái ngược, tuy rằng đánh người là không tốt, cũng thể hiện mình là một gã vũ phu không có đầu óc, thế nhưng nhiều lúc cũng cần phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Chỉ là đánh ai, đánh ở mức độ nào mới là điều quan trọng. Đánh một người trấn nhiếp cả đám, đó mới là cao minh. Hải Lan nhẹ giọng cười nói, "Hôm nay, lúc ngươi xông thẳng vào bên trong, ta tưởng rằng ngươi là muốn giết tên Hỗn Đản Dương Chí Thành kia chứ?" Trương Dương cũng lạnh lùng nói, "Cũng có khi." Hải Lan lại nhớ tới biểu hiện hung thần ác sát của hắn lúc đó bất giác người thấy run sợ, tay cầm chén rượu không tự chủ được cũng run rẩy một chút. Trương Dương thản nhiên cười nói, "Chúng ta cũng không nên đề cập tới vấn đề không vui này nữa. Uống rượu đi." uống thêm một chén nữa, đôi má lúm đồng tiền của Hải Lan cũng gióng dần lên, thân thể cũng mềm nhũn ra, giọng nói cũng yếu ớt nhẹ nhàng, càng làm nàng trở nên quyến rũ một cách lạ thường, đối với Trương Dương đó thực sự là một loại mê hoặc khó thành lời. Chỉ là Trương Đại Quan Nhân hắn cũng có vài phần định lực, cố gắng áp chế tâm tình lại, ho khan một tiếng nói cũng không còn sớm nữa, ta cũng phải trở về thôi. Hải Lan chỉ chỉ cái bình rượu Chivas còn non nửa nói uống tiếp. Trương đại quan nhân hắn là ai chứ? Lại sợ người ta mời rượu hay sao? Bất kể là rượu trong nước nhà hay rượu ngoại đi chăng nữa, thằng nhãi này cũng đều tin tưởng hắn với cồn trời sinh có lực miễn dịch rồi. Người khác càng uống càng say, chứ hắn càng uống lại càng thấy tỉnh. Thấy Hải Lan cũng có 5 phần men say, lại nhớ tới cuộc điện thoại khiến tâm tình nàng ta không vui, nhẹ giọng hỏi lúc nãy ai gọi điện thoại tới vậy. Hải Lan cũng hơi ngẩn người, sau đó lại cười cười rồi đem chén rượu trong tay uống hết, có quan hệ gì tới ngươi sao? Nàng ta lại cầm bình định rót tiếp thêm chén nữa, liền bị Trương Dương giữ chặt cổ tay, "Đừng uống nữa, ngươi say rồi." "Say rất tốt, say rồi không còn phải nghĩ ngợi nhiều nữa, cũng không cần phải sống giả tạo nữa, cứ sống với chính bản thân mình." Trương Dương chân thành tha thiết nói, "Uống rượu nhiều hại thân, cứ coi như có chuyện không vui đi, thế nhưng cũng không thể ngược đãi bản thân như vậy chứ?" Hải Lan cũng có chú kinh ngạc nhìn lại Trương Dương, người quan tâm ta. Trương Dương nghiêm túc gật đầu, xong lại làm Hải Lan cười to hơn, giọng điệu đầy vẻ châm chọc nói, đừng cho ta không biết tâm tư ngươi, ngươi mà quan tâm ta sao. Có điên mới tin tưởng ngươi, ngươi đơn giản là giả tạo quan tâm tới ta, tranh thủ thật tốt hảo cảm của ta, sau đó sẽ lừa ta lên giường. Nói đến đây đôi mắt ôn nhu của nàng ta cũng ngập tràn nước mắt. Trương Dương lẳng lặng nhìn nụ cười đượm nét thê lương kia, thở dài một tiếng rồi chậm rãi thả tay Hải Lan ra, ngươi say rồi. Hắn cảm giác được chính mình không nên ở đây nữa, thế nhưng hắn vừa xoay người rời đi, Hải Lan đằng sau bỗng nhiên tiến đến gắt gao ôm lấy hắn. Khuôn mặt cười đẫm lệ rắn chặt trên lưng hắn khóc nức nở, đừng đi. Trương Dương cầm đôi tay nhỏ bé mềm mại kia, chậm rãi xoay người lại đối mặt với Hải Lan, hai hàng mi thanh tú rung động vì khóc tựa như đôi cánh hổ điệp đang bay lượn trong đêm. Hắn vòng hai tay, đem cái thân thể mềm mại kia ôm vào trong ngực mình. Bóng đêm dày đặc, hai người đứng trên ban công tựa như những đám mây trên cao đang nhìn xuống thế gian, toàn bộ thành phố đều chìm trong màn đêm sâu thẳm, chỉ có những đốm sáng lung linh của ánh đèn điện nhà dân vẫn đang hắt hiu tỏa sáng. Hải Lan nhìn đến say mê, thì thào lẩm bẩm đẹp thật. Trương Dương lại càng cố sức ôm chặt hơn cái thân thể mềm mại đang ở trong lòng mình. Hắn hôn nhẹ lên chán nàng, Hải Lan thấy hô hấp cũng nặng nề hơn, rồi nàng giơ tay phải lên vòng qua vai Trương Dương, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của hắn. Ánh trăng dường như cũng ảm đạm hơn xung quanh họ, toàn bộ thời gian như đột nhiên tiêu biết hết không có tiếng động, phảng phất như thế gian này chỉ còn hai người bọn họ bên nhau, đắm đuối nhìn nhau. Trương Dương ngắm nhìn mãi khuôn mặt xinh đẹp đó, nhịn không được nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào kia. Hải Lan nhắm hai hờ hai mắt lại, hai tay cũng chuyển xuống ôm thắt lưng Trương Dương, khẽ mở miệng, dùng răng cắn cắn đầu lưỡi hắn. Bàn tay nóng bỏng của Trương Dương tham lam lần mò vào trong bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình của nàng ta, đôi bàn tay to đằng sau đang không ngừng vuốt ve tấm lưng nhẫn nhụi, làm một góc áo bị vén lên lộ ra một mảng da thịt trắng ngần trong đêm. Hải Lan cũng cuồng nhiệt hôn môi đáp trả lại Trương Dương. Bọn họ vừa hôn say đắm vừa lùi xa ban công dần dần tiến vào trong nhà. Cái áo mặc ở nhà của Hải Lan cũng bị Trương Dương gần như cởi hẳn ra, làm đôi bồng đào cao vút trắng nõn nà như ẩn, như hiện dưới lớp áo càng làm Trương Dương phấn khích hơn bao giờ hết. Ngọn lửa dục vọng cháy bùng lên làm hắn không thể kiềm chế được nữa, nhẹ nâng cái eo thon nhỏ lên, khuôn mặt cũng dán chặt vào đôi bồng đào đó, dùng răng nhẹ nhẹ cắn lên cái điểm hồng khiêu gợi kia. Hải Lan cũng khẽ rên nhẹ một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền cũng run run, khuôn mặt như thống khổ, lại như vui sướng tột cùng, hai tay nàng ôm chặt đầu hắn, mười ngón tay không tự chủ được mà vò loạn tóc hắn lên tiếng rên nhẹ của Hải Lan lại càng kích thích đôi ma thủ kia làm loạn hơn, dần dần chìm vào giữa hai chân nàng. Hải Lan tựa như chìm đắm trong sự cuồng nhiệt, thế nhưng một tia ý thức còn sót lại cũng giúp nàng thanh tỉnh lại, thấp giọng kêu lên, đừng. bỗng nhiên trong đầu Trương Dương lại hiện lại khung cảnh lúc hắn cùng Hải Lan ở phía sau sườn núi cùng chứng kiến một cảnh nóng bỏng của đôi lừa, vậy mà không nghĩ rằng tới hôm nay hắn cùng nữ phát thanh viên gợi cảm này cũng đang làm cái điều tương tự hải lan hai tay cũng giữ đôi tay không thành thật kia của nam nhân lại chỉ là chống đối tượng trưng một chút cho đỡ xấu hổ thế nhưng lại vô tình chạm đến cái vật nóng hổi đang cương cứng kia của hắn khuôn mặt cũng ngượng ngùng đỏ rực lên e thẹn mắng hắn một tiếng ngươi hải lan cũng định hờn dỗi mắng hắn chỉ là nghĩ lại tình cảnh nóng bỏng lúc nãy chẳng phải chính mình cũng trương dương nhẹ nhàng hôn môi hải lan một cái rồi cứ thế từ từ hôn dần dần xuống phía dưới đến cổ đến ngực đến rốn xuống dần xuống dần từ từ, nhẹ nhàng. Vừa hôn khắp người Hải Lan, đôi tay hắn cũng thong thả nhẹ nhàng kéo chiếc quần hồng kia xuống, cặp đùi trắng nõn mê người kia cứ thế dần dần lộ ra trước mắt hắn. Hải Lan cũng thấy xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp cũng đã đỏ rực lên, nàng quay mặt sang bên cạnh, nàng không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của nam nhân kia đang tham lam ngắm nhìn thân thể trần trụi của mình bây giờ. Trương đại quan nhân hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn quỳ xuống rồi từ từ mở hai chân của Hải Lan ra nhẹ nhàng chầm chậm đẩy cái phần đã bành trướng mãnh liệt từ nãy tới giờ vào bên trong khu vực ẩm ướt kia của hải lan a à, hải lan cũng không kìm nén được khẽ kêu lên một tiếng đau không trương dương lo lắng thấp giọng hỏi ưng ừ, tuy rằng đang thở gấp gáp nhưng hải lan vẫn nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ nàng giơ hai tay lên vòng qua cổ trương dương kéo sát hắn lại gần mặt mình rồi nhẹ giọng nói vào tai hắn đổ ngốc bị tiểu yêu tinh kia kích thích trương dương tâm tình lại nóng lên lại tiếp tục công việc cày sâu cuốc bấm của mình. Hải Lan cũng thả lỏng người ra tiếp nhận từng đợt sóng khoái cảm mãnh liệt, cùng hòa nhịp với hắn mà thân thể nàng nhô lên hạ xuống liên tục. Trương Dương cũng cảm thấy thân thể mềm mại của Hải Lan bên dưới cũng đang nóng dần lên, động tác bọn họ cũng càng ngày phối hợp càng ăn ý hơn, nhịp điệu cũng nhanh dần hơn cuồng nhiệt hơn, tiếng nam nhân thở mạnh, tiếng nữ nhân rên rỉ cũng lớn hơn. Nhìn nụ cười ngọt ngào đầy quyến rũ của Hải Lan, Trương Dương cũng thoáng ngỡ như là trong mộng đẹp. Thế nhưng trương đại quan nhân hắn muốn chứng minh đây là thực tại, động tác cũng bắt đầu chuyển biến, nhanh hơn mạnh hơn, cuồng nhiệt nóng bỏng hơn, thân thể mềm mại trắng nõn của Hải Lan bởi vì hứng chịu những đợt sóng dữ dội của nam nhân kia mà càng lúc càng ướng cao người hơn, cũng vì muốn làm giảm cái cảm giác khó chịu nhưng lại thập phần sung sướng trong người, mà mười đầu ngón tay để sau lưng hắn cũng hung hắn cào cấu tạo thành những vệt lằn đỏ rõ rệt. Bỗng nhiên thân thể nàng lần thứ hai ướng cao người hết mức, sau đó lại run rẩy dữ dội một loại cảm giác sung sướng đỉnh điểm không thể diễn tả thành lời cứ thế ảo ạt đánh sau vào trong tâm linh nàng, bao phủ toàn bộ đầu óc của nàng, ý thức nhất thời cũng bị tê liệt đi. Hải Lan lúc này cũng không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa, hai giọt nước mắt trên đôi mắt đẹp kia từ từ lăn xuống. Trương Dương vẫn đang gắt gao ôm thân thể nóng rực của Hải Lan ở trong lòng, nhẹ nhàng hôn nàng một cái. Bây giờ hắn chỉ cảm giác thấy thân thể nhẹ nhõm sảng khoái, mãi hồi lâu hắn mới từ cảm giác hưng phấn này trở lại thực tại hắn cũng rất vui mừng khi phát hiện, sau hơn 1.300 năm, một thân công phu vẫn chưa bị mai một. Hải Lan cũng chủ động ôm lại Trương Dương, hai hàng lệ vẫn cứ lặng lẽ tuôn rơi. Trương Dương lại hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai nàng, có hối hận không? Hải Lan lắc đầu rồi lại càng gắng sức ôm thân thể hắn hơn. Hung hăng cắn tai hắn một cái, hờn dỗi mắng con lừa. Vừa rồi ngươi, ngươi thực sự là con lừa mà lúc trương đại quan nhân hắn quay lại quán Minh Châu thì đã là 2 giờ sáng rồi. Nếu như không phải là Hải Lan khổ sở cầu xin tha thứ, thằng nhãi này hiển nhiên sẽ không có chịu rời đi, thử hỏi đói bụng hơn 1.000 năm, có được ăn một chút như vậy thì sao đủ no. Tuy rằng lúc nãy hắn không phải là được ăn một bữa, nhưng căn bản là vẫn còn thấy thỏm thèm, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức rồi lại oánh trận nữa, chỉ là nữ phát thanh viên xinh đẹp kia lại treo miễn chiến bài. Trương đại quan nhân hắn cho dù có lòng tham không đáy, thế nhưng cũng có biết một chút thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Thôi thì cứ tạm thời tha cho nàng vậy. Lúc Trương Dương vừa bước vào cửa, vừa vặn gặp Đỗ Vũ Phong đang ngồi uống rượu. Hắn cũng là mới từ chỗ lão bạn già cùng học uống rượu đến giờ mới về. Thấy Trương Dương, hắn lại muốn gạ gấm cùng ngồi uống với hắn vài ly, Trương Dương cũng phải tốn khá nhiều nước bọt mới khuyên hắn về phòng được. Một mình nằm trên giường lớn, nhớ tới chàng giã chiến cuồng nhiệt vừa rồi với Hải Lan, hắn cũng không nhịn được nở ra một nụ cười vui sướng. Hải Lan cũng là nữ nhân đầu tiên làm hắn có nhiều cảm xúc như vậy, hắn cũng âm thầm phát thệ. Sau này nhất định phải làm nàng ta trở thành người phụ nữ hạnh phúc trên thế giới. Sáng sớm hôm sau Trương Dương tới đài truyền hình huyện gặp trưởng ban biên tập. Hắn cũng biết trên đời này quan lại nếu như không phải cương trực liêm chính thì chính là tham lam vô lại. Hiển nhiên cái vị hình tể dân tổng ban biện tập đài truyền hình huyện Xuân Dương kia thuộc dạng quan thứ hai hình tể dân là bác của Dương Chí Thành, vậy nên vụ việc của đứa cháu trai mình hắn cũng được biết tường tận. Làm hắn khinh ngạc là người mà kiến đứa cháu trai ngang ngược hống hách của mình bị dọa một phen khiếp đảm lại là tiểu tử Trương Dương, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, người mà hắn dự định sẽ xây dựng thành một nhân vật phản diện điển hình của quan lại. Hình tể dân hắn cũng biết rõ đằng sau tiểu tử Trương Dương này là bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, bất quá như thế thì cũng chưa có là gì, hắn vẫn quyết định đăng tiếp phần hai bản tin chuyên đề về vị trương chủ nhiệm kia. Bởi vì hắn vẫn nghĩ, cái chuyện đó thì cũng chẳng có quan hệ gì tới vị lý bí thư kia cả, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, lý trường vũ cũng chẳng mấy để ý đến những tin tức loại này cả, bằng không vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn chưa có bất kỳ động thái gì ám chỉ cho mình. Hình thể dân hắn cũng là muốn xem xem, đến tột cùng thái độ bao che của vị lý bí thư này đối với trương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn từ kia đến mức nào hắn thậm chí cũng không nói chuyện này cho anh rể là chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa, đảm bảo ông anh rể sẽ tận lực bao che cho mình, vì dù sao chuyện này thành công thì cũng là giúp hắn trả thù được Trương Dương cho con trai mình mà. Đối mặt với hình tể dân, Trương Dương vẫn tỏ ra cực kỳ lễ phép hòa hoãn, đầu tiên là nói rõ ý định mình đến đây hôm nay rồi đưa qua cho hắn chứng cứ xác thực của vụ việc vừa qua. Trương Dương mục đích chính là muốn hình tể dân chỉnh sửa lại cái chuyên đề tin tức kia cho đúng sự thật, bởi vì hắn vốn là bị hiểm lầm từ đầu hình tể dân nhìn qua cũng khá trẻ, cũng bởi vì hắn khá quan tâm tới nhan sắc mình, vậy nên 53 tuổi mà trông chỉ như ngoài 40. Nghe xong Trương Dương giải thích, hắn chỉ mỉm cười nói, Trương chủ nhiệm à. Chuyện này ta thực sự cũng không có được rõ ràng lắm, những tin tức loại này đều là do trưởng ban tin tức truyền lên. Đài truyền hình thì lớn như vậy, lượng tin tức mỗi ngày cũng rất nhiều, ta làm sao mà có thể điều tra rõ ràng được từng tin tức nhỏ một, không bằng ngươi cứ qua gặp trưởng ban tin tức giải thích lại một chút đi. Nói xong những lời này, hắn lại tiếp tục đọc báo tiếp, dường như vụ việc này đều không có quan hệ gì tới hắn cả. Trương Dương cũng thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng biết mối quan hệ của Hình Tể Dân với Dương Thủ Nghĩa. Sáng nay tới đây cũng là do hắn muốn chắc chắn về vụ việc kia mà thôi, không nghĩ rằng thái độ của Hình Tể Dân lại lạnh nhạt như vậy, phải chăng vì chuyện tình ngày hôm qua của mình với Dương Chí Thành mà hắn muốn gây khó dễ cho mình. Thế nhưng đáp án như thế nào thì mình cũng không thể biết được hình tể dân là em vợ của Dương Thủ Nghĩa, vậy thì chắc chắn hắn phải biết đằng sau mình chính là vị bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, đáng nhẽ hắn sẽ không làm khó mình mới đúng chứ. Thế nhưng hiện tại là hắn vẫn ngang nhiên chống đối mình. Vì sao vậy? Trường đại quan nhân hắn tiến nhập quan trường chưa lâu, thế nhưng hắn cũng biết rất rõ quan lại thường hay dùng chiêu đưa đẩy trốn tránh trách nhiệm. Vậy nên Trương Dương rất nhanh cũng kết luận được, cho mình mình tới tìm gã trưởng ban tin tức kia thì cũng chẳng có gì tiến triển cả, quả bóng lại được đá qua cho người khác mà thôi. Trương Đại Quan nhân hắn từ trước tới giờ đều không cam chịu để người khác thao túng điều khiển mình, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn hình tể dân. Hình tể dân cũng không nhịn được nữa, ánh mắt rời khỏi tờ báo, ngẩng đầu, giọng nói cũng có vẻ khó chịu nói: người còn việc gì nữa sao? Trương Dương cười tủm tỉm nói: là có chuyện đại sự, ta là muốn cung cấp cho đài một tin tức quan trọng. Hình tể dân gập tờ báo lại trương dương nói chuyện là như vậy ngày hôm qua con trai chủ tịch huyện dương thủ nghĩa là dương trí thành trêu ghẹo hai nữ sinh trung học ta thấy trướng mắt nên dạy dỗ cho hắn một trận đó chẳng phải là việc tốt sao có hay không được lên tv vậy uy hiếp đây chính là uy hiếp trắng trợn hính thể dân cũng phải nổi giận một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình còn con một tên cái bộ quèn đến biên chế cũng còn chưa có vậy mà dám lớn giọng uy hiếp mình sao thằng nhãi này thực là cũng quá cản dỡ hình tể dân lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Dương, sau đó gần giọng nghiến răng nói hai chữ cút ra. Hắn thân là tổng biên tập đài truyền hình huyện Xuân Dương, đương nhiên sẽ không thèm chấp nhặt với thằng nhãi con này, tuy rằng hắn cực kỳ tức giận, nhưng vẫn cứ cố gắng giữ phong độ, hình tượng một vị cán bộ cấp cao. Đây cũng là nhờ hắn hàng ngày rèn luyện tâm tình cùng bản lĩnh quan trường. Nhưng trương đại quan nhân hắn là ai chứ, người ta nói gì là hắn sẽ làm sao? Chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Trương quan nhân cười nhạt, ngày hôm nay ta tới đài truyền hình, cũng là thật lòng muốn giải quyết vấn đề này. Chuyện tình của xã Hắc Sơn tử ta cũng gom đầy đủ ở đây, nếu như ngươi nếu như muốn đăng tin, thì cứ lấy mà đăng ta không có nói. Hiện giờ ta cũng chỉ muốn biết kết quả, phần thứ hai của chuyên đề tin tức kia ngươi vẫn muốn đăng hay không đăng. Hình tể dân cũng cười lớn nói, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Hình tể dân ta cũng nói thẳng, ta cũng chẳng thèm quan tâm ngươi sẽ làm gì cả nếu như sợ cái loại dối trên gạt dưới như ngươi, thì chúng ta còn làm tin tức làm gì? Chúng ta còn xứng đáng với chức vụ làm tiếng nói chung của người dân nữa sao? Nói với mẹ mày ấy, hình thể dân ngươi nhờ vào mấy cái loại tin tức này mà kiếm chắc, chuyện này ngươi cũng muốn đăng chứ. Trương Dương cũng bị hắn chọc giận, đến giờ hắn cũng quên mất điều căn bản của nhất của quan lại là phải bình tĩnh, thu liếm tâm tình. Hình thể dân cả người run run, tay chỉ thẳng mặt Trương Dương mắng lớn, lưu manh, ta thực không rõ, loại lưu manh đầu đường xó chợ như ngươi sao lại được phép đứng trong hàng ngũ cán bộ nhà nước. Ta sẽ đi gặp lãnh đạo tố cáo. Trương Dương cũng hắc hắc cười lạnh, xin cứ tự nhiên. Con mẹ nó chứ, hình tể dân, ta báo trước cho ngươi, nếu như ngươi dám, ta đảm bảo ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nói xong hắn trực tiếp đưa tay vào túi văn kiện cầm tập tài liệu ném lên trên bàn hình tể dân, rồi xoay người nghênh ngang rời đi. Vừa mở cửa phòng lại thấy Hải Lan đang đứng đó, cũng không biết vừa rồi nàng ta có nghe thấy được gì không mà lại nở nụ cười ngọt ngào. Hải Lan mặc một bộ đồ công sở màu trắng toát như thiên nga, bên trong vẻ đoan trang lại toát ra vài phần quyến rũ. Thấy Trương Dương, nàng ta cũng không khỏi nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua cùng hắn mây mưa triền miên cả đêm, khuôn mặt cười xinh đẹp cũng có chút nóng lên. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, nhưng làm hắn thất vọng khi ánh mắt nóng bỏng tràn ngập cuồng nhiệt của hắn lại không khiến Hải Lan thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh như nước không hề gợn sóng lúc đi ngang qua hải lan nhỏ giọng nói người ở dưới lầu chờ ta hình tể dân sắc mặt vẫn đang rất tức giận lớn giọng nói cái gì đây dám uy hiếp ta sao thấy hải lan tới hắn cũng vất vả lắm mới khống chế được tâm tình hắn giọng nói tìm ta có chuyện gì dù sao hải lan cũng là từ đài truyền hình thành phố chuyển về hình tể dân đối với nàng cũng có vài phần khách khí hải lan cũng nhẹ giọng nói chủ nhiệm hình ta tới là vì tin tức liên quan tới xã hát sơn tử mới gần đây, ta mới biết được là tin tức ta điều tra có chút sai lệch, vì vậy. Hình tể dân gắt gỏng cắt đứt lời nàng nói, ta mặc kệ là như thế nào, chuyên đề tin tức đó sẽ dựa theo kế hoạch cũ mà đăng tải. Hải Lan cũng thấy bất mãn nhíu nhíu mày nói, chủ nhiệm hình, người soạn thảo tin tức là ta, người trực tiếp phỏng vấn cũng là ta. Ta cũng đã nhận ra được sai phạm trong đó cho nên nhất định sẽ phải sửa chữa lại. Hình tể dân lắc đầu, ở đây cũng không còn việc của ngươi nữa những lời này của hắn cũng là trực tiếp đuổi khách, hắn cũng thực sự thống giận Trương Dương, nhất quyết phải cho thằng nhãi con không biết trời cao đất dày kia nếm mùi khổ sở. Hải Lan lạnh lùng nhìn hình tể dân, nếu như người vẫn còn cố chấp như vậy, ta sẽ làm một chuyên đề tin tức khác trực tiếp chuyển tới đài truyền hình thành phố Giang Thành, đến lúc đó không chỉ có dân chúng của viện Xuân Dương này biết thôi đâu. Hình tể dân cũng phẫn nộ cực độ, mẹ nó chứ, thấy ta lớn tuổi mà khi dễ sao. Đầu tiên là thằng nhãi con chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia, giờ lại đến mỗi con đàn bà lớn tiếng dọa nạt mình. Người tưởng ngươi ở Giang Thành nổi tiếng lắm sao, cũng chỉ là một phát thanh viên quèn, lão tử là chủ cái đài truyền hình này, là cấp trên của ngươi đó. Hình tể dân cũng nhận định, nữ phát thanh viên Hải Lan kia chắc là cũng chẳng có bối cảnh gì cả, mà nếu như có bối cảnh đi chăng nữa thì tại sao lại bị chuyển từ đài truyền hình thành phố xuống cái huyện Xuân Dương nhỏ bé này. Hắn cười lạnh nói, người nghĩ ngươi là ai? Thế nhưng cái uy quyền quan lớn kia của hình tể dân không làm Hải Lan thấy sợ một chút nào, nàng nhẹ giọng nói, hình tể dân, hình như ngươi cũng không ý thức được những lời này sẽ mang lại hậu quả gì cho mình đâu nhỉ. Ta chắc chắn với ngươi một điều, nếu như ngươi vẫn còn dám tiếp tục đăng cái tin tức kia, như vậy ngươi sẽ bị nghi ngờ là dùng việc công trả thù riêng, hãm hại hạ nhục nhân cách cán bộ nhà nước, có thể là sẽ bị tạm thời cách chức. Mà xem ra, chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường làm quan của anh dễ ngươi đâu hình thể dân giật mình, bây giờ hắn cũng thấy có chút hơi lo sợ. Chính cái biểu hiện chấn tĩnh cùng tự tin kia của Hải Lan làm hắn hơi trột dạ, càng làm hắn thấy lo sợ bởi lẽ Hải Lan lại dọa sẽ lôi luôn cả anh rể hắn chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa vào nữa. Chuyện này căn bản vẫn là hắn một mình giàn dựng từ đầu tới cuối, không hề có liên quan gì tới ông anh rể Dương Thủ Nghĩa kia cả. Hình tể dân cũng rất nhanh từ khủng hoảng tỉnh lại, liền hiểu đây thực sự là đe dọa, nữ nhân kia đang đe dọa cấp trên của nàng ta nhưng hắn cũng không sợ, gần giọng nói một câu đầy khiêu khích, ngươi cứ thử xem. Hải Lan cũng nở nụ cười quyến rũ mà bao nam nhân khác cũng đều phải chết mê mệt, chỉ là nụ cười đó lúc này lại làm nội tâm hình tể dân thấy phát lạnh. Ngươi cứ tự bảo trọng đi, ánh mắt cao ngạo của nàng lướt qua khuôn mặt hèn mọn của hắn một cái, dáng đẹp thướt tha ra ra khỏi phòng làm việc của hình tể dân. Hình tể dân hắn thân là tổng biên tập đài truyền hình huyện Xuân Dương, Vậy mà lại bị một thằng nhãi danh Trương Dương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của xã uy hiếp, rồi lại tới cấp dưới Hải Lan đe dọa tiếp, tâm tình hắn lúc này cũng đã xuống đến thấp cực điểm rồi. Đến giờ hắn cũng không nhịn được nữa, nhấc điện thoại lên gọi cho thủ hạ, thế nhưng đến lúc đầu dây bên kia có người tiếp nhận thì hắn lại chậm rãi để điện thoại xuống thầm nghĩ. Phải chăng chuyện này mình cũng chưa suy nghĩ thấu đáo? Hắn đối với thằng nhãi con chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia không có mấy phần để ý thế nhưng hắn lại quan tâm nhất tới câu nói cuối cùng của Hải Lan, trong lòng bỗng dưng thấy thấp thỏm không yên. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lúc Hải Lan chuyển về đây công tác, Dương Thủ Nghĩa cũng từng ngẫu nhiên hỏi qua, lại còn dặn dò mình để tâm chiếu cố nàng ta một chút nữa chứ. Nghĩ tới đây hình tể dân cũng đứng ngồi không yên, không lẽ Hải Lan kia đằng sau cũng có bối cảnh sao? Tuy rằng hắn cho rằng khả năng này là cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng vẫn để đề phòng vạn nhất hắn vẫn nhấc điện thoại lên gọi cho ông anh rể thị trưởng huyện Dương Thủ Nghĩa thị trường dương hai ngày hôm nay tâm tình cũng thực không có tốt lắm hắn là tối qua cũng phải dạy dỗ thằng con trai ngỗ ngược kia một chập rồi bắt nó phải quay lại trường học chỉ là không nghĩ tới cả mẹ vợ lẫn vợ hắn lại đều hợp nhau lại chống đối hắn cũng làm hắn phải đau đầu phiền muộn chẳng biết nói gì hình thể dân cũng nghe ra được tâm tình của ông anh rể không mấy vui vẻ cho lắm ngày hôm qua chuyện tình kết thúc cũng khá bí ẩn thế nhưng dù sao cũng là dương thủ nghĩa hắn phải tự mình ra mặt xin sỏ người ta, thực là mặt mũi lần này cũng mất sạch. Biết rằng tâm tình ông anh rể không thoải mái, hắn cũng nói ngắn gọn, trực tiếp hỏi, anh à, Hải Lan kia ngươi có quen phải không? Dương Thủ Nghĩa cũng thấy hơi sững sờ, cũng không biết sao tự dưng hình tể dân đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Thấp giọng nói, sao vậy? Nàng ta xảy ra chuyện gì hà? Tuy rằng là nói trong điện thoại, thế nhưng hình tể dân cũng nhận ra được ý tứ khẩn trương của Dương Thủ Nghĩa trong đó, trong lòng không khỏi trầm xuống, anh à, cũng là do công việc có một chút vấn đề. Nàng ta với ta có chút xích mích nên cũng buông lời uy hiếp ta. Những lời này của hình tể dân tràm ngập sự trào phúng, hắn cũng chờ đợi tiếng cười của ông anh rể sau đó, thế nhưng lại làm hắn thất vọng nặng nề. Dương Thủ Nghĩa đột nhiên nổi giận mắng lớn, đồ ngu, ta không phải là đã nhắc nhở ngươi chiếu cố tới nàng ta rồi hay sao? hình tể dân cũng giật mình, trong đầu hắn liền xuất hiện một ý nghĩ xấu xa, không phải Hải Lan nàng ta với anh dễ có chuyện gì bí mật chứ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phủ định cái giả thiết này, nếu như thật sự hai người có quan hệ mở ám, thì anh dễ cũng không có tỏ thái độ với mình như vậy được. Dương Thủ Nghĩa mắng, ta không cần biết ngươi với nàng ta xích mích chuyện gì, ngươi lập tức đi xin lỗi nàng ta ngay. Cái gì, ta thân là tổng biên tập, nàng ta cho dù là bảo ngươi đi, ngươi còn không đi, hay là muốn ta phải cắt chức ngươi, ngươi mới chịu đi. Hình tể dân lúc này cũng sợ đến ngây người, hắn cho tới tận bây giờ cũng chưa bao thấy anh rể mình tỏ ra tức giận như thế bao giờ. Giờ đây hắn cũng đã nhận thức được vấn đề, chắc chắn phía sau nữ phát thanh viên Hải Lan kia là một tòa núi lớn, cực kỳ to lớn nữa là đằng khác, đến cả ông anh rể mình nguyên là chủ tịch huyện, kiêm phó bí thư huyện ủy cũng không dám trêu vào. Cũng chẳng trách hắn vừa nói ra chuyện này, ông anh rể kia đã đứng ngồi không yên rồi, thảo nào lại tức giận đến độ đòi cắt trước mình nữa chứ. Hình tể dân cũng rất nhanh chấn tĩnh lại, thấp giọng hỏi, anh à, phía sau lưng nàng ta là ai vậy? Sự tức giận dồn nén vài ngày nay của Dương Thủ Nghĩa cũng bị câu hỏi này của hình tể dân khuấy nhào lên một lần nữa, hắn cả giận mắng lớn, người cũng đừng có nhiều lời ngu ngốc như vậy nữa. Đúng là mắt mù không thấy Thái Sơn, nói xong hắn cũng lạnh lùng ngắt điện thoại cái rụp. Mắt mù không thấy Thái Sơn. Ở ngay phía trước mặt hình tể dân hắn chính là ông anh rể Dương Thủ Nghĩa, Thái Sơn là ai hắn cũng chưa cần biết, thế nhưng với ông anh rể là chủ tịch huyện Xuân Dương, kiêm phó bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa kia cũng đã là một tòa Thái Sơn cao ngất ngưỡng rồi, so với hắn thì một tổng biên tập đài truyền hình nhỏ bé như mình cũng chẳng đáng là gì cả. Hình tể dân vỗ vỗ đầu mình, thấp giọng lầm bẩm mẹ nó chứ, sao cả trên lẫn dưới đều kinh thường ta như vậy nhỉ? Trương Dương là đứng ở đài phun nước bên ngoài đài truyền hình, trên mặt vẫn là nụ cười tươi vui thế nhưng trong đầu lại đang tính toán một hồi xem xem nên làm sao để giáo huấn thằng cha hình tể dân kia một trận nhớ đời bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân người đang đến gần đây hắn liền quay đầu lại nhìn hải lan trong bộ đồ công sở màu trắng toát cùng nụ cười mê người đang bước đến đây thấy hải lan đi tới trong lòng trương đại quan nhân hắn cũng thấy xúc động bởi vì từ lúc bước đến thế giới này kia là nữ nhân đầu tiên hắn thật lòng yêu thương hơn nữa ở sâu trong đáy lòng hắn thầm nhủ, chính mình đã trải qua chuyện đó với nàng, sau này sẽ phải có trách nhiệm đối tối với nàng hơn. Thế nhưng trước vẻ mặt vui mừng cùng kích động kia của Trương Dương, Hải Lan vẫn như buổi ban đầu gặp hắn, hờ hững, lãnh đạm nói, Trương chủ nhiệm, cái chuyên đề tin tức lần trước đã làm người phải phiền phức nhiều, thực sự là ta xin lỗi. Trương Dương vẫn cho rằng là nàng ta đang diễn trò, mà hiện giờ ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ, trên mặt hắn liền xuất hiện điệu cười mờ ám, không có việc gì. Dù sao ngươi cũng bồi thường rồi ma. Hải Lan cũng phải giật mình, thằng nhãi này thực là vô sỉ cực độ, lại đem chuyện tình đêm qua nói ra, nhìn nụ cười tà ác của hắn, nàng bỗng nhiên lại thấy hối hận. Tại sao tối qua lại uống nhiều như vậy? Tại sao lại là cùng hắn xảy ra sự tình như thế? Chính mình còn chưa đủ phiền nào hay sao chứ? Nàng nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý cho tốt. Trương Dương lại quan tâm nói, không cần ngươi phải khó xử, hình tể dân ta tự có cách xử trí. Hải Lan lúc nãy ở ngoài cửa phòng làm việc của hình tể dân nghe được chút ít câu chữ hắn nói, không nhịn được nở ra nụ cười, không sợ người ta tố cáo ngươi ngang nhiên uy hiếp cán bộ nhà nước sao. Trương Dương ngẩn ngơ nhìn điệu bộ hờ hững của Hải Lan. Đang muốn mở miệng nói lại thấy hình tể dân đang đi tới phía bên này. Trương Dương vốn định trợn mắt nhìn hắn, nhưng lại phát hiện không phải là thái độ giận dữ lúc nãy của hắn, mà thay vào đó lại là điều cười nịnh bợ lấy lòng cấp trên. Hình tể dân nhỏ giọng nói, chủ nhiệm trương à, sự tình kia cũng làm ta lo lắng quá. Nếu như là tin tức có chút sai lệch, không bằng ta sẽ xóa bỏ lập tức. Người thấy thế nào, ánh mắt tươi cười lấy lòng của hắn lại chuyển sang phía Hải Lan, Hải Lan cũng mặc kệ hắn, hờ hững nhìn đài phun nước tiếp. Trương Dương cũng thấy ngạc nhiên một phen, không ngờ công phu chuyển mặt của thằng nhãi này cũng thâm hậu quá đi. Trong lòng cũng thầm nghĩ, may mà thằng nhãi này cũng biết thức thời, chứ nếu không thì. Trương đại quan nhân hắn cũng giả ra một bộ dáng tươi cười vui vẻ không kém, chủ động chia tay ra nói, vậy đa ta hình chủ nhiệm quá. Hai người hư tình giả ý bắt tay nhau, vừa rồi còn là trợn mắt mắng chửi nhau, vậy mà bây giờ lại vui vẻ tươi cười như hai người bạn xa cách đã lâu mới gặp lại. Hình tể dân cũng trực tiếp đưa ra lời mời, ta tại yến lâm viên đã đặt chỗ trước, hay là trương chủ nhiệm cũng tới dùng cơm đi? trương dương cũng chẳng có dự định cùng hắn ăn cơm, lắc đầu cười nói, ta còn có việc phải về quê nhà gấp. nếu như hình chủ nhiệm sau này có tới xã hắc sơn tử chơi, ta nhất định sẽ tự mình chiêu đái tận tình. hình thể dân cũng rất nhanh đổi bộ dạng vui tươi hớn hở, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa thằng nhãi trương dương này rào hoạt. audio điện tử võ tấn bền kết chương 25